Tỷ số dán số kìa, bỏ ra đi dán số đi cô Sân. Hello mấy chị, bữa nay nhiều hàng hot lắm cho mấy chị đây. Trời ơi, quà game hôm nay mới đặc biệt dữ luôn á chị Thủy ơi. Chào chị Anh Đào, quà game hôm nay rất là đặc biệt cho mấy chị, rất là xịn sò và nó cung lên, nói chung cũng giá trị rất là cao cho mấy chị luôn chứ không phải rẻ. Quà game là tặng rất là cao cho mấy chị, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hôm nay hàng đẹp rất là về rất là nhiều cho mấy chị. Tính là livestream hôm qua nhưng mà hàng không về kịp, nên là hôm nay em dồn cho mấy chị like hai buổi ngày hôm nay cho mấy chị nha. Em làm tặng mấy chị cho biết là tính em làm tặng cái gì nó đẹp nhất có thể và cái gì nó mới nhất có thể cho mấy chị thì em lấy ra em làm quà game tặng cho mấy chị, nên là mấy chị vào xem like rất là hóng hàng nha. Chào chị Hải Yến, hello chị. Chào người, hello Tướng Bèo, mấy chị săn like đi, tại vì hôm nay cái livestream này em tặng cho mấy chị cây rất là đẹp. Hôm nay về có hai lọ, có những cái lọ rất là đặc biệt cho mấy chị, đó là những hàng nắng xưa, kể cả có những đây, những hàng nói chung là có một số dòng đột biến về màu hoa cho mấy chị cũng có hàng. Đây là những hàng nắng xưa, nắng xưa không, đây là những hàng nắng xưa cho mấy chị không, nắng xưa sẽ có một số ít cho mấy chị. Chuẩn 100% xưa. Và xưa hôm nay thì nó có về màu, đó là màu đỏ, là đỏ lưng vàng rồi mấy chị thấy không? Đỏ lưng vàng phía sau em đây. Đỏ lưng vàng, chuẩn 100% hàng nắng xưa ra. Thường những cái hàng này tích kỳ chứ không phải là cây giống Thái cho mấy chị. Cây giống Thái đỏ lưng vàng nó hiếm cho mấy chị, rồi huống chi hàng nắng xưa. Có một cây khá là cao cho mấy chị, nó thơm lắm luôn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa có một dòng đột biến nữa cho mấy chị, đó là có hai, hôm nay là về có hai dòng Sesawa, hai dòng đột biến cho mấy chị, đó là thằng anh ba đột biến cho mấy chị, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là thằng Sesawa đột biến cho mấy chị. Anh ba đột biến là đột biến như thế nào? Bông trước của mình là anh ba đột biến cánh màu hồng đúng không? Anh ba đột biến này là cái cánh của nó màu trắng tinh cho mấy chị, gọi là anh ba đột biến. Còn Sesawa đột biến là như thế nào? Sesawa trung bình của mình là cánh trắng thẳng cứng và dày hoa thơm, còn Sesawa đột biến là cánh nó của nó là dạng cánh bay và má của nó là hai má vàng và rất là thơm cho mấy chị. Hôm nay về nắng cam cũng có, nói chung là nhiều lắm. Và quà game tặng cho mấy chị đây là cái giống gì đây? Đây, cây này nó rất là nhiều vòi, như em có đăng lên cho mấy chị. Hôm nay nắng xưa nhiều lắm chị Thảo ơi. Hôm nay về nắng xưa nhiều lắm. Như em có đăng lên cho mấy chị, đó là hôm nay em lên cho mấy chị cái vũ nữ này. Vũ nữ này mấy chị đợi em rất là lâu rồi. Chuẩn hàng đào 100%, nói chung là nó rất là nhiều vòi. Và vòi bông như thế này là chuẩn hàng Tết 100% cho mấy chị. Nhiều khi mấy chị thấy vòi bông nó dài nhưng mà mấy chị nói ủa vài bông dài này chết trước Tết sau không phải đâu mấy chị. Tại khi vòi bông dài thì vũ nữ, đặc tính của những dòng vũ nữ này, vòi bông nó như thế này lúc mà nó tược nụ của mấy chị, thời gian nó khoảng tháng tháng mấy nó mới bung nụ lớn cho mấy chị. Bông Tết hàng chuẩn 100% Tết cho mấy chị. Em cho mấy chị coi mặt bông. Cây này giá trị của nó là 230.000 một cây vũ nữ. Đây là giống vũ nữ hồng lâu mộng xích sam. Nó là bông màu vàng cam cho mấy chị. Và em sẽ cho mấy chị coi hai mặt bông của hồng lâu mộng, là hồng lâu mộng giống cũ và hồng lâu mộng hiện tại giống mới. Hiện tại em bán cho mấy chị, đây là giống mới nhất bung ra thị trường vào năm 2020. Còn những trước đây 2019 hoặc là giữa năm 2020 cũng không có hàng cái giống vũ nữ này luôn. Chuẩn chỉ có cái dòng vũ nữ này, nếu mà mấy chị sẽ thấy là không, chưa có một nhà vườn nào bung ra mặt bông vũ nữ này, chỉ có bán hàng Tết cho mấy chị. Nếu mà bây giờ nhà vườn nó có rao bán cho khách thì cũng bán hàng Tết thôi, chứ mặt bông này chưa có hay thị trường. Đây, quà game là trị giá là 230.000, em cho mấy chị coi. Đây là cái mặt bông vũ nữ em đang livestream bán cho mấy chị và tặng trước cho khách nha. Chọn như thế này là giá 230.000. Cây nó rất là nhiều vòi, vòi nó nhú lên rất là nhiều mấy chị ơi. Giống này nó là vòi bông dạng của nó phân nhánh và rất là dài. Đây là mặt bông của nó nha. Đây là vũ nữ hồng lâu mộng, hồng lâu mộng vàng cam.
Nó tên là hồng lau mầm xích xanh. Giống này là hoa thơm, chuỗi và bông nó rất là dài. Bông của nó to, rất là to hơn cả phụ nữ hàng sau cho mấy chị nữa nha. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, trên thị trường thì hiện tại mấy chị sẽ có, cũng có một cái giống phụ nữ hồng lau mộng. Đó là cái phụ nữ này đây. Em cho mấy chị coi thêm. Đây là cái giống phụ nữ hồng lau mộng mà màu cũ. Đây là cái màu cũ nè mấy chị. Hồng lau mộng màu cũ trước đây em bán cho mấy chị đây. Trước đây năm rồi có bán, nhưng năm nay cũng không có, cũng có nhiều ít. Đây là cái màu mà trước đây em bán cho mấy chị. Cái độ xe bông của nó rất là khủng khiếp. Đây là cái màu trước đây. Mà cái màu này là cái màu vàng nha. Chuẩn của nó là màu vàng, nhưng mà hiện tại cái màu này nó đẹp hơn nữa. Và cái màu em đang bán cho mấy chị, cái màu vàng là vàng cam. Nó cái vòi bông của nó dài hơn, phát vào bông nhiều hơn và bông to hơn cho mấy chị. Nhớ là giùm em là cái giống này hoa thơm nha. Đây là hồng dâu lâu mộng giống cũ nè. À, còn đây là hồng dâu mộng giống mới em hiện tại em đang chuyên bán cho mấy chị. Màu này đẹp lắm, mấy chị coi zoom sát và mấy chị sẽ thấy nó là màu vàng cam và vàng rất là đậm nha. Vàng này tết mấy chị trưng nhà cực đẹp. Nay nhiều hàng xưa lắm. Thử thằng cơm no vô nói chuyện không nổi mấy chị ơi. Ăn cơm no vô nói chuyện không nổi. Tặng cho ông cây. Cứ như thường lệ là chia sẻ chế độ công khai dòng thời gian giùm em. Hôm nay có thêm hai dòng sinh rất là đặc biệt, đó là hai dòng sinh đặc quyền bán ra trên thị trường cho mấy chị và nhà vườn độc quyền luôn. Đó là dòng sinh Tewit Blue với lại dòng sinh Tewit Violet cho mấy chị. Nó có hai đặc thù, hai màu bông đó cho mấy chị luôn, hai màu bông. Xíu sẽ lên hàng cho mấy chị. Mấy chị cứ chia sẻ đi nha, rồi tặng cho mấy chị cái cây vũ nữ này là vũ nữ hồng lông mộng xích xanh. Nhớ giùm em là vàng cam hoa thơm nha. Thằng này nó còn vương tược dài nữa cho mấy chị. Khi mà nó cho bông thường bông nó rủ xuống cho mấy chị, thì cánh bông nó nặng nó sẽ rủ xuống cho mấy chị. Hoa thơm. Hồng lông mộng lúc mà, bởi vì em nói hồng lông khi mà cái dòng vũ nữ này hoặc là vũ nữ hàng sao đi chăng nữa thì lúc nó phát vội cũng phải tháng mấy hai tháng mấy chị, nên nó là những cái dòng như thế này mới chuẩn tết nha. Còn bây giờ nếu mà hồng lông mộng mà cây hàng lá thì không bao giờ kịp tết cho mấy chị được. Cây hồng lông mộng hiện tại bây giờ hàng lá mà khách lên nhà vườn nào nói đứng ngọn cho mấy chị là không bao giờ kịp tết, nó sẽ nở ra sau tết. Tại vì khi mà hồng lông mộng nó vò bông như thế này mới chuẩn tết cho khách được. Tại vì từ lúc nó tuột vò cho đến lúc nó phân nụ lớn và nở bông cho mấy chị thời gian cũng khá là lâu. Em cập nhật luật chia sẻ, nhớ vào xem like chia sẻ giùm em nha. Hôm nay nhiều hàng nắng xưa đẹp lắm, xưa có đỏ lưng vàng, xưa có tùm lum hàng xưa luôn, xưa đẹp cho mấy chị. Có đồ cây hỏi xưa em thích quá, nó thơm ban. Có mấy cây tháng xưa đẹp lắm luôn mấy chị ơi, xưa hàng nắng xưa nhiều đẹp lắm. Ăn cơm no quá vô nói chuyện không nổi mấy chị. Đây là những dòng nắng xưa rất là đẹp. Xíu xưa lên cho mấy chị. Nắng xưa đẹp lắm, nắng xưa chậu lớn không ạ? Xưa chậu lớn không ạ? Có những chậu nhiều khi chị Nhiên nó đang, cái cánh nó đang ra màu vàng, chị Nhiên trên cái bông nó, trên cái thân nó nở ra màu đỏ mấy chị. Nó lạ cái là vậy đó. Nên là xíu xưa lên hàng cho mấy chị nha. Đây, tặng cho mấy chị cái chậu này là cái chậu vũ nữ vàng nha mấy chị. Vũ nữ vàng hồng lông mộng xích xanh, màu vàng cam, hoa thơm. Hàng là chuẩn tết 100% cho mấy chị. Giống này nó có rất là nhiều vào bông, giá trị nó không bao giờ rẻ nha. Trời ơi, có không đâu chị Thảo ơi, mà nhắn tin. Đây em lên cho mấy chị cứ cập nhật lượt chia sẻ giúp em nha. Nay nhiều hàng đẹp lắm, khoe cho mấy chị. Mấy chị đấy thì chuẩn bị em cập nhật bọn em cho nè. Hôm nay đỏ luôn vàng về đẹp quá trời luôn đó mấy chị. Đỏ luôn vàng, đỏ luôn vàng xưa nha, chứ không phải là hàng Thái nha khách. Đỏ luôn vàng xưa. Hôm nay cũng có hàng cho mấy chị. Nhiều lắm. Có những cây cao cho mấy chị nữa. Nay đẹp lắm, nay nhiều hàng đẹp lắm. Đây. Em cập nhật lượt chia sẻ nha. Quà game là tặng cho mấy chị cây vũ nữ vàng, hàng đẹp cho mấy chị. Bao váy hôm nay không có bao váy nha. Hôm nay không có bao váy mấy chị ơi. Hôm nay cũng không có vũ nữ vàng trăm, chỉ có vũ nữ hồng lông mận xích xanh về hàng cho khách thôi. Hoặc là có được ít vũ nữ đào, vũ nữ năm mới, cam lửa, vũ nữ thạch cái gì đó, cái vũ nữ bạch thiên xanh, tùm lum hết mấy chị ơi. Giờ nói cho mấy chị cái em quên mất tiêu cái tên. Em đang cập nhật được chia sẻ cho mấy chị nha. Hoặc em thấy lô chị Thúy Võ, vũ nữ này mấy chị rất là đáng là mấy chị mua. Hàng này rất là đẹp cho mấy chị ơi. Cây nó nhiều vòi khủng khiếp. Cây nào như cây đó. Giống này là chuẩn tết 100% cho mấy chị luôn. Chuẩn hàng đài do mình nha, hàng đẹp. Em lên hàng cho mấy chị nha. Đây. Đây bắt đầu em cập nhật lượt quay cho mấy chị nha. Cây này quà game này cái giá trị cao đó nha khách. Con chị nào may mắn trúng đây, bắt đầu em quay cho mấy chị cái đã. Vũ nữ này mấy chị đợi lâu lắm rồi nè. Hàng đẹp chứ lắm, đẹp luôn đó nha. Hồi trưa em có đăng lên mẫu lên cho mấy chị coi cái cây nó phát vòi như thế nào.
Cái giống này nó là màu vàng cam, hoa rất là thơm, chỗ bông nó dài, nó đẹp hơn cái thằng hồng lông mộng vàng trước đây cho mấy chị. Vàng trước đây thì nó chỉ là vàng nhạt, cho mấy chị cái lưỡi nó vàng thôi và cái cánh nó trắng, còn cái này á là vàng đậm luôn, mà cái như cái lưỡi của nó là dạng màu cam, màu đỏ cam cho mấy chị, màu đỏ cam. Mà cái giống này chủ bông nó rất là dài cho mình, màu hoa lại thơm nữa, màu rất là đẹp cho mấy chị nha. Đây là một trong mấy cái vũ nữ mà đây là cái mặt bông phụ nữ mới nhất bung ra thị trường cho mấy chị về cái giống hồng lông mộng xích san. Hồng lông mộng thì mấy chị nghe nhiều, chứ còn riêng hồng vũ mộng xích san thì đây là cái giống mới bung ra cho mấy chị. Hôm nay về nhiều lan lắm nha, từ từ em lên cập nhật cho mấy chị ạ. Nó đang quay nha, đợi em xíu nha mấy chị. Chưa dứt mấy chị la có rồi. Hello chị Hồng Ngân Nguyễn. Mấy chị giờ chia sẻ là có cơ hội trúng thôi, khách mới khách cũ gì cũng vậy hết mấy chị ơi. Mình chia sẻ là có cơ hội trúng vào game cho mình thôi à. Thằng đẹp lắm đó. Hello chị Thủy Huỳnh. Thôi, hello chị Hạnh. Hạnh ơi, Hạnh mua vũ nữ này đẹp hơn hồng lông mộng đó Hạnh. À, vũ nữ đằng sau đó, đó chị Hạnh ơi. Đằng sau bữa chị Hạnh không biết có chuông á. Ăn ba cái hũ qua cô Sưng, uống nước vô cái vị nó ngọt ngọt kia luôn cô Sưng. Ăn hũ qua. Ý là ăn cái hậu nó giờ uống nước vô nó thấy cái họng nó ngọt ngọt làm sao. Nở già hay giờ đi làm hả? Thấy chị Nghi Đông nè. Hello chị Thi Đằng rồi, có tên. Sơn Hồng Tầm Nguyễn, Nguyễn Hiếu. Nguyễn Hiếu nha, Nguyễn Hiếu ạ. Nguyễn Hiếu rồi nha, có thì la có giúp em nè. Nguyễn Hiếu, em đếm từ 1 đến 10 nha. Nguyễn Hiếu có thì la có giúp em nha. Nguyễn Hiếu ạ. Mini game là chúng cho mình, mà tặng cho mình một cây vũ nữ hồng lông mộng xích san, màu vàng cam nha, chỗ bông dài hoa thơm. Giống này thơm lắm luôn, bông nó dặn con chùm đẹp giả mang. 1 2 cho anh Nguyễn Hiếu ạ. 2 ạ. 3 nha, anh Nguyễn Hiếu có thì la có giúp em ạ. 3 ạ. 4 ạ, Nguyễn Hiếu nha, Nguyễn Hiếu ạ. 5 ạ, 5 cho anh Nguyễn Hiếu. Nguyễn Hiếu có, đợi xíu nha. Thấy Nguyễn Hiếu rồi nè. Comment nhiều lên giùm em cho nó hiện lên giùm em nhanh Hiếu ơi. Đây nè, comment nhiều lên giùm em nha. Đâu rồi, nó hiện lên. Nguyễn Hiếu. Bình Dương, Phú Giáo Bình Dương có chia sẻ công khai 7 phút trước phiếu game hợp lệ. Nhắn tin số điện thoại khách mới nha. Khách mới trúng game chưa lên nhắn tin số điện thoại địa chỉ lên giùm em. Tặng cho một cây vũ nữ ngàn sao. Lên số điện thoại địa chỉ giùm em luôn. Đây. À, vũ nữ hồng lông mộng chứ quên nha mấy chị ơi. Đây là vũ nữ cho mấy chị coi, đây là vũ nữ hồng lông mộng xích san. Giống này là màu vàng cam vò hoa thơm. Màu bông nó phân nhánh, cái vò bông nó như xương cá, nó phân nhánh cực kỳ nhiều cho mấy chị vò hoa thơm. Giá bán cho mình là giá là 230.000 một cây. Giá này là giá cố định và giá mềm nhất trên thị trường hiện tại, cái giống vũ nữ hồng lông mộng mà bung ra thị trường cho mấy chị luôn. Đây là mặt bông hồng lông mộng mà là vũ nữ màu mới nhất cho mấy chị. Trước đây có hồng lông mộng màu vàng, nhưng của nó là màu cánh của nó màu trắng và cái lưỡi nó màu vàng, nó vàng nhạt cho mình và có chủ vò bông nó không dài. Khi mấy chị biết đến hồng lông mộng, mấy chị sẽ biết đến là cái giống phụ nữ này cho rất là nhiều vò bông. Nó vò bông của nó không hạn chế nha. Vò bông của nó không hạn chế và hàng này rất là đẹp nha. 230.000 một cây hồng lông mộng. Em lên hàng cho mấy chị. Anh lấy hàng lên. Phụ nữ hồng lông mộng. Cái giống này nó cho rất là nhiều vòi nha mấy chị. Hàng này cực kỳ đẹp cho mấy chị nha. Vò bông của nó phân nhánh cực kỳ nhiều. Hàng này rất là đẹp nha. Nụ như thế này là chuẩn Tết 100% cho mấy chị nha mấy chị ơi. Em bây giờ em muốn vung hàng cây nhú vòi thế này được nữa cho mấy chị, riêng vũ nữ thì phải em phải vung vòi lớn như thế này. Còn vũ nữ này là nó là dòng cây ưa nắng, nó cực kỳ xuyên bông, mùa bông của nó là mùa bông quanh năm. Đây là cái giống phụ nữ hồng lông mộng mà nhà vườn đài nó rất là nói chung là rất là tâm huyết khi bung ra hàng Tết cho mình, tại vì đó là cái mặt bông mới bung ra hàng Tết lần đầu tiên nha.
230 ngàn một cây. Nhớ giùm em là cái tên của nó, chính xác của nó là hồng lâu mộng sách san. Nó là giống vũ nữ hồng lâu mộng màu vàng cam. Nó cho rất là nhiều vào bông. Riêng em sẽ cho mấy chị, sẽ coi cho mấy chị phân biệt được cái vũ nữ trước đây và vũ nữ hồng lâu mộng mới. Tại sao em nói đây là cái giống vũ nữ mới chưa bung ra thị trường? Đây là cái giống vũ nữ cũ của cái thằng vũ nữ hồng lâu mộng nha mấy chị. Vũ nữ cũ hồng lâu mộng màu vàng. Đây là cái màu vàng của nó, là cái màu trước đây. Màu trước đây mà em hay bán cho mấy chị, chỉ bán được chậu nhỏ thôi nha. Còn bây giờ là cái giống vũ nữ hồng lâu mộng sách xanh, nó là màu vàng cam mới cho mình, nó là vàng đậm. Ưu điểm của cái dòng này là hoa thơm, chỗ màu bông dài hơn, nó cho màu bông nó dài hơn cái thằng này rất là nhiều. Nè mấy chị thấy không, cho bông dài hơn rất là nhiều và phân nhánh cực kỳ. 230 ngàn một cây nha, 230, giá hàng đẹp cho mấy chị cây nè. Cho chị Nguyễn Bích một cây ạ. À, hôm nay hàng nắng xưa nhiều lắm, xíu lên cho. Đâu rồi, Nguyễn Bích một cây nha. Cái giống này là chuẩn vòi Tết 100%. Mấy chị hỏi nhiều khi là chị thấy nói là sao mà vào bông như thế này là nó lớn rồi, tại sao mà cho bông Tết được? Nó sẽ sớm chứ, tại sao không? Tại vì em nó phân tích với mấy chị, nó cũng giống như vũ nữ ngàn sao. Khi mà nó cho vào bông như thế này, lúc mà nó cực nụ và bung nở cho mấy chị thời gian khoảng tháng, tháng rưỡi hoặc là 2 tháng thì theo chế độ chăm sóc. Nhưng mà cái này là chuẩn bông Tết cho mấy chị, chuẩn mặt bông cho mấy chị là màu vàng cam cho mấy chị. Hàng đẹp cho mình nha. 230 ngàn một cây vũ nữ à. À, vũ nữ này ưa nắng trực tiếp không mấy chị, nó chỉ sợ mưa thôi. Vũ nữ chỉ sợ mưa thôi, nắng là thoải mái nha. Cây nó vòi như thế này, không có vòi lớn hơn cũng không có vòi nhỏ hơn, nó như thế này cho mấy chị nha, đồng loạt hết. Cho chị Tiết Nguyễn một cây vũ nữ hồng lâu mộng ạ. Tiết Nguyễn nha. Cho chị Thu Tâm một cây nè. Thu Tâm một cây là nhiều vòi lắm nha, 230 một cây. Thu Tâm một cây ạ. Cho chị Đỗ Huyền hai cây ạ. Nè mấy chị coi vào bông của hồng lâu mộng nó khủng khiếp như thế này nha. Cái giống này nó cho rất là nhiều vào bông. Em dơ sát cho mấy chị coi vào bông, nó là dạng vào bông xương cá và nó phân nhánh rất là nhiều cho mình. Cây này hàng đẹp, chuẩn hàng đài 100% nha. Đỗ Hiền lên thông tin giùm em ạ. À, cây nó như thế này, nó mới là hàng Tết cho mấy chị, chứ em không bóc nụ lớn. Hàng này đúng chuẩn Tết cho mấy chị luôn ạ. À. À, cho chị Nguyễn Lương hai cây vũ nữ hồng lâu mộng, chị Nguyễn Lương ạ. À. Nguyễn Lương hai cây, chị Nguyễn Lương nè. Nhiều nhiều vòi lắm mấy chị ơi, vòi nó còn nhú lên cho mấy chị nữa. Nguyễn Lương hai cây cho chị 230 ngàn một chậu ạ. À. Đây nè, 230 ngàn một chậu nha. Vũ nữ hồng lâu mộng, nãy mấy đứa này ra không lấy mấy cái lá này ta. 230 một cây vũ nữ hồng lâu mộng ạ. À. Em cho anh Trung một cây vũ nữ hồng lâu mộng cho mình nè. À. Trung Lê một cây nè. Trung Lê một cây 230 nha. Cho chị Na Nguyễn một cây, chị Na Nguyễn ạ. À. Nè vào bông nó đang lên cho mấy chị, nó phân nhánh lên nữa cho mình nha. Na Nguyễn một cây 230 ạ. À. Nguyễn Hiếu nhớ inbox địa chỉ vào Messenger giùm em nha, em không nhận thông tin của khách của em ở trên bài đăng nha, nhắn tin rồi địa chỉ vào Messenger giùm em nha. À, cho chị Nga Trương một cây vũ nữ hồng lâu mộng, chị Nga Trương ạ. À. Nga Trương một cây nha. Nga Trương một cây vũ nữ hồng lâu mộng cho mình đang vào bông nè, 230 ngàn một cây. À, em lên cho chị Lý Thị Kim Hoàng một cây vũ nữ hồng lâu mộng cho mình. Nè mấy chị thấy không, màu bông nó dữ lắm mấy chị ơi. Lý Thị Kim Hoàng một cây 230. Hoa đỏ phía sau em á là cây của nó là hàng nóng xưa đỏ luôn, vào xíu lên cho mấy chị nha. Cho anh Trí Nguyễn một cây vũ nữ hồng lâu mộng cho mình, vàng xanh xét nha. Trí Nguyễn một cây ạ. À. Nguyễn Vi một cây vũ nữ hồng lâu mộng cho chị Nguyễn Vi nè. Mấy chị thấy không, vào bông điếm nó rất là nhiều. Cái giống này là vào bông phân nhánh rất là đẹp cho mấy chị nha. 230 ngàn một cây, chuẩn hàng đài 100%. Giá thể trồng bằng vỏ hông nhuyễn, rễ bắp rất là chắc. Chỉ cần về mấy chị cắt cái chậu nhựa đen này cho ra chậu lớn thôi, chứ không có cần phải ấy gì nữa hết nha. Nguyễn Vi một cây ạ. À. À, cho anh Thanh Thanh một cây vũ nữ hồng lâu mộng nè. Cái bông này nó đẹp hơn cả vũ nữ ngàn sao đó mấy chị biết sao không? Là do của nó là màu vàng đậm. Tết thì mấy chị rất là thích những cái chân, những cái gì màu vàng hoặc là màu đỏ ở trong nhà. Tại vàng này không phải là vàng nhạt mà nó vàng đậm hơn cả bông hoa mai của mình nữa. Nó là kêu nó là vàng cam. Hoa đẹp nha và nó rất là thơm cho mấy chị. Cho chị Anh Nguyễn một cây nè, mấy chị coi khủng khiếp không? Anh Nguyễn một cây vũ nữ hồng lâu mộng 230 ngàn. Anh Nguyễn một cây cho mấy chị coi là mặt bông của nó nha. À, đây ạ, à, mặt bông của vũ nữ hồng lâu mộng nè. Của nó là màu vàng cam. Cái này mấy chị, đây là một chậu chuẩn của nó đó mấy chị. Và khi nó cho bung bông ra, nó chưa bung hết nụ nè, nó vẫn còn nụ cho mấy chị. Đây là cái chậu chụp bông nở tại chuẩn tại nhà vườn nè mình, nhà vườn mình nè. Đây là chậu nhỏ giống như cái chậu của em live chia cho mấy chị luôn. Nó và cái cây này á là chỉ nụ, cái cây này nó có nở có nụ cho mấy chị mà bông rất là đặc bông cho mình. 230 ngàn một cây vũ nữ nha. Cho da hôm nay em không có da à. Cho khách mới chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Cẩm Linh Trần một cây vũ nữ hồng lâu mộng cho mình nè. Mấy chị thấy không, vòi lớn vòi nhỏ nó đang nhảy lên tược lên cho mấy chị nữa. 230 một cây nha. Cẩm Linh Trần một cây. Cho chị Nhanh Nguyễn một cây vũ nữ hồng lâu mộng cho chị Nhanh Nguyễn nè. Vào bông mấy chị thấy không, khủng khiếp không? 230 ngàn nha. Nhanh Nguyễn một cây.
Trung Lê có rồi ạ. Cho chị Nguyễn Trang. Nguyễn Trang ạ. Nguyễn Trang hai cây vũ nữ hồng lâu mộng cho chị Nguyễn Trang nè. Rất là đẹp nha mấy chơi vòi nè. Nó cái giống như vòi của nó là dạng vòi xương cá. Và bông bung của nó là nó bung như thế này. Và chuẩn 100% cho mấy chị là bông Tết. Cái này là về nhớ mấy chị khi mà đợi bông thì mấy chị ráng chờ đợi giùm em nha. Tại vì lúc mới thư cái này nó tụt lụ cho mấy chị khá là lâu. Nên đây tới Tết của mấy chị cũng có thời gian rất là lâu. Cái hàng này nhà vườn em, nhà vườn nó cam kết khi mà tụi em nhập về đó là em chỉ nói nó là chị ơi lấy đúng chuẩn hàng Tết để em về em bán Tết cho khách nha. Là khách nhà vườn là cam kết 100% bốc đúng hàng Tết cho mấy chị nha. Đây cái này hai cây cho chị Nguyễn Trang ạ. Nguyễn Trang hai cây nha. Cái giống này là ưa nắng lắm mấy chị, vũ nữ chỉ sợ mưa thôi còn nắng thoải mái mấy chị. Chị Thư Phùng một cây vũ nữ hồng lâu mộng cho chị Thư Phùng ạ. Đây nè, bò bông nè, vòi lớn vòi nhỏ gì nó đang lên chi chích cho mấy chị luôn nha. Đây nè chị Thư Phùng một cây vũ nữ hồng lâu mộng cho mình 230.000. Đỗ Huyền hai cây có rồi nha. Chị Na Nguyễn có rồi ạ. Cho chị Quyên Mai một cây vũ nữ hồng lâu mộng cho chị Quyên Mai nha. Quá trời vò bông 230.000. Quyên Mai một cây ạ. Cho Nguyễn Hải Phương một cây vũ nữ hồng lâu mộng 230.000. Này là chuẩn hàng đại, không có nhập hàng Thái không có mật bông này mấy chị. Hàng Thái không có mật bông này. Cho chị Phương Thảo một cây vũ nữ hồng lâu mộng. Nhớ giùm em đây là vũ nữ hồng lâu mộng giống mới nha, chứ không phải là giống vũ nữ hồng lâu mộng giống cũ màu màu vàng nhạt nha mấy chị. Đây là giống mới, bầu của nó là màu vàng cam rất là đậm cho mấy chị nha. Em lên cái vũ nữ đi cho chị Phương Thảo và lên thông tin giùm em nha. Phương Thảo một cây ạ. Cho chị anh Quý Văn một cây vũ nữ hồng lâu mộng cho Quý Văn ạ. Quý Văn ơi, Quý Văn mình có hai đơn hàng trả về nên nó là bên em không có chốt đơn của mình nha chị Quý Văn. Bây giờ chị muốn mua hàng bên em thì chị chuyển khoản 100% thì bên em mới nhận chốt đơn hàng của chị nha. Hôm bữa chị có hai đơn hàng, chị nói đi bệnh viện gì đó nên là đơn hàng nó đã trở hàng về của tụi em. Nên là một khi bây giờ chị muốn mua hàng thì chị chuyển khoản đơn hàng 100% thì tụi em mới cho đi hàng. Cho chị Cherry Giang một cây vũ nữ hồng lâu mộng cho mình ạ. Cherry Giang ạ. Cho anh Trung Lê có rồi. Đỗ Hiền có thông tin cho chị Thí Võ một cây nè. Mấy chị thấy không? Vỏ bông nè mấy chị ơi. Vỏ bông nó lên nè. Nó nhiều dữ lắm luôn. Và hàng này em bao cho mấy chị chuẩn 100% hàng Tết nha. Cái này cho chị Thí Võ à. Cho chị Nhung Hà một cây nè. 230.000 một cây vũ nữ hồng lâu mộng nha. Màu vàng này cực đẹp luôn mấy chị ơi. Cứ Tết mấy chị chân một cây vũ nữ vàng trong nhà thế này thì hình chứ nó đẹp. Nó đẹp hơn cả mấy chị mua cái gì, mua mấy cái bông nhẫn thọ nữa. Tại vì cái dòng này á nha, thường nó không quá cao mấy chị. Thường mấy chị khi mà Tết á, mấy chị bỏ vô cái chậu sứ trắng. Tại vì mình khi mà mình ra chậu lớn thì em không nói, khi mà Tết nó có bông á, mấy chị quấy cái chậu sứ trắng lớn lớn hơn giùm em nha. Em có cái chậu nhỏ, mấy chị bỏ chân ở giữa cái bàn phòng khách của mấy chị rất đẹp. Và mùi thơm nó tỏ ra rất là ngọt. Mấy chị hồng lâu mộng lúc nào cũng vậy, hoa rất là thơm cho mấy chị. Này Nhung Hà đúng không? Nhung Hà một cây ạ. Em lên cho Nhật Năm Huy một cây vũ nữ hồng lâu mộng cho mình ạ. 230.000 một cây. Nhật Năm Huy ạ. Anh Nguyễn có rồi, Thí Võ có rồi. Cho chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh một cây vũ nữ, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh nè. Quá rồi đẹp luôn nè mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nè, phân nhánh như thế này mà vòi nhỏ nó còn đang nhảy lên cho mấy chị nha. 230.000 một cây vũ nữ hồng lâu mộng ạ. Cho mấy chị coi là mặt bông nha. Em phải cho mấy chị coi là tại vì nhiều khi mấy chị lại nói em á là Yến ơi, vũ nữ hồng lâu mộng nhiều khi chị có rồi. Nhưng mà phải nói chị ơi, cái vũ nữ hồng lâu mộng trước đây em có bán cho khách à. Đó là cái màu của nó là màu vàng, nhưng mà vàng của nó là dạng vàng trắng giống như thế này nè. Bông của nó sai bông lắm mấy chị ơi. Cái giống này đặc tính của nó là nó sai bông rồi. Trước giờ nó hồng lâu mộng, khi nhắc tới hồng lâu mộng nó sai bông rồi. Cái bông này là bông nhỏ nè. Đây là cái giống trước đây hay bán là truyền thống cho mấy chị. Còn bông này của em là bông mới. Nó là màu cam, đúng là đậm hơn mấy chị. Đậm hơn màu này là trưng về rất là đẹp cho mấy chị luôn. Hoa nó thơm, nhiều vòi, chuẩn hàng đài nha. Hàng Thái không có màu này nha khách. Hàng Thái mà nếu mà hồng lâu mộng màu này thì có hàng. Còn hàng đài thì bây giờ không có hàng. Đây là cái mặt bông mới nhất bung ra thị trường cho mấy chị vào năm nay nè. Vào năm nay mới có hàng cho mấy chị. 230.000 một cây nha. Thanh Thanh có chưa? Thanh Thanh Nhân Nguyễn có rồi ạ. Cho Trường An một cây lên thông tin giùm em nha. Trường An ạ. Mấy chị khách mới chốt hàng lên số điện thoại giùm em nha. 230.000. Chị không biết chuyển khoản thì chị cọc giùm em đi chị Quý Văn ơi. Hoặc là chị nhờ người chuyển khoản giùm em nha. Tại vì hôm bữa có hai đơn hàng của chị Hoàng về á, nó rơi vào danh sách cảnh báo bom hàng rồi. Nên là giờ chị muốn lấy hàng bên em thì chị chuyển khoản giùm em, bên em mới nhận đơn hàng của mình nha. Che Đi Giang rồi, Nhanh Nguyễn rồi. Tới ai nữa ta? Nặng hầm banh nữa rồi mấy chị ơi. Em đây cho chị Thảo Phạm Thị Thảo một cây nè. 230.000 nè, cây nhiều vồ quá trời luôn. Thảo Phạm Thị Thảo rồi, nặng luôn rồi mấy. Nặng rồi mấy chị, comment nhiều quá, nặng luôn rồi. Em đây cho Minh Phương Đỏ một cây cho mình nè. Cây này rất là nhiều vòi nha. Nè mấy chị coi nè, bồ bông nó nhú lên nữa nè mấy chị. Không những là bồ bông ở trên mà bồ bông ở dưới nó còn nhú lên nữa nè. Em đây cho chị Châu Tâm một cây vũ nữ hồng lâu mộng cho chị Châu Tâm nè. 230 hả mấy chị ơi. 230.000 một cây hồng lâu mộng và xích xanh nha. Và xích xanh
Em lên cho chị Nguyễn Phúc một cây, nhớ là mấy chị khách mới chốt hàng lên số điện thoại giùm em nha. Đây là Nguyễn Phúc một cây 230 nè, mấy chị comment là nó ẵng luôn nè. Nguyễn Phúc à. Em lên cho chị Ngô Thị Xuyên Vân một cây vũ nữ hồng long mộng, chị Ngô Thị Xuyên Vân nè, vòi lên dữ lắm nè chị Xuyên Vân ơi. Vòi nó như nó nhảy lên rất là nhiều nha. Ngô Thị Xuyên Vân một cây 230 chị Ngô Thị Xuyên Vân. Em lên cho chị Nguyễn Thị Thí Huệ một cây vũ nữ vàng xanh xác cho vũ nữ hồng long mộng xanh xác cho mình 230. Nguyễn Thị Thí Huệ nha. Phan Thành một cây à. Nè, nè mấy chị coi nè, Phan Thành một cây vũ nữ hồng long mộng 230. Phan Thành. Lâm Loan. Em lên cho chị Lâm Loan một cây vũ nữ hồng long mộng cho chị Lâm Loan 230.000. Cây nào như cây nấy rất là nhiều vòi. Nhà vườn nó cam kết với em là chuẩn Tết. Em cam kết với mấy chị là chuẩn Tết nha. 200. Cho chị Nguyễn Lương thêm một cây nữa là 3 cây chị Nguyễn Lương nè. Nguyễn Lương thêm một cây nữa là 3 cây. Em lên cho chị Nguyễn Thơ một cây nè, má ơi khủng khiếp nè mấy chị ơi coi nè. Vòi bông nó dữ lắm nha, hoa này thơm và độ bền bông của vũ nữ hồng long mộng kéo dài từ 1 tháng rưỡi cho đến 2 tháng. Khi mà mấy chị chân trong nhà á nha thì mấy chị khoảng tầm 1-2 ngày mấy chị lôi ra ngoài nắng giúp em nha. Ra ngoài nắng giúp em để cho nó có ánh sáng thì nó độ bông nó lâu tàn hơn cho mấy chị đây. Nguyễn Thơ cái này coi chị Nguyễn Thơ 230.000 nha. Cái này lên cho chị Giang Võ một cây vũ nữ hồng long mộng cho mình 230 nha. Giang Võ một cây 230 ạ. Em lên cho chị Thanh Lân Lu một cây nè. Mấy chị coi nè, vàng phân nhánh rất là đẹp cho mấy chị. Em chỉ về đúng một lô cho mấy chị và không có về nữa. Không có về nữa mấy chị, về đợt sau là vòi nó nhỏ thế này. Vòi nhỏ thế này thì em sợ không kịp Tết cho mấy chị đâu. Nó cũng nó sẽ rơi vào Tết cho mấy chị, nhưng mà lúc đó nó nở ra một hai bông thì nó là cái chậu của mình nó không đẹp. Đấy, tôi không nên nhường lười dư ký. 33, 34, 35, 36. Có 33 này, 34, 35, 36, 37 à. Rồi còn cái đây, đây có ai đây? 38. Rồi tới ai nữa? Mi Sa Nguyễn 2 cây. Em lên cho chị Mi Sa Nguyễn 2 cây đẹp cho mình nè. Mi Sa Nguyễn, tại vì mấy chị comment bên đây nó ẩn hết trơn luôn nha mấy chị ơi. Ẩn hết tên của mấy chị rồi, những anh chị nào chưa có comment lại giùm em nha. Vũ nữ, hồng long mộng và sách sen 230.000. Có những anh chị nào mà chưa vô á, mới vô á thì em cho mấy chị coi lại cái mặt bông của nó để mấy chị biết à. Cái giống này em về những cái mặt hoa nó như thế nào. Đây là vũ nữ hồng long mộng và sách sen, vàng của nó là vàng cam lửa và hoa nó thơm, bông của nó là vàng đậm và cái lưỡi của nó là màu cam nha mấy chị ơi, hoa thơm và bông nó to hơn cái vũ nữ hồng long mộng truyền thống trước đây. Hồng long mộng truyền thống trước đây cho mấy chị, đây là cái mặt bông như thế này, nó vàng nhưng mà cánh của nó hơi trắng ngà cho mấy chị nha. Giống này thì mấy chị biết đây là cái chậu mẫu, là cái chậu size thế này, khi mà nó nở bông ra cho mấy chị, cái này là nó có nở và nó còn nụ cho mình nữa nha. Nhớ giùm em đặc tính cái giống này hoa thơm. Và mấy chị khi mà mấy chị trồng cái này nó hơi tược nụ lâu thì em cũng giải thích luôn là cái giống này nó hơi tược nụ hơi lâu mấy chị, khoảng tầm 1 tháng 1 tháng rưỡi nó mới bung nụ cho mấy chị, nên nó đó là lý do tại sao phải lựa những cái vòi như thế này để báo mấy chị là đúng hàng Tết cho mấy chị đó. Tiếp Thi Quang một cây vũ nữ nè, hồng long mộng và sách sen cho mình nè. Thi Quang một cây 230 à. Châu Hoàng Thủy 2 cây nè, trời ơi mấy chị coi nè, mấy chị không có cần, nếu mà mấy chị nào mà sang á ghét chậu khủng á thì 2 cây leo chậu, không thì em nhất thiết em chỉ thấy cây thôi mấy chị ơi. Tại vì cái này nó cho nhiều vòi lắm, nó còn phân nhánh nhiều, nhiều khi em sợ nhiều khi mấy chị ghép vô á thì nó lại bích quá thì nó không cho được nhiều vòi. Đó, hai cái này cho ai? 2 cây. 2 cây. 2 cây cho Châu Hoàng Thủy. Châu Hoàng Thủy 2 cây ạ. Lưu Thị Cẩm Hồng một cây. Lưu Thị Cẩm Hồng một cây 230.000 này, nhớ là mấy chị chốt hàng lên số điện thoại giùm em nha. Lưu Thị Cẩm Hồng một cây. Dung Trần một cây. Cho chị Dung Trần một cây vũ nữ hồng long mộng và sách sen, vàng là vàng cam mà cam đậm nha mấy chị, vàng cam đậm rất là đẹp nha. Trang Hoàng. Trang Hoàng một cây chị Trang Hoàng ạ. À, nè, mấy chị coi nè. Nó vòi bông nó dữ lắm nha. Hàng đẹp lắm đó mấy chị ơi. Hàng này là giá thể trong thằng này thằng Thái Lan nó không có hàng nha. Em cam kết mấy chị luôn, chỉ có thằng giống hàng Đài Loan thì nó mới có cho mấy chị. Giá thể nó trồng bằng vỏ thông nhuyễn cho mình, nó không có trồng sơ dừa. Đó. Cho chị Hồ Bác một cây ạ. À. Hồ Bác cho chị Hồ Bác một cây, chị Hồ Bác đi nha. Hồ Bác một cây cho mình ạ. Teri Giang thì một cây nè, vòi nè. Nè mấy chị coi nè, em cho mấy chị coi cái vòi nó nhú lên nó nhiều rất là nhiều nha mấy chị ơi. Teri Giang thì một cây. Bé Heo Sinh một cây cho mình 230.000 ạ. Dung Hằng Mỹ Châu. Ở Dung Hằng Mỹ Châu một cây nha. Tại vì do máy bên đây nó bị ẩn nên em coi trên hệ thống máy, nhưng anh chị nào chưa có hàng thì mấy chị comment lại giùm em nha. 230 một cây vũ nữ. Hàng Diễm. Hả? Hàng Diễm. Hàng Diễm một cây vũ nữ hồng long mộng cho mình nè. Hàng Diễm vàng sắc sen nha, giống vũ nữ vàng mới đó mấy chị. Hoa thơm. Tuyền Huynh. Tuyền Huynh một cây vũ nữ hồng long mộng cho mình nè. 230.000 nha. Mấy chị nhớ khách mới lên số điện thoại giùm em. Hoài Nguyễn một cây vũ. Thoại Nguyễn một cây à. Thoại Nguyễn một cây 230.000 nữa, nó ẩn mất tiêu luôn mấy chị ơi. Nguyễn Thị Tiên chưa có hàng. Nguyễn Thị Tiên phải lên số điện thoại địa chỉ đầy đủ. Tại vì cái đơn của chị Nguyễn Thị Tiên có 2 đơn hàng. Chốt đơn nhưng mà chốt
trên live nhưng mà điện thoại không nghe máy, không cho địa chỉ, nhắn tin mét không, singer không trả lời, nên là chưa nhận gốc đơn chị Nguyễn Thị Tiên nha. À, chị Nguyễn Thị Tiên rơi vào danh sách cảnh báo do mình chốt hai đơn hàng bên em không có cho số điện thoại nhưng gọi điện thoại không có bắt máy, nên nó là hai đơn hàng của chị đều xả ra hết rồi, nên là bây giờ mà chị chốt đơn phải lên số điện thoại địa chỉ đầy đủ thì tụi em mới lên chốt đơn cho chị. Ai nữa? Toàn Câu Phát, anh Toàn Câu Phát một cây cho anh Toàn Câu Phát nha, 230 à. Cho chị Ngọc Nguyễn Thị một cây ạ. À. Toàn Câu Phát nè, Ngọc Nguyễn Thị nè, đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Bông nó phân nhánh dữ lắm luôn. Ngọc Nguyễn Thị. Cho anh Phát Nguyễn một cây nè, anh Phát Nguyễn ơi nè. 230.000 một cây nha, 230. Phụ nữ hồng long mộng và sách sen 230. Cái này chơi Tết xong trồng là bình thường nha mấy chị, đặc tính của cái giống này là hoa quanh năm đó. Nên là chơi bông xong nó còn bắt đầu bông tiếp rồi mấy chị chơi, chứ không phải là một năm ra một lần bông rồi nó ngưng nha. Hữu Tinh Nguyễn. Hả? Hữu Tinh Nguyễn một cây 230.000 ạ. Cho chị Nguyễn Thị Văn Anh một cây nè, Nguyễn Thị Văn Anh 230 ạ. Huỳnh Ý Nhi Nhi một cây, chị Huỳnh Ý Nhi Nhi nè, mấy chị coi nào đẹp như thế nào luôn nè mấy chị ơi, 230.000 Huỳnh Ý Nhi Nhi ạ. 230.000 một cây. Hồ Thủy. Hồ Thủy một cây chị Hồ Thủy ạ. Hồ Thủy 230 chị Hồ Thủy ạ. 230.000. Nó ẩn luôn mất tiêu rồi. Hồ Thủy một cây 230. 230.000. Chị Nguyễn Thị Tiên lên địa chỉ tụi em mới chốt hàng nha. Ngọc Lệ. Cho chị Ngọc Lệ một cây vũ nữ cho chị Ngọc Lệ ạ. 230.000. Ngọc Lệ một cây nha. Phạm Thị Hòa. Phạm Thị Hòa một cây ạ. Phạm Thị Hòa một cây nha. Phạm Thị Hòa một cây. À, em cho chị Quý Văn một cây, chị nhớ chuyển khoản giùm em mới chốt đơn hàng giờ nha chị Quý Văn ơi. Đây là Quý Văn. Quý Văn nha. Nhuận không có chưa? Nhuận không một cây 230.000 cho Nhuận không ạ. À. Nhuận không cây 230 nha. À, cho chị Thanh Hà một cây 230, chị Thanh Hà nè, đẹp quá trời. Nhớ là mấy chị dốc hàng kèm số điện thoại địa chỉ giùm em nha. À, Thanh Hà, cho Ngọc Nguyễn Thị có rồi. Cho chị Đặng Hoàng Mỹ Xuân một cây. Đặng Hoàng Mỹ Xuân có rồi ạ. À. Hoàng Diễm có rồi nha. À, Hải Đăng được. Hải Đăng một cây cho chị Hải Đăng nè. Hải Đăng một cây 230.000 cho Hải Đăng nha. Hải Đăng à. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thêm một cây đẹp cho chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh nữa. Hải Đăng, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Cho chị Tuyên Huỳnh. Nè chị Hạnh ơi nè, thấy mấy chị thấy không, vò bông nó lên nè, vò bông nó lên, nó nhảy lên dữ lắm luôn nha mấy chị. 230.000 một cây vũ nữ hồng lâu mộng và sắc sen nha, hàng đẹp cho mấy chị. À, Tuyên Huỳnh có chưa? Tiên Huỳnh có rồi ạ. Cho chị Phạm Thị Hòa một cây vũ, Phạm Thị Hòa có rồi. Mỹ Lệ một cây nè, chị Mỹ Lệ ơi, 230.000 chị Mỹ Lệ nha. Đây là mặt bông của nó nha mấy chị. Hàng đẹp cho mấy chị, cây này nhiều vòi lắm. Nó đa phần nó vòi nó ngang ngửa với nhau hà. Chỉ là vòi nó vòi lớn vòi cao cho mấy chị thôi. Mặt bông của nó là màu vàng cam như thế này và giống này là hoa thơm nha. 230.000 một cây vũ nữ hồng lâu mộng vàng sắc sen, chuẩn hàng đài 100% cho mấy chị và bao chuẩn hàng bông Tết cho mấy chị, tại vì nhà vườn nó cam kết, nó cam kết với em là hàng Tết nên là em bán cho mấy chị là phải cam kết cho mấy chị hàng Tết nha. Em lên cho chị Phượng Trần ạ. Phượng Trần một cây vũ nữ hồng lâu mộng cho chị Phượng Trần nha. Phượng Trần một cây. Em lên cho chị Ni Nguyễn một cây nè. Ni Nguyễn một cây ạ. À. Phượng Trần ạ. À. Ni Nguyễn. Phượng Trần Ni Nguyễn nha. Cho chị Ngọc Nguyễn Thị có rồi, Huỳnh Lý Nhi Nhi có rồi, Phạm thì cái này là cho Phạm Thị Thu Thảo hai cây. Chị Phạm Thị Thu Thảo hồi nãy một cây rồi nè. Thêm một cây chị Phạm Thị Thu Thảo nữa nè. Bông nó lên giả mang luôn mấy chị ơi. Phạm Thị Thu Thảo thêm một cây nữa là hai cây ạ. À. Hồ Thủy có rồi nha. Cho chị Thảo Len một cây ạ. À. Thảo Len một cây vũ nữ hồng lâu mộng cho chị Thảo Len nha. 230.000 ạ. À. Em lên cho anh Võ Minh Đức một cây vũ nữ cho anh Võ Minh Đức nè, đẹp lắm luôn anh Đức ơi. Võ Minh Đức một cây ạ. À. Cho chị Cẩm Châu Mai một cây vũ nữ cho mình ạ. À. Cẩm Châu Mai một cây 230. Cho chị Thảo Vi một cây ạ. À. Thảo Vi có rồi nha. Mi Sao Nguyễn hai cây. À, cho anh Trọng Nguyễn. Trọng Nguyễn một cây cho Trọng Nguyễn 230.000 nha. Trọng Nguyễn. Cho Lê Hải một cây ạ. À. Lê Hải một cây nè. Vòi nó răng lên nè mấy chị, vòi lên vòi lên vòi lên. Lê Hải một cây lên số điện thoại giùm em 230.000 nha. Phan Thị Tiết có chưa? Phan Thị Tiết một cây, chị Phan Thị Tiết ạ. À. Phan Thị Tiết một cây vũ nữ vàng, chị Phan Thị Tiết là quá tuyệt vời luôn mấy chị ơi. Thằng này nó ưa nắng, cái thằng này khí hậu của nó phụ thuộc vào nắng mới nhiều mấy chị, càng nắng càng nhiều càng bông dữ cho mấy chị. Rồi vũ nữ thì chỉ sợ mưa cho mình thôi, mưa thì mấy chị sợ bị thối củ thôi chứ còn nắng ok lắm nha. Cho chị Thanh Hà một cây ạ. À. Thanh Hà có rồi, Chi Nguyễn Nguyễn một cây nè, quá là đẹp luôn nè Chi Nguyễn Nguyễn ơi. Chi Nguyễn Nguyễn một cây vũ nữ hồng lâu mộng cho mình ạ. À. À, Dung Hoàng Mỹ Xuân có rồi, Nguyễn Thục có chưa? Ngọc Lệ có rồi ạ, Phượng Trần có rồi nha, Trọng Nguyễn có rồi. Cho chị Hải Đăng một cây. Hải Đăng có rồi luôn nha. À, chị Phạm Thị Tiết có rồi, Thảo Vi rồi, Thấm Thía rồi.
Ni Nguyễn là Cẩm Châu Mai. Trịnh Cúc một cây chị Trịnh Cúc ạ. À. Trịnh Cúc 230.000 chị Trịnh Cúc nè. Trịnh Cúc ạ. À. 230. Cho chị Loan Nguyễn một cây ạ. À. Nè, mấy chị thấy không? Rất là đẹp luôn, vào bông khủng khiếp lắm. Loan Nguyễn một cây Loan Nguyễn một cây 230. Vũ nữ ngàn sao nó khác chứ. Vũ nữ ngàn sao nó khác chị Hương ơi. Thái Hòa Trịnh một cây chị Thái Hòa Trịnh ạ. À. Thái Hòa Trịnh một cây chị nè. Trời ơi nó quá là đẹp luôn, mấy chưa bông vào bông nó khủng khiếp luôn. Thái Hòa Trịnh một cây ạ. À. 230.000, dòng này nó ưa nắng nha. Cho chị Trang Hoàng một cây ạ. À. Trang Hoàng có rồi. Cho chị Trần Thị Nguyên một cây nè. Trần Thị Nguyên một cây, vũ nữ chị Trần Thị Nguyên nè. Rất là đẹp luôn nha mấy chị, 230.000 một cây. Trần Thị Nguyên một cây. Mỹ Lệ có rồi, nhưng không có thông tin luôn nha. Mấy chị chốt hàng kèm thông tin giùm em nha. Ok, chị Bích đơn của chị Bích em để gặp đơn á, nên là có gì chị Bích mua thêm nha. Cho Hiếu Ken ạ. À. Hiếu Ken một cây cho bình tranh Hiếu Ken ạ, 230.000. Hiếu Ken nha. Số tài khoản inbox của Messenger em nhắn tin cho chị số tài khoản chị Quý Văn ơi. Hằng Trịnh một cây ạ. À. Hằng Trịnh một cây vũ nữ Hồng Long Mộng cho mình 230 Hằng Trịnh ạ. À. Lê Hải có thông tin. Ok cho Thảo Phạm thì Thảo hai chậu ạ. À. Mỹ Lệ em có xuống cho mình rồi. Trí Nguyễn em có chốt cho mình rồi nha. Nguyễn Hải Thương thêm một cây nữa là hai cây chị Nguyễn Hải Thương ạ. À. Nè, Nguyễn Hải Thương thêm một cây nữa là hai cây. Long Nguyễn đổi cây nhiều thân, đổi cây nhiều thân thì ít vòi đáng chịu đó nha. Em làm lựa cho mấy chị cây rất là nhiều vòi, muốn nhiều thân cũng được, ít vòi đáng chịu đó. Bên em không có bao xiếp nha mấy chị. Cái này chị Minh Phương đỏ một cây ạ. À. Minh Phương đỏ một cây nha. 230.000 một cây. Em nói trước nha, mấy chị muốn em đổi nhiều thân cho mấy chị cũng được. Đổi nhiều thân là ít vòi đó nha. Đổi thì được, ok chấp nhận em đổi cho khách. Nhiều thân là ít vòi. Đây em đổi cái này cho chị Tuyết Nguyễn một cây ạ. À. Tiết Nguyễn một cây nha. Tiết Nguyễn em thấy cây thế nào? Cây nếu mà mấy chị nhìn thấy cây đỏ nhiều thì nó còn không không đẹp bằng cây mình chốt nữa. Số 3 rồi. Rồi, số 3. Dạ có hàng mấy chị ơi, có hàng mấy chị. Nhiều hàng nắng phía sau còn nhiều lắm. Chị Sube Tiếp Mít một cây, chị Sube Tiếp Mít đây. Sube Tiếp Mít cây nó như thế này, nhiều vòi hàng đẹp cho mấy chị nha. 230.000. Cây phía sau em không phải là cây bà liễu mà nó là cái cây thỏ xưa hoa thơm. Hàng xưa em nhiều lắm. Hàng xưa em sẽ xíu lên hàng xưa cho mấy chị. Tại vì hàng xưa rất là đẹp nha. Hàng xưa đẹp lắm mấy chị ơi. Trời cơm no. Ăn cơm no nhưng mấy chị không có nổi được cái Sơn ơi. Nó cứ ăn thay phần dữ sao nó cứ ngăn cái bụng. 230.000 mấy chị ơi. Đây nụ nó như thế này nè mấy chị, nó cây nó như thế này nè. Ai nãy quên chút đỏ qua mất tiêu rồi. Chị Ngô Thị Xuyên Vân đúng không? Ngô Thị Xuyên Vân nè, đó cái này chị Ngô Thị Xuyên Vân nha. 230.000. 230.000. Vũ nữ ha, vũ nữ Hồng Long Mộng và sách sen của mặt bông vũ nữ em đây nè. Đây là cái mặt bông vũ nữ ngày sau, hôm nay em có hàng mấy chị ơi. Dạ hôm nay không có hàng sale mấy chị ơi, không có hàng sale nha. Đây là mặt bông của cái vũ nữ Hồng Long Mộng và sắc sen hoa thơm. 230.000 một cây. Mặt bông này mặt bông mới về cho mấy chị ạ. À. Đây quên nữa, cho chị Nguyễn Kim hai cây, chị Dặn nè. Nhắn tin chị Dặn Nguyễn Kim, cứ ghi Nguyễn Kim là được, phải đến số cũng được. Nguyễn Kim hai cây, chị Dặn nhắn tin chị Dặn. 230.000. 230 nha mấy chị ơi, 230 một cây vũ nữ Hồng Long Mộng, từ từ cho em nó thở xuống á mấy chị ơi. Cái chị ăn cơm cái nó no quá, nó nói chuyện không nổi luôn mấy chị ơi, nó mệt ngang người. Ok cô Ly thương không ạ? Thơm, cái giống này nó thơm nha mấy chị, mùi thơm nó rất là ngọt, nó khá là bền trong cho mấy chị. Chơi trung bình từ 1.5 tháng đến 2 tháng, nếu mà chị xuyên xuyên một khi cho nó bông, mấy chị lâu khoảng tuần mấy chị xịt B1 cho nó tưới xương xương nó một lần thì độ bền bông của nó giữ cái rất là lâu cho mấy chị. 230 một cây vũ nữ ha. Này nha. Chị em nghĩ mệt xíu gom lên cái giống này cho mấy chị, hàng này hàng đẹp. Em sẽ lên trước hàng xưa cho mấy chị nha. Nhận không cho chị nhiều nụ nha, xin cảm ơn. Cây đa phần là như thế này nè mấy chị. Em dơ sát lại cho mấy chị để thấy mấy chị là cái vò bông này là vò bông như thế này là chuẩn Tết, giống như thằng ngàn sao nó là từ lúc mà nó cho như thế này cho đến lúc mà bông nó nụ nhiều á thì nó từ rất là lâu. Hàng vũ nữ cái này là vũ nữ Hồng Long Mộng nha. Và của nó là màu vàng cam. Chị
Khảo quyển 230 ngàn nó ơi. Trời ơi mấy cây nắng xưa này nó đáng học tiền lắm mấy chị mua coi nè. 230 ngàn. Đổi cây yến trầm hả, chốt luôn chị Thảo Nguyễn ơi, chị Thiên Quang ơi. 230 ngàn. Phụ nữ đây, phụ nữ hàng đẹp cho mấy chị. Bộ bông nhiều lắm mấy chị, thằng này cây nào như cây nấy hà. Về mấy chị nhận cái cây của mấy chị là mấy chị ưng liền à. Cái giống này nhiều bộ bông lắm nha, hoa thơm. 230 ngàn một cây. Chỉ cần cây nó ra chậu mấy chị là đẹp rồi. Em thấy nhiều khi muốn ghép chậu khủng, chứ là mấy chị đâu ghép chậu lớn lắm đó, thì họ ghép hai cây. Còn không cứ để cây vô chậu mấy chị, để cho nó có cái không gian của nó bung hết sức nó ra luôn. Đây chị ca. Đây nè. Cái này đổi cho chị Thi Quang. Bung một nửa. Xem hai cây chị nhiều vòi không, cây nào ít đổi. Giờ em muốn nhớ em chết liền luôn. Dạ. Nói cây nào nó cũng bị chăng gọi nước như nhau ấy mấy chị. Thiệt á. Tụi em bán là tụi em không có điếm dòi đâu. Em nói thật với mấy chị á, em mà em ngồi em rảnh em ngồi em điếm dòi cho phân ra cái nhiều nhà vườn họ bán dòi, nhiều khi em thấy là biến luôn mấy chị. Ngồi điếm từng cây phân vòi làm gì, bán đồng giá cho mấy chị, đó là lý do tại sao á em không có điếm vòi. Thật sự với mấy chị mà bây giờ em lấy cây phụ nữ hồng trong bụng điếm bao nhiêu vòi thì nó rất là nó dễ lắm, nhưng mà tại vì em bán đồng loạt giá mấy chị. Anh chị nào muốn coi lại cây thì inbox một message em chụp hình cây cho mấy chị coi nha. Rồi em chị nào lấy hồng long mộng nữa lấy 230 ngàn một cây vũ nữ hồng long mộng bài xích sen. Rồi em sẽ lên kế này cho không vũ nam hả, để mai mốt em lai tạo được cái cây nào không đặt tên nó là cây vũ nam em bán cho chị Hạnh nha. Em xuống cái này em lên hàng nắng xưa cho mấy chị nha. À, cho chị Trúc Phương Nguyễn một cây vũ nữ hồng long mộng, chị Trúc Phương Nguyễn nè. Trúc Phương Nguyễn một cây, chị Trúc Phương Nguyễn 230 ngàn. Cây màu đỏ phía sau em đó là không phải là cây treo, đó là thằng đỏ luôn vàng xưa cho mấy chị. Em lên cho mấy cây xưa cho mấy chị nha. Cây xưa số lượng có hạn được ít cây. No quá Sương ơi. Ai dĩa luôn. Ờ nó ngăn cái bụng. Ai dĩa bản nó ngăn té mày chị nha luôn. Đây em lên cái thằng này cho mấy chị nha. Cái thằng này nói chung là dày lên trước gì đây. Có này có đường cây lên trước cho nó. Cây đấy ai chơi đã đáng đồng tiền. Cây là cây chuẩn hồi xưa cho mấy chị. Bông này mới thật có mấy chị chơi vui vui. Tới em lên. Bây giờ em lên cho mấy chị ít cây hồi xưa nha. Ít cây hồi xưa, ít cây hàng nắng xưa cho mấy chị. Ngăn cái bụng quá chị không nổi. Đây, nó thơm lắm, thơm mấy chị ơi đây. Hồi xưa. Này vì nay chim là mặc váy nghe chưa? Trời ơi con mặc váy gì nổi mà mặc váy. À, cái cây là cái cây hồi xưa nha. Cây này giá là có một cái cây này chị em chỉ có được một cây nhất cho mấy chị. Cây này giá là 950 ngàn. Cái cây này rất là thơm và cực kỳ thơm, để trồng được cây này phải nói rất là lâu mấy chị ơi. Cây thỏa xưa em bán cho mấy chị biết rồi. Đây là mặt bông của nó này nha mấy chị. Đây cây là cây thỏa xưa, cây này giá 950, có được một cây nhất thỏa xưa cho mấy chị 950 nha. Hà này không thơm hoàn tiền là gấp 3 lần cho mấy chị. Có mầm tơ dưới gốc lên cho mấy chị nha. Hàng cây đẹp cho hàng Tùng một cây vũ nữ hồng long mộng Nguyễn Tùng. Từ từ em lên đỏ lưng vàng cho mấy chị nha. Chốt hồi xưa 950 chị Bích nè, thơm lắm chị Bích ơi. Cây có này, một cây một đó. Có một cây một. Có năm. Dạ. Không có được cây thứ hai luôn. À, đây. Cái cây này em để cho chị gì đó quên Nguyễn Tùng nha. Hết hồi xưa rồi, mỗi thứ có một cây nha. Chị đặng hàng không thôi, chị lựa mấy cái hồi xưa đẹp nè. Đây em lên cái đỏ này nha mấy chị, có mấy cái đỏ là đỏ này. Cái gì? Cờ đỏ. Cờ đỏ là cái cờ đỏ mà cái cánh là ngọn đúng không? Đây là cờ đỏ đúng không? Thằng đó là khác nữa, cờ đỏ. Nó nói gì? Nói chung là mấy cái dòng này xưa cổ mà giờ chủ nhiều không lấy cờ đỏ. Cây này toàn là hàng xưa không mấy trời. Mà nhà vườn nó không có những tên nữa. Mà mình rắc cái gì à? Từ từ mấy chị ơi, cái nó nặng quá nè, mấy cây này nó nặng quá nè, ăn cơm no quá em kinh không nổi luôn thiệt tình mấy chị. Tình luôn quá. Nó ngăn cái bụng đây nè. Cái cây này à, cái cây nè. Cây đó có cái dòng điếc cô lơ luôn. Cái này nha, nó có hai giống nha mấy chị ơi. Hai giống, cái cây này là cái cây để con cầm cho tội nghiệp cô xưng quá. Đây, cái cây này nha. À, nhớ giùm em những hàng này là mấy chị hàng xưa này, mỗi thứ này chỉ có được vài cây nên mấy chị chốt giá giùm em nha. Cái cây này là hai giống, nó là đỏ lưng vàng với được cái một cái dòng này là cái dòng Discolor là dòng nắng xưa cho mấy chị vàng xưa mà nó là dạng vàng cam cho mấy chị. Cái chậu này là hai giống nha. Cái chậu này giá là 1.050.000, có được một chậu hai giống này cho mấy chị thôi. À,
1.050.000. Anh chị nào thích chốt cái chậu này thì chốt giùm em, chuẩn hàng xưa 100%. Cây này là hai giống vàng lưỡi đỏ, cái này là đỏ lưng vàng chứ không phải là vàng lưỡi đỏ nha, đỏ lưng vàng với lại là vàng discolor cho mấy chị nha. Cây này là hai giống 1.050.000, chốt cho chị Huyền Trân ạ. Huyền Trân là cây này nặng lắm, ở đây cây đỏ lưng vàng nó đang vòi trên đây nữa nè. Huyền Trân cũng đang sậu, có một cây một đó, ai nanh tay thì được. Chứ sao cây này là cây đỏ lưng vàng nha, đỏ lưng vàng thuần chủng luôn. Cây này là cây đỏ lưng vàng thuần chủng luôn nha khách ơi. Cây này là cây đỏ lưng vàng thuần chủng mà. Cái chậu này giá là 700.000. Chốt cái chậu này là chốt 700.000 giùm em, đỏ lưng vàng thuần chủng cho mấy chị nha, thuần chủng, chuẩn hàng xưa cho mấy chị. Chậu này giá là 700.000. Chốt chậu này chốt 700.000 giùm em, đỏ lưng vàng nha. Mấy chị coi nè, những cái dòng đỏ lưng vàng này đẹp. Ai kia ra ngoài luôn. Cái thay cái cây để mua về. Cây này nha. Xin xíu lấy lên sau nha anh Minh ơi. Cái này là cái đỏ lưng vàng thuần chủng nha mấy chị. Chậu này giá là 700.000. Chốt cái chậu này chốt giùm em 700.000 giùm em nha. Đỏ lưng vàng thuần chủng 700. Cái này 700 nha. Có lấy chậu này lấy giùm em 700 được. Còn được một cái chậu đỏ lưng vàng thuần chủng này là 700.000. Anh chị nào có lấy này là lấy 700 nha, đỏ lưng vàng thuần chủng cho mình, hàng nắng xưa cho mấy chị nha. Giá thể của nó trồng thang với lại vỏ đậu phộng cho mấy chị 700.000 cái chậu này. 700 nha. Cái cây này là cái cây gì ta? Cái cây là cây hồng xưa thơm nè, em không có biết tên luôn, nhà vườn nó cũng không biết tên nha mấy chị. Cái cây hồng bên đó nó khô xương mà cái nó hồng này là cái hồng dạ. Nó giống như trà neo. Đây. Hồng, màu hồng. Còn cây màu cam cái màu đỏ. Trời. Cây này nó giống như cây chà neo của mình vậy đó mấy chị ơi. Chẳng khác gì cây này chà neo xưa hết trơn á. Nó rất là thơm nha. Cái cây này giá là 700.000. Có được một chậu như thế này thôi. Hồng này nó rất là giống cái bông chà neo của mình hàng Thái rồi mấy chị sẽ thấy hơi trắng trắng hồng hồng. Còn nó cái giống này nó bông nó hồng hơn cho mấy chị, hồng đậm hơn và hoa rất là thơm cho mấy chị. Chậu này 700, một chậu duy nhất cho mấy chị nha. Có chốt cái chậu này chốt về toàn là hàng xưa không à. Nó. Ok chị Bích để dây treo. Chốt cái chậu này chốt giùm em 700.000 cho chị Miễn Lương nè. Miễn Lương 700 nó gọn lắm mấy chị, cái chậu này nó gọn. Cái chậu này là cái vàng gì đây? Cây này có được một cây duy nhất cho mấy chị thôi. Cây này em chỉ có được cây duy nhất cho mấy chị. Cái chậu này 950 nè. Hoa nó thơm mấy chị ơi. Hoa nó thơm. Cây nó đang vào bông và làm thông đi vào bông Tết cho mấy chị. Cái này em có được một cây một nha. Vàng này nó giống như thằng vàng discolor nhưng mà nó dạng hơi lai xíu. Vàng discolor là nó hơi lai xíu cho mấy chị. Cái cây vàng này rất là đẹp cho mấy chị và nó hoa nó thơm. Cây này giá là 950 một chậu. Chậu này Phi 50 nha. 950 chốt cho chị Huyền Trân ạ. Em có được một cái cây vàng khủng này nữa nha mấy chị. Vàng này nè, em nói chung là nó có một cái. Cây này là đúng tập lắm luôn. Một cây một cho mấy chị. Cái cây này nè, nó là lý do tại sao em hay nói với mấy chị đây là món vàng đậm như thế này đúng không? Mà chị Nhiên trên cái thân vàng của nó, chị Nhiên nó nở ra cái bông đỏ thế này luôn đó mấy chị. Em cũng không biết lý do tại sao luôn. Nè, như gần nguyên cái thân vàng này luôn nè. Nó đang vàng cho mấy chị mới nở thân đỏ. Ở đây là nó còn đang vòi lên, ở đây đang vòi lên, ở dưới đây nó có vòi lên cho mấy chị nha. Mắc u rất là nhiều, cây này thân tơ rất là nhiều, cực kỳ nhiều thân tơ à. Cực kỳ nhiều thân tơ nha. Cái chậu này là 1.200.000, không biết tên nha mấy chị ơi. Hàng này nắng không biết tên. Chậu này chậu nắng em kia cứ nắng vàng nha. Cái chậu này giá 1.200.000, chỉ có một chậu duy nhất cho mấy chị, thân tơ rất là nhiều. Đây là chậu của nó là chậu phi 50 như thế này nha. Và cây nó cao. Nè, vòi nó đang lên. Hàng này mấy chị cho bông Tết thoải mái luôn. 1.200.000 cho chị Nguyễn Lương ạ. Vàng đậm như thế này nè mấy chị. Có thân màu đỏ lên nữa kìa. 1.200.000 cho chị Nguyễn Lương nha. Ôi, mấy cửa năm rồi. Em có một cái chậu Sinindo. Chậu Sinindo nha. Chậu Sinindo với lại một cái giống vàng cho mấy chị. Đây, cái chậu Sinindo với lại cái giống vàng cho mấy chị. Cái chậu này giá là 700.000. Sinindo nè, mấy chị coi cái mặt Sinindo nó như thế nào nha mấy chị. Đây là cái màu cam cỏ trái, cam trái nha mấy chị.
Đây là cái màu cam trái cho mình, với lại một cái cây vàng này, vàng đậm, nó thuộc họ vàng mai xưa, chuẩn gốc vàng mai xưa và vàng mai xưa cánh bay cho mấy chị. Cây này là hai giống, cây này là cây sinh Indo với lại cái cây vàng mai xưa, 700.000 chốt với chị Huyền Trân ạ. 86 nữa sợ. Thì cho quen. Đây cái cây này là cái cây nãy cây cờ đỏ nè mấy chị. Cái cây này nó có hai mặt bông đỏ luôn. Đây, đây là một cái mặt bông đỏ thứ nhất. Cái này nó có hai giống cho mấy chị này nha. Nó có hai giống, một cái đỏ lương vàng. Đỏ lương vàng này nó không phải là đỏ thuần chủng của mình, nhưng mà nó là dạng đỏ lương vàng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, cái giống một cái đỏ này là đỏ cánh sắn cho mấy chị và lương vàng. Cây này là cây đỏ hai giống nha. Cây đỏ hai giống, cái cây này giá là 750.000. Có được một chậu đỏ hai giống mà cái có cái cánh sắn như thế này. Đỏ này đâu có còn nữa đâu hả? Còn rồi. Màu đỏ này nè. Này có một cây một hả? Màu đỏ này có một cây hả? Hả? Hai cây. Cây ngoài kia nữa. Lấy luôn hả? Nè cái đỏ này nè mấy chị. Đỏ này là 750 nè. Rồi, cái này chốt cho chị Huyền Trân nha. Huyền Trân à, cây này 750. Em còn được một cái cây đỏ sắn nè mấy chị. Cây này hình như nó là một giống một. Nó là đỏ cánh sắn như thế này cho mấy chị và đỏ lương vàng. Ở đây đang màu bông, đang đồ màu bông. Thân này đang mắc u cho mấy chị, là làm màu bông tép luôn. Nhờ nhiều thân đang thấp ngọt và nhiều thân rất là nhiều thân tơ cho mấy chị nha. Chậu này giá 750 luôn ạ. À. Tiền chân chốt luôn đi. 750. Cây đang vào bông cho mấy chị nha. Đang vào bông ở đây là mông tết cho mấy chị. Đỏ này đỏ thuần luôn. Chỉ có một màu này thôi. 750 chốt chị Thiếu Hình nè. 87. Đây nè, cây này quá trời lầm luôn nè mấy chị ơi. Cây này là đỏ lưng vàng thuần chủng cho mấy chị nha. Và cây nó rất là lầm và rất là đẹp cho mấy chị. Đỏ lưng vàng thuần chủng. Cây này là cây đỏ lưng vàng thuần chủng. Anh chị nào chốt cái cây này nè. Đây nè, cái này là đỏ lưng vàng thuần chủng. Ở đây nó có đăng vào bông cho mấy chị và rất là đẹp luôn nha. Đỏ lưng vàng nó hay về sổ chớp cho mấy chị lắm. Anh chị nào chơi mấy chị biết liền à. Nó đỏ lưng vàng thuần chủng. Nhiều khi cái bông này nó không công sổ chớp, nhưng mà cái thân trên thân nó là có thân khá là sổ chớp. Rất là nhiều trường hợp đối với những cái dòng đỏ lưng vàng sổ chớp cho mấy chị. Cây này giá là 750 đỏ lưng vàng thuần chủng, đỏ lưng vàng nha. Đỏ lưng vàng, đỏ lưng vàng không to. Cây này chốt là chốt 750 giùm em ạ. Chậu này chậu phi 50 nè. Phi 50 chậu lớn đó nha mấy chị ơi. Chậu phi 50 chậu lớn luôn. Thị Cẩm Hồng cái chậu này 750 ạ. Đây cái cây này là cái cây đỏ lưng vàng hai giống luôn. Cây này là cây đỏ lưng vàng cho mấy chị ạ. Chứ cái thứ nhất, cái thứ hai là cái này là vàng xưa, vàng lưỡi nâu cho mấy chị nha. Cây này là hai giống. Cây này là hai giống nha mấy chị. Mấy chị chốt à, thì đang giá 750. Lê Hải xã Vũ Nữ và mua cây Lê Hải. Cây này là hai giống nha. Cây bên đây đang là Lê Hải 72 Vũ Nữ ra. Cây này đang vào bông cho mấy chị nha mấy chị ơi. Đang vào bông ở đây thắt ngọn. Bên đây thắt ngọn, thân tơ nhiều cho mấy chị. Thân tơ nhiều. Cây này nha, chị nào chốt có đây chốt 750 giùm em cái cây này, đỏ lương vàng với lại cây vàng xương lưỡi nâu. Cây này là cây hai giống. 750 cái chậu này. Chốt này chốt 750 giùm em nha. 750 cây hai giống ạ. À. Hai giống nha. Với vàng xương lưỡi nâu. Không biết cái cây này là cái cây nó đang vào bông lại thân gì thôi. 750 chị Mỹ Hà thấm thía Mỹ Hà. Cây cao nha. 28. Đây, cái cây này là cái cây đỏ lưng vàng thuần chủng luôn cho mấy chị ạ. À. Cây là cây đỏ lưng vàng thuần chủng cho mấy chị nha. Trời, cái mặt bông nó đẹp gì đâu luôn nè mấy chị ơi. Chốt cái này à. Em để cái cây đỏ lưng vàng thuần chủng này cho chị Thúy Hà nha. Thúy Hà cái chậu đỏ lưng vàng hình chuẩn này chị Thúy Hà nha. Thúy Hà 750 ạ. À. Thúy Hà 750 chị Thúy Hà nha. Em lên cho cái chậu này nè mấy chị. Cái chậu này là cái chậu kim ba xưa. Kim ba với lại hổ mang. Đây. Cây này vừa là hai giống cho mấy chị luôn. Đều là dòng kim hết cho mấy chị nha. Vừa là kim ba với lại vừa là hổ mang. Chậu này giá là 750. Ghi là ghi chốt giùm em cái chậu này là 750 giùm em nha. Trời anh Tăng Đông ơi, chưa có gửi hình cho anh Tăng Đông coi nữa nè. Cây là cây kinh ba ạ. À. Còn cái mặt bông này là cái mặt bông kinh hổ mang nè mấy chị biết rồi. Hàng này chuẩn hàng xưa cho mấy chị. Chậu này là hai giống nha, 750. Vừa là kinh ba vừa là kinh hổ mang. À, chốt cái này chốt giùm em 750 ạ. À. Chốt chị Thúy Hà luôn nha. Thúy Hà gặp đơn Thúy Hà là hai cây ạ. À. Thúy
Thúy Hà lên thông tin giùm em nha chị Thúy Hà ơi. Nhiều. Tạm tạm. Đây nè em lên cho mấy chị cái chậu này là cái chậu kim năm. Chậu kim năm chủ hàng xưa 100% cho mấy chị nha, chậu này là chậu kim năm. Có móc lớn cho mấy chị luôn, bẻ cái móc không quằn cái tay luôn mấy chị, chậu rất là đẹp luôn nè. Chậu này là chậu kim năm mà. Chậu này là chậu kim năm nha. Chậu này là chậu kim năm. Đây nè, chậu này là chậu kim năm mà. Anh chị nào chốt cái chậu kim năm này chốt giúp em, cái chậu này giá 760.000 cái chậu kim năm này, hình như có được một chậu thôi. Thân nó rất là mướt và đang mầm lên rất là đẹp cho mấy chị kim năm nha. Kim năm cây thân lùng và đẹp cho mấy chị, và thân tơ mướt rất nhiều, chuẩn hàng xưa hết cho mấy chị kim năm. Em cho mấy chị coi cánh của kim năm nè, nó khác nhau như thế nào nha. Đây là cây kim năm nha mấy chị ơi. Kim năm chốt chị Ngọc Thủy Bồi à, 760.000. Thôi đi. Con sân hơi hết thân luôn, con sân luôn. Kệ. Đây đây rồi. Gửi gì? Chưa gửi hả? Đây đó chị gửi, lấy đi. Hết nửa tháng lương của con rồi. Con không dám chơi nữa, tiền nhiều quá không dám chơi. Đây à, cái cây này nha mấy chị ơi. Cha Thúy Hà để xả lại cái cây rõ lưng vàng, chị Thúy Hà xả ra. Tạm tạm xả rồi. Rồi em có một cái cây khủng rất là cao, anh chị nào chấp nhận chịu phí thì lấy cái cây đó đi. Cây này ô mấy chị ơi, có 2 mét luôn á. 2 mét luôn á. Đây em ra trước cho mấy chị cái chậu kim năm này, là kim năm lớn nha mấy chị ơi. Chậu kim năm lớn, cái chậu này giá 950 nha. Kim năm lớn, cây rất là đẹp, mấy chị cho cánh coi cánh bông của nó nè. Chậu này kim năm lớn mà thân của nó thân tơ không mà. Thân tơ và thắt gọn rất là nhiều, thân này đang làm bông. Thân này đang làm bông, những cái thân đang thắt gọn đang lên dần cho mấy chị đây. Cái chậu này chậu kim năm, chậu này giá 950 nha. Hàng chậu lớn, hàng đẹp cho mấy chị ạ. À. À, đây là kim năm nha. Đây à, có bảo đảo đảm mật hoa có chứ mấy chị ơi. Đây kim năm nè. Hàng nắng xưa này nó thật chứ mấy chị, vô nở này về mấy chị 2-3 tháng chưa tàn đâu. Những cái hàng nắng này mấy chị biết rồi. Thôi mệt quá. Đây là cái kim năm 950. Do cái chậu này là chậu lớn nha mấy chị. Này là chậu lớn. Đây là chốt kim năm, chốt cho em 950 cho em cái chậu này. 950 nha. Ai nè, kiểm trên hả? Cây bà liễu này chị Lưu Thị Cấm Hồng, từ từ em đơn xíu lấy cái chậu đất xưa lên còn. Chậu bà liễu này là 450. Chốt bà liễu chốt 450 cho em cái chậu này. Bà liễu này chị Lưu Thị Cấm Hồng, hàng nó nở bông nhưng mà thân nó đang thắt ngọn là muốn tết. Bên này không có bao xíp đâu mấy chị ơi. Bán giá là giá cây không có bao xíp nha. Ok Ngọc Thủy Bồi đổi chậu 950 chị Ngọc Thủy Bồi. Vậy là để em chuyển cho cái chậu 760 chị Nguyễn Lương nha. Em chuyển cái chậu 760 chị Nguyễn Lương nha. Em không có hào một quỷ đỏ mấy chị. Bà liễu chốt chị Lưu Thị Cấm Hồng 450 nè. Tâm tiến đổi đây là cây đỏ lưng vàng thường chủng luôn. Cây rất là đẹp và thân nó rất là cao cho mấy chị. Bà liễu số 43. Ăn no mệt quá. Ai liễu? Cho em thở mới chưa, từ từ em lên cho em thở mệt quá. 43. Ba liễu. Trời ăn nén ăn tô cơm luôn sao. Cái ok chị Lưu Thị Cấm Hồng xả cây đỏ lưng vàng. Cây này giá 750 cho mấy chị đỏ lưng vàng thường chủng nha. Đây đỏ lưng vàng thường chủng cho mấy chị. Cây là cây cao nha mấy chị ơi. Đỏ lưng vàng cao. Cây đang vòi nụ nữa cho mấy chị hàng đẹp nha. Ở dưới đây nó đang có một mầm. Mà cái mầm của nó, cái đọt của nó đỏ rất là đậm cho mấy chị nha. Đỏ đậm vô cùng. Cây là 750 cái chậu đỏ lưng vàng này. Chốt này chốt này chốt giùm em 750 cho Xuân An Nguyễn nè. 90. Em có được một cái chậu vàng này, là vàng này nó rất là đẹp. Đỏ lưng vàng. Vàng này là dạng vàng nâu. Nó khác với cái vàng mà để em ra bán cho mấy chị rất là nhiều. Đây. Cái vàng này là vàng nâu nha. Vàng mặt bông đẹp. Đây, đây là cái vàng nâu cho mấy chị. Cái vàng nâu rồi nè. Cái vàng này là vàng nâu đồng nha. À, cái vàng này là cái vàng nâu đồng nha mấy chị ơi. Vàng nâu đồng, hàng đẹp cho mấy chị. Cái chậu giá 950, chỉ có một chậu thôi. Hàng này vòi nó đang lên nè. Mấy chị sẽ thấy vòi đang lên nè. Thân này mắc u cho mấy chị làm mông tết nha. Thân này mắc u làm mông tết luôn. Nhật những thân đang làm mông tết cho mấy chị rất là nhiều. Và thân tơ rất là đẹp. Bao váy hôm nay em không có hàng ạ. À. Không có đỏ lưng vàng nhỏ chị. Hàng này đỏ lưng vàng chuẩn hàng xưa cho mấy chị, chứ không phải là còn hàng là hàng phái nữa nha. Cái chậu này là vàng đồng nha mấy chị, 950 chị Thúy Hà. Tạm tạm. Lên địa chỉ giùm em chị Thúy Hà ơi.
mà nó chưa có lên bung cánh hết cho mấy chị rồng đỏ nha, và viền vàng cho mấy chị. À, phụ nữ vàng hồi nãy em có lên, còn á chị Kim Ngân ơi, 230.000 cây. Cây là cây rồng đỏ ạ, chuẩn hàng xưa cho mấy chị hàng hàng tắc kỳ. Những cái mầm này nhà vườn á, chị có thể nhổ ra mấy chị lấy kỳ cũng được. Rồng đỏ chuẩn hàng xưa nha, cái chậu này giá là 300.000, có được một cây rồng đỏ mà giá mềm nhất cho mấy chị thôi. Rồng đỏ này có được một cây thôi, nó chưa có lên màu nha. Của nó là màu đỏ và viền của nó là viền vàng đẹp. Rồng đỏ này là 300.000, chuẩn hàng xưa nha mấy chị. Đây nè, những cái mầm này mấy chị có thể tách ra bình thường nha, tại vì cái hàng này là hàng tách kỳ nha. 300.000 cây rồng đỏ này. Qua đây. Cho chị Hiền Tâm. Đây là cái cây hổ mang 3D. Hổ mang 3D mà nó thay gì mấy chị sẽ thấy là hổ mang đột biến. Nhưng mà nó ra cái màu cái cánh đó là màu hồng nên người ta kêu nó là hổ mang 3D nha. Cây hổ mang 3D này có được một cây duy nhất cho mấy chị và giá là của nó là giá 800.000. Đây là mặt bông của hổ mang 3D đây. Thay vì nó là có hổ mang đột biến mà nó ra nó chuyển ra cái cánh cho mấy chị là nó là cái cánh của nó màu tím, nhưng mà cái này chuyển ra cánh cho mấy chị là nó màu hồng, nên nó kêu kêu nhà vườn đặt tên của nó là có hổ mang 3D. Chậu này có một cây nhất cho mấy chị và giá là 800.000. Hổ mang 3D nha, chuẩn hàng xưa cho mấy chị luôn. Hàng này là đảm bảo 100% hàng Thái, không có hàng này cho mấy chị đâu. 800.000 cho chị Hiền Chân. Đây cái này nè, cây này cái giống này nó mới cái cao dữ đó nè mấy chị ơi. Cái này nó hai cái mặt bông vàng cho mấy chị. Cái cây này là một cái cây vàng mai xưa, vàng mai xưa mà vàng mai cánh dài nha, chứ không phải là vàng mai ấy đâu. Cây này là cái bung cái gòi lên là nó cao hơn em đó mấy chị. Em cao 1m6 cái thùng này chắc đóng có 1m7 cho mấy chị nha. Cái cây là cái cây thay cái này nó có hai giống. Cái này là cái thỏ nha mấy chị, thỏ nó giống như thỏ mà cánh vừa trắng vừa vàng cho mấy chị. Em dơ sát làm sao dơ sát cho mấy chị coi cái mặt bông của nó. Trời ơi, từ từ nha mấy khách ơi. Đây à, cái nói chung là cái cây này nó có một cái cây là cây tai thỏ màu vàng cho mấy chị, với lại một cái cây vàng xưa cho mấy chị luôn. Cây này hai giống và mắt u đăng lên nữa cho mấy chị. Cây chậu này giá 950, rất là cao. Đây là chuẩn hàng xưa nè mấy chị ơi. Thân của nó thân già mà nhà vườn không có cắt kỳ nè. Để, nếu mà chị cắt thì mấy chị nhân kỳ là được. Những thân già này mấy chị cắt mấy chị nhân kỳ được, không thì mấy chị để nguyên cho nhảy mầm ở dưới gốc cho mấy chị. Cây này giá là 950, mắt u đăng lên nữa nè mấy chị không. Cây này 950 nha, hai giống cho mấy chị. Cây vàng mai xưa, vàng mai này là vàng mai cánh dài. Vàng mai cánh dài nha, với lại một cái cây tay thỏ bà. 950 cái chậu này. Chốt này chốt 950. Rồi em đang cho một cái chậu này. Đây, đổ cái cây bông gì bự dữ vậy. Có cây này cao lắm mấy chị, xíu sẽ lên. Em nghĩ mệt đó. À chị Lan Hoa, đây. Cậu lượm ra. Đây à. Nói đi đưa đây bê cái cho. Cái chậu này là cái chậu đỏ lương vàng, đỏ lương vàng này là 750. Đỏ lương vàng này đỏ lương vàng thuần chủng luôn nha. Đây nè. Cây này giá là 750 à. Chốt đỏ lương vàng là chốt 750 giùm em. Ờ. Cho em thở cam gần cái đó lên mấy chị ạ. Nộp mới đi. Cây đó cây gì ạ? Giống cây cờ đỏ. Cái cây này là cái cây này nha mấy chị. Ông chủ vườn ông nói là ông trồng từ lúc mà ông mới mở vườn ra cái này cả chục năm mấy chị. Cái cây này cả chục năm. Em lấy cái cây cả chục năm này cho mấy chị coi. Từ lúc mà ông mở vườn tới giờ mà lúc đó em chưa bán la, em còn ngồi trên giảng đường em đi học có mấy chị. Không, chưa đi học rồi trên đây nữa mấy chị, còn ở quê nữa. Cây này nha, cây này cả chục năm lần đó mới chưa chứ không biết hơn đâu. Cái cây này cũng thân á. Ừ, phải 40. Cái cây này là lâu lắm rồi bởi vì nó có thân nó xưa lắm nè. Cái cây này nó cũng không phải là cây cờ đỏ nữa. Nó thuộc họ của cây cờ đỏ thôi chứ nó là dạng nâu mà nâu đen, nói chung là nâu mà nâu đỏ đậm luôn á mấy chị. Đừng có thở là người ta biết mình mệt đó. Để em lấy giá là mấy chị hãy chốt nha. Cái cây này nha, để em coi cái giá lại mấy chị ơi. Cái cây này em dơ cho mấy chị coi cái gốc của nó nha. Rồi em sẽ cho em báo cái giá cho mấy chị. Rồi dơ cái gốc cho khách coi luôn đi. Cái cây này cả chục năm từ lúc nhà vườn mới mở nha mấy chị. Đây
đây nè, em quay cái góc cho mấy chị coi nha, rồi em báo cái giá rồi mấy chị hãy chốt cho mấy chị đây, để mấy chị nhìn kỹ là cái góc của nó. Tại vì em nói thật, cái cây này, cây này là do hông già nhiều, mấy chị trồng rất là lâu á nha, trồng rất là lâu, và cái bông của nó rất là đẹp nha mấy chị. Cái gì? Thân tơ này đang có bông nha nha, thân tơ đang có bông, mấy chị nhìn kỹ giúp em nha, rồi em lên giá mấy chị. Cái cây này giá của nó cũng mềm hà, mà do cái cây này lúc trước em tính nhập lâu rồi, mà tại vì nó cao quá nó. Nè cái thân của nó nè mấy chị, nó đậm như thế này nè, nó đậm như thế này cho mấy chị luôn. Mà bông của nó không phải giống như đỏ luôn vàng của mình, mà không có không giống như cờ đỏ, mà nó đỏ thẳm, nó đỏ dữ lắm, đỏ luôn, đỏ một cái đỏ rất là đẹp cho mấy chị. Mình đỏ giống như đỏ xưa á mấy chị. Cây này anh chị nào chốt cái chậu này giá là 2,7 triệu, có được một chậu một. Em kinh không nổi đâu mấy chị, chậu này chục ký không? Chục hơn chục ký á mấy chị. Phí ship cũng cỡ 95 ngàn nha. Phí ship cỡ 95 ngàn á. Cân làm dễ gì? Cân thử coi xưng. Mà cân nó làm gì? Cây này là cũng phải chứ. 2,7 triệu à. Tiền. Chốt cho 100. Cây này đóng riêng một thùng nha mấy chị ơi, em không có gọt. Đóng riêng thùng nha, mấy cái hàng này đóng riêng thùng hết á. Để chị nắng khủng đi. Vì nắng khủng 2,7 triệu chỉ còn cây một thôi. Cái khung nóng biết cái nào. Tôi biết ngay chị bên trên đặt nào chứ cũng chôn mà. Nắng khủng nóng. Cây đó cây nhiêu ký? Chưa mơ sữa. 10 ký. Tám ký. Bỏ đó. Đóng thùng đó cây nhớ thùng phí ship 95 ngàn nha. Đó thùng phí ship 95 ngàn đó. Nó rơi vào khung 10 đến 20 ký. Thùng 95 ngàn nha. Phí ship. Rồi em đưa cho mấy chị cây này là cây kinh hổ mang, bông cực kỳ to. Cây chuẩn hàng xưa cho mấy chị và cây rất là cao. Kinh hổ mang là giá 900 ngàn. Một cây một. Ô chị Bích Trúc sao? Cây đây bán chị hình chân luôn đi. Đó nhường chị luôn đó. Cây này nha, cái cây là cây kinh hổ mang nha mấy chị. Cây này giá là 900 ngàn. Kinh hổ mang bông rất là to, to, giả mang to. Mấy chị nhìn là mấy chị biết liền. Cây rất là đẹp và cao. Lâu lâu có được vài cây cao thế này. 900 ngàn chị Hải Yến. Còn phụ nữ chị Kim Ngân ơi, còn phụ nữ đẹp nè. Phụ nữ này chuẩn hàng Tết đó chị Ngân. Đẹp. Và bông. Và bông, 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 và bông. Cây này giá là 230 ngàn. Để thuê xe lên chở thuê đi. Thuê đi cho nó nhẹ thì xếp cho nó cây nó an toàn. Thay xe lên cũng đâu có nhiêu tiền đâu. Đây, cây này nè. Thay xe từ dưới lên đây vẫn chịu, chịu bốt chứ hai cái vậy. Từ Hậu Giang lên đây. Hậu Giang lên đây xe 16 chỗ, 11, 12 gì đó chứ chịu bốt chứ hai gì. Cho chị Kim Ngân Nguyễn một cây vũ nữ vàng cho chị 230 ngàn. Rồi em đơn cái này cho mấy chị. Trời ơi, nay gì nó nhắn tin luôn nè trời. Chắc chiều nay chắc bão luôn á. Có một cái cây cao thế này nè. Cái cây này là bà Sưng Vlog mà thấy. Bà Sưng của lòng em nãy cây 230 ngàn lên cho Tuấn Sang cây. Cây này bà Sưng mới tính mang về nhà chơi đó mấy chị ơi. Nói chung là cô Sưng á, nó đẹp dữ lắm. Cây này nhiêu có giống vậy? Bốn giống nha. Xanh cớm, xe sao quay, cái thằng Sinh Vàng 13 vòi, tổng cộng 13 vòi nha. Đúng rồi hả? 10, 13 vòi đó. Đẹp quá đẹp. Nói cây đỏ lưng vàng này nha mấy chị. Nếu mà em đoán không làm cái tuổi thọ cây đỏ lưng vàng này cũng phải tệ lắm là 5 năm nha. 5 năm rồi. Mấy chị sẽ thấy cây đỏ lưng vàng rất là cao và ra vào bông rồi cắt, ra vào bông cắt khủng khiếp lắm. Để được trồng cây cao rất là lâu. Anh chị nào trồng lan, sưu tầm những cây lan xưa lan cổ mấy chị sẽ biết. Để được cái cây đỏ lưng cây mà cao thế này cũng phải tầm 5 năm mới được cây cao. Hả? Cây này giá là 1,5 triệu nha. Nó có 3 loại cho mấy chị, 3 loại nha. Cây này là cây Sinh Vàng. Cây này là cây này có 4 loại, cây xê sao quai. Nó cũng hàng xưa trong đây nè mấy chị ơi. Cái cây là cây là 4 loại, nói chung là tới 4 loại. 1 2 3. 4 loại bông. Cây đỏ lưng vàng cây cao. Cây càng cao thì càng có giá trị. À, chị Châu Tâm. Ơ chị Nguyễn Bích ơi, chốt giá chị Bích ơi. Chị Bích ơi chốt giá. Em có nói là những hàng này mà em nãy em có nói lên là chốt giá chị Bích ơi. Chị Bích trời tội nghiệp tôi dữ lắm luôn á. Chị Bích thì thiệt đó. Em có được một cái cây cao nữa nè mấy chị. Bao nhiêu giòi ạ? Cây này cây gì ta? À cái cây này rẻ nè mấy chị mà nó là cao nè. Cây này là cái cây vàng nâu đồng. Nói chung là cái mặt bông nó sẽ có hai màu. Mà cái thân này u nách rất là nhiều, u to lắm mấy chị ơi. Nó kéo u từ đây lên cho đến đỉnh ngọt luôn nha. Cái cây này em đứng xa cho mấy chị nè, em mét 6 nha khách. Cái cây này nha, nó trên đây cũng phải mét 65 mà đóng thùng cho mấy chị cũng cỡ mét 7 nha. Cái cây này nè,
Cái cây này giá là 780 ngàn. Em không biết cây gì, nhà vườn nó cũng không biết luôn nha mấy chị. Không có nhớ luôn, tại vì cái giống này trồng lâu lắm mấy chị ơi. Trồng lâu mấy năm trời nhà vườn thua. Lâu lâu thì những cái hàng xưa nó chỉ sổ một bông ra mới biết thôi, chứ nhiều khi nhiều quá thì không có nhớ được hết đâu. 780 ngàn. Ủa nãy giờ anh Quốc Tuấn Trần đi đâu vậy? Cho cái cục sạc vô cái cục. Quốc Tuấn Trần ở đâu? Quốc Tuấn Trần ừ. Em đây cây lớn này nữa cho mấy chị. Em lấy cái cây này cho mấy chị nha. Em uống miếng nước ấy. À, có không có đỏ lương vàng nào 300 hết á chị ơi. Tại vì không có cây nào nhỏ luôn mấy chị. Tại cái hàng này hàng xưa. Cây này nè, cây là cây đỏ lương vàng mấy chị, đỏ lương vàng là thần chủng cho mấy chị mà cây nó rất là đẹp nha. Đỏ lương vàng đang nhú vòi cho mấy chị nè. Đỏ lương vàng nè, cái chậu này giá là 750 luôn nha. Có chốt đỏ lương vàng chốt 750, giá này giá mềm nhất rồi đó mấy chị, tại vì đỏ lương vàng nó hay sổ chốt lắm. Nhà vườn nó mới để rẻ thế này chứ em nói thật, cái mấy chị mà mấy chị mua cây đi, mấy chị biết mua được cây đỏ lương vàng để người ta chờ sổ chốt á. Chờ sổ chốt thì mấy chị sẽ thấy là cái giá của nó sẽ rất là cao khi mà mấy chị bán từng cây mà cây nhỏ thế này. Cái một chậu như thế này mà bán 750 cho mấy chị là giá, em nói thật sự mấy chị, theo kinh nghiệm của em gọi là rẻ đó. Mấy chị nghĩ là giá nó cao không có cao đâu mấy chị ơi. Tại cái này mà khi mà tách ra mà 2 cây hoặc là 3 cây mà bán chậu nhỏ cho mấy chị thì nó đã bán tầm từ 300 ngàn một cây rồi cho mình rồi, chứ còn chưa hay huống hồ kia nữa. Cây lớn như thế này người ta không tách ra, người ta để nguyên thùng chủng cho mấy chị. Cây này là 750 nha, đỏ lưu vàng. Anh chị nào sau em sẽ lên chậu lớn đó. Cho em lên ít chậu lớn cho mấy chị, rồi xíu em sẽ lên những cái hàng độc cho mấy chị nữa nha. Chậu này giá là 750, cho mấy chị suy nghĩ đó, đi uống miếng nước rồi. Nước ngọt đó nha. Cây này 750. 780 chốt chai vậy? À, cây 780 mới xuống thầy á. 780 cây mới nữa. Hải Yến đúng không? Hải Yến 780 là cây Hải Yến. Cây 750 á chị Vân Ly. Đẹp lắm chị Vân Ly ơi, tại vì cái hàng này người ta hay canh mua số chốt. Sao chị ngáp trời không thấy ta? Cây bốn giống là cây đó của ai? Cây bảy châu tâm, cây 780 là của chơi không, cây đấy là tốt. Chị Văn Ly nè, đẹp lắm, màu đỏ lưng vàng nè chị Văn Ly ơi. Đây cây cao nó tạo sổ đó, đây nè, đẹp lắm luôn á. Cây cao là 92, cây cao là 92, dặn nhau chắc chị lắm. Châu ta cho cái này cho chị à. Em đây cái cây này là mấy chị, cái cây này là cái cây vàng mà vàng này là mấy chị sẽ thấy là cái vàng này là vàng dick color line mệt dữ chừng. Đang ngồi khoan, để em đây cho mấy chị, cái chậu này là cái chậu vàng dick color line. Vàng dick color này nếu mà cái vàng thuần chủng của vàng dick color là cánh bông nhỏ, còn cái vàng dick color là cánh bông to nha. Ôi sao kỳ không, em không thấy chị Thảo Nguyễn luôn. Em cũng không thấy Thu Tâm Nguyễn luôn à. Em không thấy Thu Tâm Nguyễn luôn nha. Và em lên cái vàng dick color này cho mấy chị chậu đẹp nha. Mấy chị cái chậu này giá 900 ngàn. 900 ngàn vàng dick color line bông to, hoa thơm. Này nó đang vào bông mà cây nó đẹp mới mướt cho mấy chị nha. Vàng dick color line. Sao không chốt gì nghe hát trần, không thấy gì nghe hát trần. Bên đó có thấy nghe hát trần không? Không thấy. À nghe hát trần chốt 780, nhưng mà sao chị Hải Yến chốt 780 trước, rồi mới tới là chị Huyền Trân chốt 780, xong mới tới Thu Tâm Nguyễn, mới tới Diệp Vân, xong rồi mới tới là chị Trâm Nguyễn. Chị hỏi là đơn hết vừa người ta đón hay sao mà toàn cái đó không gì lấy hết vừa người ta sao toàn cái khủng vậy đó, xong mới tới chị nghe hát trần nha. Đây em, cái này em lên cho mấy chị, cái cây này là vàng dick color line. Chậu này là giá 900 ngàn, cây tơ đẹp mướt cho mấy chị. Có thấy chị cho Châu Tâm, nhưng mà chị Châu Tâm sao hết mấy người chị Châu Tâm. Ý là chị nghe hát trần chứ quên. À, mệt quá. Đa
lao vào bông mấy chị ơi. Mỗi lần em la cây khủng này thì tịnh mệt lắm, mệt mấy chị. Đây nè, nó đây nó đang vòi lên nữa nè. Vòi đang lên nữa nha mấy chị. Cây này giá là 900 ngàn. Hàng chuẩn hàng xưa cho mấy chị, nó có mầm ở dưới gốc. Hàng này về không cần ra chậu nha. Hải Yến hả? Dạ anh Thu Tâm Nguyễn ơi, không phải sao nha. Đây để cho coi lại nè, em không có nói điêu mấy chị đâu. Cái này 780 này nè. Nè em quay cả, quay sao cho mấy chị coi nha. Anh Quốc Tuấn Trần anh hỏi em là Yến ơi, hàng đẹp cây khủng đại gia chốt hết tới lượt anh, xong mới tới chị Hải Yến chốt 780 nè, mới chốt tới Huyền Trân 780 nè, xong mới tới Thu Tâm Nguyễn 780, tới Diệp Vân nó, Diệp Vân rồi mới tới chị Nga Hắc Trần nó. Mấy chị ơi, nó rồi em có coi cho mấy chị coi rất là rõ nha. Rồi em lấy cái cây này cho mấy chị, cái cây là cái cây mười bích xưa nha, cây là cây mười bích nè mấy chị, mười bích xưa nè, đây cây mười bích xưa. Mười bích cho mấy chị ơi, mười bích rất là bền bông, em nói thật mấy chị, có 4 tháng chưa tàn mười bích nha mấy chị. Đây là mặt bông của thằng mười bích xưa, cây nó rất là giá trị mấy chị, giá trị gấp 3-4-5 lần giá trị cây hàng Thái của mình, rất là cây, nói chung là cây mô của mình rất là nhiều. Cây mười bích xưa nè, cái cây này có 1 triệu thôi, cây này rất là đẹp nha, chuẩn. À, mười bích xưa em được 2 chậu, cái này là chậu lớn nhất của cây mười bích xưa. Ơi, cây mười bích xưa, cây này thắt ngọn. Hàng đẹp cho mấy chị, mắc u rất là nhiều và cây rất là cao. Để trồng được cây này không có dưới 5 năm mấy chị ơi. Mười bích xưa tròn giá 1 triệu cho mấy chị nha. Sao cặn uống nước cặn mệt dữ người ta. Đây, cây này giá là 1 triệu cho mấy chị. Mầm tơ nó đang lên nè, mấy chị có thể thích tách ra cũng được, nhưng mà thôi cứ để nguyên chậu thuần chủng của nó mấy chị ơi. Mười bích xưa nha. À, mấy chị comment giá giùm em, chị Diệp Vân comment giá giùm em mới đúng được giùm em. Chị Diệp Vân ơi, comment giá giùm em nha. Chị Diệp Vân thì chốt trước á, chị Diệp Vân á. Cây bà liễu nè. Em có được cây bà liễu nè mấy chị ơi. Từ từ lên trên cho, từ từ lên để Diệp Vân, Diệp Vân chị chốt trước. Cái cây này nha. Diệp Vân lên cho em thông tin nha. Cây bà liễu này là 450. Có chốt bà liễu chốt 450 giùm em cây bà liễu này. Bà liễu xưa hoa thơm 450 ngàn. 450 ngàn cây bà liễu này nha mấy chị ơi. Bà liễu hôm nay hút hàng, em có vô chậu bà liễu 950. À, xíu sẽ lên sau cho em lên trước cho chậu bà liễu 450 trước đi. Rồi à, em lên cho mấy chị cái cây này nha. Cho chị con chị Huyền Thục, Nguyễn Thục, Nguyễn Thục, Nguyễn Thục. Thôi, vô luôn. Cái cây này là cái cây mười bích nha. Mười bích đẹp lắm nè mấy chị coi nè. Cánh bông của mười bích chơi cỡ 4 tháng mới tàn. Còn được cây mười bích cuối cùng cho mấy chị, cái chậu mười bích này giá là 800 ngàn. Chốt mười bích 800 là chốt giùm em nha. Cây 800 ngàn khá là cao cho mấy chị. Ô đẹp dữ lắm mấy chị ơi. Cây rất là to cỡ đóng thùng luôn á nha, cái cỡ mét 6 á nha mấy chị. Đây một thùng còn bỏ lại. Đây nè, cái này là mật bông của kinh mười bích xưa 800 ngàn chị Hoàng Cúc ạ. Bà liễu này còn được cây bà liễu là 450 nè. Chị mấy rồi? Hoàng Cúc. Hoàng Cúc số mấy? 97. Đây, cây bà liễu này là 450. Tuy nó nở nhưng mà nó có đăng vào bông lên cho mấy chị nha, còn được cây này 450. Anh chị nào chốt cây bà liễu nó chốt 450 giùm em nha mấy chị. Nè nó tin nó có nở nhưng mà nó đang có vòi bông lên, đang nhảy thêm 3 vòi nụ đang lên nữa cho mấy chị nè. 450 cây này. 450 giùm em mấy cây này nha bà liễu, cho bà liễu này. 450 ngàn. Nè đang ba vòi đang lên nữa nè mấy chị, bông tép vi vu nha. 450. Cho chị Thu Tâm Nguyễn 450. Thu Tâm Nguyễn 450 có thông tin chưa ta? Em lên cái chậu này cho mấy chậu này mấy giống không ta? Chưa có. Thu Tâm Nguyễn lên thông tin giùm em nha. Đây, cái cây này là cái cây ôi má ơi. Hổ mang này, sao hổ mang này cánh dài vậy ta, cái hổ mang kia cánh ngắn vậy ta. Mấy chị ơi, có hả? Cái hổ mang này nó khác cái hổ mang hồi nãy em bán cho mấy chị luôn nè. Cái hổ mang này là cánh nó sắn hơn. Hổ mang hồi nãy bông to nhưng mà nó không có sắn bằng, nó cũng to bằng cái hổ mang này luôn. Mấy chị nhìn cái cánh bông nó đứng mà nó đẹp giả mang sao đâu luôn mấy chị. Cánh nào ra cánh đó luôn nè, mấy chị nhìn thấy không? Cánh nào ra cánh đó. Cây này nói chung với cây xinh bích. Xanh bích nha, cây này là hai giống kinh hổ mang với lại xanh bích cho mấy chị. Và cái chậu nó rất là bự như thế này, chậu này chậu phi 50. Nụ nó đang lên cho mấy chị và nói chung là đẹp lắm luôn. Đây nè, cái chậu này giá
giá cái chậu này á là 930 ngàn, 930 ngàn cái chậu này. Cây này là hai giống cho mấy chị nha, chuẩn một cái này chắc hổ mang xưa lắm rồi sao, mà cái cánh của nó nè, cánh nó sắn, giả mang sắn như thế này nè mấy chị. Đây bông rất là to cho mấy chị nha. Chị Hoàng Cúc 930 ngàn. Ai có một cây này nè mấy chị, cây này không biết tên luôn, cây này không biết tên à, mà bông của nó là màu nâu, của nó là màu đồng mà nó rất là dài. Cây này là 250, em muốn biết tên luôn nha mấy chị. Cây này là 250, nó cũng là hàng xưa. Đây, 250. Chốt này chốt 250 giùm em nha. Nè, cái nào màu của nó không phải là vàng mai, cũng không phải là vàng đồng mà nó dạng nó nâu nâu sao mấy chị. Bông rất là to cho mình, 250 chị Hoàng Cúc. Hoàng Cúc comment nhanh ha. Hoàng Cúc à. Đây em còn được cái này là cái chậu kinh hữu mang cho mấy chị luôn. Thêm chút nữa nè. Đây nè, kinh hữu mang nè mấy chị, đẹp ghê không? To dễ mang to luôn. Chậu kinh hữu mang nè, anh chị nào chốt chậu kinh hữu mang thì chốt giúp em là 750. 750 ngàn, chuẩn thần chúng kinh hữu mang thôi, chỉ có một giống thôi nha. 750 ngàn, chỉ cần ghi giá là em biết rồi. Chị ngáp trần hôm nay chưa chốt cái chậu nào, chị ngáp trần. Ngáp trần comment là sao mấy người, chị ngáp trần. Cây này là 750 nha. 750. Chốt cái chậu này chốt 750 cho chị Thu Tâm Nguyễn, 750 lên địa chỉ giùm em. Cái chậu này cái chậu kinh năm. Đây nè, cái chậu kinh năm nha mấy chị. Cái chậu kinh năm này nè, nè mấy chị coi là cây nó rất là đẹp luôn. Cái chậu này á, cái chậu này giá là 300 ngàn cho chậu kinh năm này. Chốt kinh năm chốt giùm em 300 ngàn. Có được một chậu kinh năm này cho mấy chị. Kinh năm 300 ngàn nha. Cây tơ đẹp và thân nó rất là đều. Xíu sẽ lên cái cây đột biến này cho mấy chị nữa nè. Kinh năm 300 ngàn. Chốt kinh năm chốt 300. Cho chị Thí Hòa 300 ngàn. Em ơi cái chậu này là cái chậu cũng là hai giống đây. Chậu này là hai giống kinh kinh gì đây? Đây nè, kinh hữu mang với lại màu vàng này cho mấy chị, vàng là vàng mai xưa, vàng mai xưa cho mấy chị nha. Cây này là giá hai giống, cây này là hai giống, giá cây này giá là 750. 750 nha. Cái này hai giống luôn. Hai giống. Có nhiều hữu mang với nắng nó gì không biết luôn. Xưa lắm. Đây làm gì hữu mang? Cái làm hữu mang trời. Không phải là hữu mang. Biết mà. Hôm nay không có vàng lưỡi đỏ ạ. Hết 93 chỗ khác cho em chị Huyền Trân ơi. Cây này giá 750 nha, cây là cây kinh hữu mang cho mấy chị với lại cái cây vàng mai xưa cho mấy chị, hai giống nha. 750 cho Tuấn Sơn ạ. À. Tuấn Sơn lên số điện thoại để chỉ cho em nha. Cây này là mấy chị. Cây này nó hai giống nè. Một cái mặt bông là màu hồng xoắn, nó thuộc hàng nắng sinh nha. Cái cây này á, cánh bông nó không phải là kinh hữu mang, nó cũng không phải là kinh ba, tại vì nó thuần chủng của nó là màu hồng giống như thế này. Cây này là cây hai giống, xíu sẽ lên cho mấy chị coi cái mặt bông của cây hai giống nó như thế nào nha. Đây nè, một cái hồng này dạng như hồng xoắn mấy chị ơi. Hồng của nó là hồng xoắn nè, đây là mặt bông của nó nha. Chợ Nghệ An ship được bình thường chị Diệp Vân ơi. Anh Tuấn Sơn lên thông tin giùm em, Tuấn Sơn ơi. Đây là hai cây này là hai giống, cây này không phải kinh ba cũng không phải kinh hữu mang nha mấy chị. Cái mặt bông này nè mấy chị biết không? Cây này hiện tại một vòi, hai vòi, ba vòi, bốn vòi và hiện tại nó có năm mắt u đang nứt cho mấy chị nữa. Cây này mấy giống nữa nha mấy chị. Nhiều khi nó về nó nở ra ba giống nha. Tại vì thấy nó cái lá nó khác nè. Có em cần nghi ngờ nó là đang ba giống nha mấy chị ơi. Cây này đang vào bông luôn nè. Cây này ba giống luôn á mấy chị. Anh chị nào chốt cái chậu này chốt của em là 760 ngàn cái chậu này, 760 nha. 760 giùm em cái chậu này ạ. Đây này có thể là ba giống nhưng em thấy trước hai giống thì em sẽ để trước hai giống cho mấy chị nha. Và bông nó còn mọc từ đây lên cho mấy chị nè. Chậu em cầm là kinh hốc môn đó à, hàng xưa hiếm đọc kinh hốc môn đó. Ủa bà, cái này chốt cho chị chốt cho Minh Minh ạ. Minh Minh 760 trước. Cái này là kinh hốc môn hả? Hèn gì. Đúng rồi, bởi vì em nói không mang là không phải. Còn cái thằng này thì không biết nha. Đúng nhớ nổi kinh hốc môn. Cái này anh chị nào biết mật bông thì chỉ em nha, còn cái thằng này thì thua luôn, thằng này em không biết mật bông. Dù cố gắng tìm hiểu lắm rồi, Minh Minh trước nha.
Minh Minh lên số điện thoại, Minh Minh mới tới Hiền Trâm. Lên địa chỉ giùm em luôn nha Minh Minh đi. Rồi em đưa cho cái thằng này cho mấy chị. Cái cây này là cái cây cây này khá là đặc biệt nha. Cây này nó chết nhưng mà nó là chết nhẹ. Nên nó chết nó chỉ chết đầu cánh cho mấy chị thôi. Cây này nha mấy chị, nhận về mấy chị sẽ thấy. À, cho xin cái bông nha tình yêu ơi, xin cái bông đi. Đây nó rất là cứng, em nói thật sự mấy chị, nó cái độ cứng của nó có thể gấp 3 lần những cái độ cứng kia. Và còn đổi luôn vàng chị Hiền Đinh đây, đây em sẽ cho mấy chị có cái chớp cánh nó như thế nào nha. Đây là mặt bông của nó, của màu hồng. Cái chớp nó là nó chớp cánh như thế này nha mấy chị, nó chớp ở đầu cánh như thế này thôi. Mặt bông nào cũng vậy, nó chớp ở hai đầu cánh như thế này. Khi mà nó nở ra chớp hai đầu cánh như thế này cho mấy chị. Và độ cứng của nó rất là dày nha, rất là dày, cũng phải gấp 3 gấp 4 lần những cánh bông khác. Em nghĩ có phải 4 tháng mới tàn như thế này. Bông rất là to. Chậu này anh chị nào chớp cái chậu hả? Cái này em chốt giá nha khách ơi, cái này hai giống hay một giống ta? Một giống một loại nữa luôn á. Cây này một giống nha, xin cái mặt bông nha mấy chị. Cái cây nó như thế này, thân nó có mầm gốc lên cho mấy chị nha, có mầm gốc lên và hàng đẹp. Cây này giá là 850, chốt cái chậu này chốt em 850. Chốt là nó chốt đầu cánh thôi, chứ không có cái mặt bông đâu ta. 850. Nó chốt ở cái đầu cánh thôi nha, chứ không có chốt hết. Không biết sao mà cái cánh bông này nó lạ gì, nó chốt ở đầu cánh hết cho mấy chị thôi. Cây này giá là 850 cái chậu này. Cây thân cao 850, Hiền Trâm. Đỏ lưng vàng là chị Hiền Đinh ơi. Đỏ lưng vàng 750 một cây đỏ lưng vàng như thế này. Chốt đỏ lưng vàng chốt giùm em 750. Đỏ lưng vàng nha, chuẩn hàng xưa, chuẩn gốc xưa 100% cho mấy chị luôn. Đỏ lưng vàng 750.000 đỏ lưng vàng cái chậu này. Em đi ra phía sau em kiếm đi. Một cây vàng. Để em lên cái này này cho mấy chị nha. Cây này á, là cái cây vàng, cánh nó vừa vàng ba, nói chung là ba cánh vàng ba cánh trắng cho mấy chị, không biết tên, không biết tên nha. Cây này hàng đẹp cho mấy chị, giá là 730.000 Cây này, cây này đỏ lưng vàng này là chuẩn hàng xưa cho mình là 750 nha. 750 nha chị Kim Phượng, Thị Nguyễn ơi. 750.000 cái chậu này. Chốt này chốt 750 giùm em. Cái chậu này cũng là hàng nắng xưa, cái này là 730 à. Không biết tên. Vừa trắng mà vừa vàng cho mấy chị, cây nó rất là cao, mầm tơi gốc rất là khỏe. 730. Chốt cho chị Hoàng Cúc 730. Cúc 730 nha. Trời ơi cái đỏ lưng, cái chậu đỏ lưng vàng là chậu đỏ lưng vàng khủng nè. Đây, cái chậu đỏ lưng vàng này là chậu đỏ lưng vàng khủng nha. Cái chậu giá 950 nè mấy chị. 950. Cây lớn nha, không biết bao nhiêu gấp bao nhiêu lần những cây kia luôn. Cây bên những đa phần là chỉ thân đang thắt ngọn cho mấy chị rất là nhiều luôn. Cưng còn hổ mang sắn hiếm, sắn tím còn không thứ. Chậu 930 không. Hổ mang sắn nãy thấy đẹp. Hết rồi anh Đức Vũ ơi. Hết rồi, mỗi thứ hàng xưa này chỉ có được một vài cây thôi mấy chị. Mỗi thứ có được một vài cây. Chậu này là đỏ lưng vàng, chậu khủng nha. 950. Em có được 2 chậu 950 không mấy chị? Để thêm 200.000 để được cái chậu lớn khủng như thế này nha. Đỏ lưng vàng nó cũng có giá trị của đỏ lưng vàng nha mấy chị. Cây đa phần là cây thắt ngọn nhiều cho mấy chị. Chuẩn bông. Chuẩn bông nha. Cây này lá sao sọc, lá sọc dữ ta. Sọc càng đỏ thì bông nó càng lên đậm đậm màu cho mấy chị. Chậu này giá 950 nha. Đỏ lưng vàng 950. Chốt đỏ lưng vàng là chốt giùm em chậu 950 giùm em. Diệp Văn 950.000. Còn được một chậu 950 nè. Chậu khủng nha. Em còn được một chậu khủng 950. Mấy chị nhìn mặt bông mấy chị biết liền, hàng rất là đẹp nha. Hàng xưa, hàng xưa nó có giá trị của hàng xưa nha. Xong sẽ là cái cây này hơi bị đập nữa nè. Cây này cây cái gì vậy ta? Nó rụng. Cây này ba giống nha mấy
4 giống luôn. 950. Chốt cái chậu này chốt 950 giùm em, cây đỏ lương vàng hàng khủng cho mấy chị nha. Hàng rất là đẹp, chậu này chậu lớn nha mấy chị ơi. Hàng này taxi ra không nè mấy chị thấy không? Cho chị Huyền Đinh 950 ạ. Cái chậu này 4 giống nha. Cái chậu này 4 giống nha mấy chị ơi. À, nó vàng lưỡi nâu. À, vàng vàng mai cánh dài. À, 2 giống. Cái cây này là vàng lưỡi nâu mà cánh nhỏ, cái này là vàng lưỡi nâu mà cánh to. À, cái này là cái cây giống như là cái cây Ceres gì đó. Nói chung là cái cây này 4 giống cho mấy chị. 900.000 cái chậu 4 giống này. Chốt cái chậu này chốt 900.000, chậu này chậu 4 giống nha. 900. Chị Tiên Nguyễn sao không thấy chị Tiên Nguyễn ta? Không có thấy chị Tiên Nguyễn chốt nha chị Tiên Nguyễn ơi, không thấy luôn ạ. À. Em chị thấy chị hỏi em là ổng comment hay sao thôi đó nha. Chị Nguyễn Bích chốt sao chị Bích ơi. À em lấy cái chậu bằng liễu khủng, lấy chậu bằng liễu khủng nè. Không thấy chị Tiên Nguyễn nha, bây giờ mới thấy được comment đầu tiên của chị Tiên Nguyễn luôn nè. Chậu này là 900, cái chậu này 4 giống nha mấy chị. 4 giống. Có 3 giống là màu vàng hết rồi, chỉ có 1 giống màu tím nha mấy chị thôi. Em đây cho cái chậu kinh năm cho mấy chị đây. Kìa cái đây 4 giống nè. Mệt quá, em đây cái chậu kinh năm cho nè. Cho ngồi xíu mấy chị ơi. Để pha nước của cháu khỏi nó để. Hả? Ngàn cho Kim Phương, Thị Nguyễn Thị. Đây cái chậu là chậu kinh năm nha. Kinh năm cái chậu giá 700.000. Kinh năm mà bông nó rất là đẹp và bền lắm mấy chị, cái mặt bông nó nhìn sang khủng khiếp. Đợi xíu lên cái chậu bà liễu đó cho coi. Chậu bà liễu này 950 đó mấy chị ơi, báo giá luôn cho mấy chị. Đây là cái chậu kinh năm nha, kinh năm này là giá 700.000. Em còn được hai chậu kinh năm cho mấy chị nha. Em chốt chị Kim Phương Nguyễn Thị ơi nha, chị Kim Phương Nguyễn Thị ơi lên số điện thoại chỉ giùm em nha. Chậu kinh năm này giá là 700.000. Anh chị là chốt kinh năm thì chốt giùm em là 700.000 cho cái chậu kinh năm này. Thấy chị Mỹ. Thấy chị Mỹ nha, không mà chúng ta. Đưa giùm chậu bà liễu lên. Không nói về bà liễu cây to đẹp đi. Hôm nay không có trái hàng. Dự kiến là sang năm sẽ không có bà liễu luôn. Có mà có cây nhỏ nhỏ nhỏ, nó sẽ không có còn được những cây lớn luôn mấy chị ơi. Mỗi năm nay đa phần mấy nhà vườn nó dép hết cây lớn bán rồi, năm sau chắc bán cái cây nhỏ nhỏ cho mấy chị thôi á. Cái chậu bà liễu này 950 nè. 700.000 cho Thu Tâm Nguyễn gặp đơn. Đây em lên cho cái chậu bà liễu 950.000 mấy chị, 950.000. Cây rất là khủng nha. Cây bà liễu xưa. À, đang bông cây này hai hướng và rất là lầm. Cây này đã ghép từ hai cây lớn và lấy nhau mà ra giá thể nó bám rất là chắc cho mấy chị, rễ bám rất là chặt chứ không phải là mới ghép cho mấy chị, rất là lâu rồi. Hai thân lớn đang làm bông tết cho mấy chị. 950. Chiều nay cái cục hàng của chị mới tới nha. Dạ hôm nay không có vụ nữ. Hello chị Thanh Hương. 950. À, mấy anh chị chốt mạnh tay cho em học sinh. À, chị dám xem, trời ơi. 950 em chốt chị Thu Tâm Nguyễn luôn ạ. À. Chậu bà liệu 950 nha. Mệt quá bây giờ. Em có dòng đò lạ này cho mấy chị sưu tầm đây. Đây là cái dòng Hawaii Game. Nó live với lại U Thái. Hoa rất là thơm. À, bông của nó là màu xanh bạch luôn cho mấy chị và cánh trắng rất là đẹp luôn. Nó là Hawaii Game live với U Thái. Một khi là mấy chị nghe tới U Thái là mấy chị sẽ thấy là biết nó thơm rồi đúng không? Còn cái này là Hawaii Game live với U Thái. Cô Xuân lấy giùm con xuống, cô Xuân. À, xã Bà Liễu 450 cho chị Thu Tâm Nguyễn, lấy cho Bà Liễu 450 là
Trời ơi, nay gì nó nhắn tin mình trời. Chắc chiều nay chắc mưa quá. Đi như kiểu sao? Nó hỏi con bữa nay có làm không vậy? Được không? Hỏi có làm không nữa nó nghỉ thì à, đây. Trời ơi, để đó em lên cho mấy chị có mấy cây, cho mấy chị sưu tầm chia sẻ chắc được 10 cây. Mấy chị có cỡ chục chậu à. Giá nó mềm lắm. Hết su san chị Thiên Hậu ơi, cái chậu bà liễu này 450 nè khách ơi. Chốt bà liễu này chốt 450 giùm em nha. Cây này nó đang ba vòi bông nè, một vòi, hai vòi, ba vòi. 450 em còn được chậu bà liễu cho mấy chị nè. 450.000. Chắc xin để tối em lên em có hai loại xin xin blue với lại xin violet cho mấy chị là tối đó, để em lên hàng trước cho mấy chị nha. Chứ giờ mệt quá lên không nổi, lên cây nhỏ nhỏ trước cho nha. Em like hai buổi luôn mà, buổi chiều với buổi tối này. Tối này mấy chị có thể mua gặp đơn thiêu giùm em. Cây bà liễu này là 450. Chốt bà liễu chốt 450 giùm em, quá trời đẹp luôn rồi mấy chị. Cây này hiện tại đang lên ba vòi cho mấy chị chơi Tết nè. Ở đây nó đang mắc u cho mấy chị là mua Tết luôn nha. 450 chốt cho Phạm Nắng Thu à. Để thông tin giùm em nha. Em còn được một chậu kinh năm này nha. Cái chậu kinh năm này chị đã chốt cái chậu kinh năm này giá là 650. Kinh năm giá 650, còn được một chậu kinh năm 650 giùm em. Giờ lên không nổi Thảo ơi, giờ nó thở giống như là cái gì luôn á. Không nên nổi. Rồi không nổi đâu, em lên trước mấy cái ít ít trước nha. Cái cây này là cái cây kinh năm nha, cái chậu này. Anh chị nào chốt cái chậu này chốt giùm em 650 giùm em cái chậu này nha, 650.000, còn được một chậu kinh năm cho khách thôi. Rồi em lên cho mấy chị cái dòng này nè. Có chưa chị, chưa bà Liễu, chị chưa Yến hả? Chưa Yến bà Liễu không biết. Chị Ngọc Ngân Nguyễn, chú có đọc tin nhắn không Ngân Nguyễn ơi? Nãy giờ không có rep tin nhắn. Là chị muốn rep tin nhắn tình yêu ơi. Giờ lên trước cho cái này nè. Đây là cái mặt bông của nó nha mấy chị. Nếu mà ưu thái thì nó là bông màu vàng. Nó là với ưu thái là Halloween. Qua rồi. Vậy Hawaii game nha. Trời ơi em đọc cái tên còn không nổi luôn đó mấy chị ơi. Nên là tối em lên xin cho. Đây đâu rồi, thọc bông nó đẹp lắm mà cái bông nó nói chung là nó rất là sao mấy chị, nói chung là nó rất là đặc biệt. Nói chung là chỉ nói một điều là cái bông nó, mặt bông nó rất là đặc biệt thôi. Chừa cho anh Thanh Tính một cây, Thanh Tính anh dặn lâu lắm rồi. Đâu rồi, mặt bông của nó đẹp cho mấy chị coi nè. Kinh năm 650 Văn Ly, không phải Aloha đây nè. Em lên cho mấy chị coi mặt bông này, em chưa có đăng lên cho mấy chị mà nó có được vài cây để sưu tầm thôi mấy chị. Chậu này là hàng bông Tết nha, cây nó rất là, nói chung là một điều là nó thơm dã man. Nó thơm một cái điều rất là khủng khiếp luôn. Đây là hàng Hawaii Game live với U Thái nha khách. Nè cây nó rất là đẹp cho mấy chị, 250 một cây hà, chậu phi 16 em lên cái cây cho mấy chị nè. Cái mặt bông nó như thế này, nó bông nó xanh mà cái lưỡi nó dặn như nâu đen luôn á nha mấy chị. Đây ạ. Mấy chị coi nè, cái cánh bông của nó là nó sắn dữ lắm luôn. Đây 250 cây. Cái đó cho anh Thanh Tính. Mấy cây à? Em lên chung mấy cái cây Thanh Tính. Khách Messenger ghi là khách Mess. Đây nè, cây nó như thế này. Thắt ngọn cho mấy chị và làm bông Tết 250.000 một cây. Đây. Mà bông chuẩn bông cho mấy chị nha, 250 một cây. Thơm lắm. Chung là nó thơm rất là thơm, cây nó thể trạng như thế này hết cho mấy chị. Nói chung là một điều nó thơm dã man thơm. Chỉ một điều thơm rất là thơm nha. Hiền Bùi. Hiền Bùi à, em lên chị Châu Tâm một cây nè. Mắc u hết nha mấy chị, hàng này mắc u hết rồi. Hiền Bùi cho chị Châu Tâm một cây 250. Cái này chuẩn giá, chuẩn của nó là ghi là Hawaii Game Live với U Thái nha khách. Cho chị Mô Thanh Nguyễn một cây, chị Mô Thanh Nguyễn. Mắc u hết rồi nha mấy chị ơi, hàng này mắc u hết rồi nha. Mô Thanh Nguyễn một cây 250. Cho chị Lý Thị Kim Hoàng một cây 250, chị Lý Thị Kim Hoàng. Có mấy cây à? 250.000 một cây. Cho Minh Minh một cây à. Hawaii Game Live với U Thái. Nhìn nhiều khi mấy chị nhìn cái lá giống như Bensuda vậy. Minh Minh một cây ạ. Cho chị Thư Phùng một cây nè. Thư Phùng một cây chị Thư Phùng. Lá nó mỏng manh lắm mấy chị mà thơm sao đâu á. Thư Phùng một cây. Cho chị Huyền Đinh một cây ạ. Huyền Đinh một cây nha. 250.000 một cây. Có mấy cây hà. Cho chị Thảo Nguyễn một cây ạ. Thảo Nguyễn một cây 250.000 Thảo Nguyễn. Cho chị Nguyễn Thục một cây 250.000 Nguyễn Thục, hà này bông Tết mấy chị luôn á nha. Nguyễn Thục một cây. Em lên cho chị Thi Quang. Thi Quang một cây, chị Thi Quang 250.000. Thi Quang 250.000 ạ. Em lên chị Nguyễn Bích một cây ạ.
này Thi Quang nè, Thi Quang, cái này em lên cho chị Nguyễn Bích một cây 250, chị Nguyễn Bích rồi em lên cho chị Huyền Trân một cây, chị Huyền Trân 250 ngàn, Huyền Trân một cây 250. Xíu em lên chị Thơ Cô Vũ Nữ nha, chanh Phan Thành một cây 250, chanh Phan Thành ạ, Huyền Trân Phan Thành. Cho chị áo cưới Hoàng Vy một cây 250, chị áo cưới Hoàng Vy thơm lắm mấy chị ơi. Cho chị Hiền Bùi một cây 250, chị Hiền Bùi hàng này hiếm lắm nè mấy chị, có nhiêu em bốc hết rồi, tại mặt bông đó một bông lại em bốc hết rồi. Hiền Bùi, Hiền Bùi có rồi nha, cái này em lên cho Dương Hoài Đức nha, Dương Hoài Đức lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha, Dương Hoài Đức lên thông tin giùm em ạ. Cho Nga Bùi một cây ạ, Nga Bùi một cây nha, đây thân ngã chứ không phải gãy nha tình yêu ơi, thân nó ngã nha, về cấm ti lên giùm em nha, Nga Bùi một cây lên thông tin giùm em ạ. Cho chị Thúy Võ một cây ha, quay game live với U Thái hoa thơm nha, Thúy Võ một cây, Huyền Trân có rồi. Cho chị Hồng Thắm một cây 250, chị Hồng Thắm mặt bông nó đẹp lắm mà cánh nó cứng thực sự, với mấy chị rất là cứng dày. Cho Hoa Khương một cây ạ, Hoa Khương một cây nha, 250 ngàn cho Hoa Khương. Huyền Trân có rồi, Nguyễn Thục rồi. Cho Thu Tâm Nguyễn một cây 250 gặp đơn, Thu Tâm Nguyễn một cây. Cho chị Hồ Văn Mây Trắng một cây 250, Hồ Văn Mây Trắng rồi, cái đây rồi, 1 đến 9 rồi. Cho chị Ngọc Trinh một cây 250, chị Ngọc Trinh, Ngọc Trinh 250. Ok, chị Nga Bùi giá lấy. Hồ Bác một cây 250, chị Hồ Bác, Ngọc Trinh, Hồ Bác. Hai trăm năm mươi ngàn một cây nha, hao quay game live với U Thái. Còn được có đó mấy cây nữa, còn được 4 cây nữa là em hết cho khách ơi, em còn được 40 cây, 4 cây nữa. Hiện tại em live ở, em có nhiều chi nhánh lắm mấy chị ơi, hiện tại em live chi nhánh Sài Gòn. Cho chị Võ Hồng Mai một cây hai quay em đây với U Thái hoa thơm ạ. Còn được 3 cây nữa nha. Cho Trịnh Cúc một cây ạ, lên số điện thoại địa chỉ giùm em luôn nha Trịnh Cúc ơi. 250 ngàn nha. Anh gì đó anh coi là cái cây bà liễu 450, anh Phạm Năng Thu ạ. Mình inbox của Messenger bên em chụp hình cây cho mình coi nha. Cái này cho chị Bích Tiền Nguyễn một cây hoa game đây U Thái cho mình ạ. 250 gặp đơn chị Bích Tiền Nguyễn. Bích Tiền Nguyễn ghi chú là cộng đơn cũ. 250 ngàn một cây nha mấy chị ơi, hai hoa game live với U Thái hoa thơm, cây thắt ngọn hết rồi, 250 một cây ạ. À, em còn được 2 cây nữa nha, em còn được 2 cây cho mấy chị nữa, cho mấy chị coi là cái mặt bông nè, em chụp zoom sát cái mặt bông lên cho mấy chị rõ, cái mặt bông nó lạ lắm, cánh nó xanh mà lưỡi nâu mà thơm lắm chị ơi, nói chung là nó đều là nó thơm dã man cho mấy chị nè, coi cây của nó nè, mặt bông của nó nè mấy chị, đây là mặt bông chuẩn lên màu nha, chứ không phải là chỉnh màu gì nha mấy chị, chỉnh màu gì nha. Ok, Trịnh Cúc cho em cái địa chỉ luôn ạ. À, mặt bông của nó này nó cứng lắm, hoa rất là thơm nha mấy chị nè, lên miếng màu nó nhìn cái lưỡi nó nhìn rất là quái. Cho chị Hiền Bùi thêm một cây nữa, chị Hiền Bùi ạ. À, cho chị Kim Ngân Nguyễn một cây, chị Kim Ngân Nguyễn nè, còn được cây cao nữa là mấy chị được. Ê, có chùa cho Thanh Tính chưa vậy, rồi đúng không? À, Sài Gòn địa chỉ nha, chị ở quận Tân Phú ha. Ok, chị Thu Tâm Nguyễn inbox vào Messenger đi. À, chị Tân Phú chị ghé em lấy lan luôn, chị Thu Tâm Nguyễn khỏi lấy, hoặc là chị muốn em bút ráp thì chị cho nó nhanh cũng được. Em còn được cây thân cao cho mình nha, 250 ạ. Với chị Thu ta Văn Ly luôn là hết rồi. Hết rồi. Em chốt dư cho chị Hảo Lan một cây nha. Giờ hết luôn rồi. Bây giờ lên cái một cái này cho mấy chị đặc biệt xíu nè. Cây anh ba đột biến. Được mấy cây không biết. Mà quá trời giả mang dồi luôn. Rất là nhiều dồi. 5-6 chậu gì hả? Mà cực kỳ nhiều dồi cho mấy chị. Giá thì cũng vẫn nó bằng giá lúc khoảng 1 tháng rưỡi trước em bán cho mấy chị là 250 một cây. Này cũng có mấy cây mấy chị. Hôm bữa trước em bóc cho mấy chị là gần như là gần hết rồi. Mà cái này nó còn sót lại, mà cái cây nó lên nó đẹp luôn. Cây nó đẹp hơn đợt vừa rồi bán mấy chị luôn, nó cũng bằng giá. Hên cái là nhà vườn nó không có nâng giá, nên vẫn giữ giá cũ nha mấy chị. Khi nhà vườn nâng giá thì giá cao, tại vì mấy cây này nó nhà vườn nâng cao. Đây chuẩn coi mấy chị là cái cây anh ba trắng một biếu. Em cho mấy chị coi cái thân nó như thế nào rồi cho mấy chị coi một bông nha. Nè, cây này làm bông dữ lắm. Bông nó mọc từ đây lên, lên và bông lên cho mấy chị nha. Còn nhiều vụ, nói chung là cái giống này nhiều vụ bông khủng khiếp luôn. Mà được cái là em chỉ tâm đắc cái là nhà cây nó đẹp mà nhà vườn nó không nâng giá, em vẫn giữ giá cũ cho mấy chị.
Trời ơi, trời mệt quá. Đây, nè em cho mấy chị coi. Đây là anh ba trắng đột biến. Tại sao em kêu nó là anh ba trắng đột biến mấy chị? Tại vì anh ba của mình là mặt bông nó màu hồng tím. Còn anh ba này trắng tinh, nó thuộc họ anh ba đột. Nó trắng tinh khiết, nó trắng một cái là trắng không tì vết. Tì vết luôn, nó trắng như Ngọc Trinh mình vậy đó mấy chị. Trắng, đúng. Trắng như Ngọc Trinh như mình vậy đó mấy chị ơi. Nó trắng khủng khiếp lắm, nên nó kêu là anh ba trắng đột biến nha mấy chị. Cánh bông như độ bành bông ngang ngửa nhau, nó cái họng nó hơi và hồng hồng cho mấy chị nha, nó rất là đẹp. Cây của nó là vẫn như cũ cho mấy chị, ung như kỹ, 250 cây được 11 cây. Cây nó như thế này nè, cây nó nhiều bồ bông, nó cho rất là nhiều bồ bông. Bồ bông này mấy chị chơi rất là lâu luôn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, bông này nó lâu tàn, nó cũng cùng họ với thằng anh ba xưa của mình vậy đó, chỉ là cái mặt bông nó khác thôi. Mơ Thanh Nguyễn một cây nè, đẹp lắm, có 250 một cây. Thôi mốt mày đã rút kinh nghiệm đó nha, mốt là chim muốn ăn nhiều đó, ăn nhiều quá trời mệt. Cái lưỡi của nó nè, cái lưỡi nó dài khủng khiếp mấy chị ơi, nó đẹp dưới này nè mấy chị. Cái này tranh Phan Thành một cây nè, mấy chị nhớ giùm em nha. Vào bông nó cho một bông từ dưới lên trên như thế này nè mấy chị, nó nhảy rất là nhiều bông, có 250 một cây à. Phan Thành một cây, cho chị Thúy Hà một cây ạ. Thúy Hà một cây nha. Thúy Hà khách mới, chắc là đơn đầu tiên, chắc chị khỏe giúp em đi tôi điêu ơi. Cho chị Nguyễn Thục ạ. Nguyễn Thục 250, chị Nguyễn Thục nè. Trời quá trời vòi luôn nè chị Thục ơi. Thiệt em không bán vòi giúp mấy chị chứ em mà. Cái nhiều nhà vườn khác còn điếm vòi mấy chị, em không có điếm vòi. Mà thật sự nếu mà em điếm vòi cho mấy chị biết bao nhiêu cho nó. Đây. Nè mấy chị coi nè, vào bông lên nè. Quá trời dữ dội luôn. Nè chị Thục ơi, của chị nè. Em dơ cho mấy chị xác coi nha, cây nào cũng như cây nó đó mấy chị ơi, mà được cái đẹp nha, không tăng giá nha mấy chị. Thì vườn không tăng giá nên em vẫn giữ giá cũ. Nguyễn Thục một cây. Huyền Đinh một cây nè. Thôi thì nó nhiều vào bông như vậy nha, em khỏi dơ xác mấy chị coi nha. Huyền Đinh một cây. Cho chị Bùi Thị Tiếp nè. Chị Tiếp ơi, quá trời luôn là chị Tiếp ơi, quá trời bông luôn nè. Cây này thật sự mấy chị, chắc nếu mà mấy chỗ khác chắc hết giá mấy chị 400-500 ngàn luôn á. Thí Võ một cây anh ba trắng đột biến, chị Thí Võ à, quá trời nhiều nha, không thể nào vấy được mấy chị, giá mềm rồi đó. Thí Võ một cây. Cho chị Huyền Trân một cây ạ. Huyền Trân nè. Cây cao, nói chung là cây này cây cao hết, vào bông nhiều lắm nha. Huyền Trân một cây, chưa kể vào bông nấy mà vào bông nó nứt nụn cho mấy chị nha. Thì Châu Tâm có chưa? Cho chị Châu Tâm nè. Châu Tâm một cây cho chị Châu Tâm ạ. Châu Tâm một cây 250 chị Châu Tâm nha. Thí Hà có rồi ạ. Cho chị Nga Bồi một cây ạ. Nga Bồi một cây, chị Nga Bồi nha. Nga Bồi, cây nào cũng có vòi hết ạ. Nga Bồi một cây. Nguyễn Thục có rồi đúng không? Cho chị Mỹ Hạnh nè. Cho chị Mỹ Hạnh một cây nữa là em hết luôn nè. Trời ơi, cái cây của chị Mỹ Hạnh nè. Vòi quá trời luôn nè mấy chị ơi. Cây nào cũng ngăn đó hả, chứ không riêng cây của chị Mỹ Hạnh hay là ai hết à. Cây nào cũng nhiều nụ hết nè, quá trời mắc u nè. Hết luôn rồi đó nha. Chị Mỹ Hạnh cây 250 là em hết luôn rồi. Chúc Dư nha. Chúc Dư dây đây. Chúc Dư chị Đặng Hoàng Ngọc Hân cây đi. Chị Thí Hà ơi, cây của chị đẹp lắm chị Thí Hà ơi. Đẹp lắm á. Cho chị Thí Hà coi lại cây của chị Thí Hà đi. Cho chị Tâm đắc cái cây của chị. Em lấy cái cây của chị Thí Hà lại cho chị coi, Thí Hà coi để chị Tâm đắc cái cây của chị. Em cũng có không? Chị Anh Thạm hả? Trời ơi, giờ mới thấy tình yêu xinh đẹp của em nè trời. Nó hết rồi chị Anh Thạm ơi, hết rồi chị Ngọc Trọng Đá ơi. Nè, cây của chị Thí Hà nè. Cái thế của nó, cây là cái thế công nha tình yêu, không phải là tụi em ép nó công nha, tại cái thế của nó là thế công nè. Xả hả, xả gì em chuyển qua chai ta. Trời ơi, cây của chị mới chốt dư đó. Cho chị Đặng Hoàng Ngọc Hân nè, chốt lên chị Đặng Hoàng Ngọc Hân nha. Chị Thí Hà xả nên cho chuyển qua chị Đặng Hoàng Ngọc Hân nha. Đây nè, nó vào bông nhiều lắm luôn. Cái cây là cái thế công của nó nha mấy chị. Đây nè, cho chốt dư hả. Chốt dư cho chị Thư Phùng cây đi. Chốt dư chị Thư Phùng đi. Hết rồi mới chơi. Chúc Dư chị Thu Tâm, Thu Tâm Nguyễn cây đi. Mai em qua không mất máy em chuyển qua cho khách. Chờ Hoa Biển Ngạn ơi, chưa tới mình nữa là hết cây rồi. Em sẽ lên cho mấy chị cái giống này cho mấy chị nha. Cái bông lên bông đi. Lên bông quá trời bông kìa. Khoan là em thở đó, em lên cái này cho mấy chị nha. Mệt quá. Chốt dư chị cây hả chị Nguyễn Bích. Ok chị Bích Nguyễn Bích chốt dư chị cây nè. Giờ mới thấy chị anh Phạm luôn á. Chị Phương Ngọc ơi hết luôn rồi.
Chị cẩm linh trần em hết luôn nha chị. Ở trên vườn nó còn không? Còn. Chết. Muốn nhiều có nhiều. Giờ muốn ra cái chậu bự cũng có chậu bự nó bự. Mua hài không bán hả? Chúc vui cho anh Phạm. Chúc vui cho anh Phạm. À, ok em chúc vui cho anh Phạm cây. Mệt quá. Chứ mấy chị kia uống coca, uống coca vô em mở không? Em không có like được nổi cho mấy chị. Để em đưa cái giống này cho mấy chị, cho em ít cây bông đi. Cây bông đi, nãy giờ không thấy cây bông nào có bông đúng không? Em đưa cây này có bông cho mấy chị chơi, cho mấy chị nhìn nha. Chừa lại mỗi thứ 10 cây chị Phượng là được. À em có được cái cây rồng xanh lớn nè mấy chị ơi. À cái đây này nè, đây coi cái giá đi. Cây này cao lắm, đẹp lắm luôn. À, coi cái giá thôi. Ê hôm nay em có Ben về mà Ben giá mềm lắm mấy chị ơi. Ben Ben này à. Ben này có 550 600 hà. Mà Ben đẹp lắm luôn. Ben đẹp đẹp, nói chung là cây lùm lắm, cây lùm lắm luôn á nha. À, kêu ai đi. À, trời ơi không, do cô Sơn bà nấu cơm ăn nhiều quá nên nó giờ nó đây này, cái này đẹp lắm nè mấy chị, cái chậu này đẹp lắm nè. Cái chậu này nè, cái chậu này là cái chậu Messalin rồng xanh. Cái cây là cây hàng khủng. À, cái này ừ quên nữa, em sẽ lên cái mặt bông này đẹp cho mấy chị. Quên màu cam, màu cam. À, là nói chung là thuần thang rất là khỏe cho mấy chị, rễ bám cực kỳ chắc luôn. Hàng rất là đẹp cho mấy chị nha. Cái chậu này á giá là 490.000. 490.000 chỉ có một chậu duy nhất cho mấy chị, bông Tết Phi Vu nha. Cái này là Messalin rồng xanh chứ không phải là Messalin Robert nha mấy chị. Messalin rồng xanh. Cánh sắn đẹp cho mấy chị nè, mấy chị coi thuần thang rất là khỏe. Đúng chung là rất là đẹp, có một cây một hả? Giờ mới xem được. 490.000 nha. À, lát cho số điện thoại cô Xuân hả? À, rồng xanh cho chị Thảo Nguyễn nè. À. Rồng xanh chị Thảo Nguyễn nè. Bốn à. Hiền Trân xin số điện thoại cô Xuân kìa. Đây, ê. Rồi em lên cái cây này cho, em lên cho cái cây cam này hàng độc cho mấy chị nè. Cam này hàng độc nè. Mấy chị muốn em lên Ben không? Ben không thì tối em lên cho. Ben giá mềm lắm, Ben có 550 600 mà cây nó đẹp lắm mấy chị. Cho em cái cây màu cam lên trước đi, cái cam mà cam cam bông bự á, cam cam đẹp lắm luôn á. Cam này hiếm lắm nè. Hôm bữa thì em chỉ săn được khoảng tầm 4 5 cây cho mấy chị thôi. Hôm nay cái cam nó về được nhiêu cây vậy? Kim đi lớp cam hồ đẹp á, cậu. Cô Sơn cho số điện thoại đi, con Kim bên đây ai chị áo cứu Hoàng Vy chứ xin số điện thoại cô Sơn rồi. Đó là dặn cây. Ý là dặn cây á, là kêu cô Sơn chừa cây. Đây. Đây nè. Cây này đẹp lắm mấy chị. Nó không phải là đỏ nha. Nó là cam. Cam này cái cây này là sao? Cây thắt ngọn với lại cây có bông đúng không? Cây hàng này hàng bán cho mấy chị là hàng cây thắt ngọn hết, hàng đẹp lắm luôn á. Hết lô hàng lá luôn. Hàng này em bán cho mấy chị một cái giá rất là mềm. Có 60.000 cây à. Cây này và thật sự mấy chị nó bán ra đồng giá với thằng đỏ lưng vàng nha. Anh chị nào mà cái này mặt bông này nó bự hơn đỏ lưng vàng nữa. Thơm nữa. Nó bự hơn mà nó thơm đỏ lưng vàng nữa. Cái cây này nha, tại vì nhà vườn nó không biết chứ mà nó biết nó ra cái chậu lớn nó bán giá rất là cao. Nên đó là mấy chị mua cái này là rất là có lợi cho mấy chị. Và em chỉ chia sẻ cho mấy chị là cái cây là em nói trước nha, em bán cho mấy chị là cây thắt ngọn. Hoặc là có những cây nó nhú ngò không có tính hàng bông nha mấy chị. Cái bóc lộn xộn cho mấy chị, cây nào có bông thì lấy có bông, còn cái cây nào thắt ngọn lấy nha. Đẹp lắm, mấy chị lấy giống đi. Nhà vườn em thật sự mấy chị không có một cây luôn là cây nó như thế này nha. Có cây nó mắc u như thế này, có cây nó nhú ngò thế này. Mà mấy chị ơi, cam đoan mấy chị là 100% Tết luôn. Em chỉ bán cho mấy chị có 60.000 cây nha. Bán cho mấy chị là kiểu như bán vui vẻ cho mấy chị. Thằng này thật sự mấy chị giá nhập vào nó bằng với đỏ lưng vàng. Cây này có những cây nó đang nhú vòi thế này nè mấy chị, thấy không? Nó em bán như thế này cho mấy chị nha. À, cho chị Hồ Bác ba cây trước à. Ý hoa nở trước nè, hoa nở trước. To lắm mà nó thơm nữa. Nó không phải là màu đỏ mấy chị ơi, nó là màu cam nha. Mấy chị nhìn giùm em, cái này nó là màu cam chứ không đỏ. Cam mà cạnh cam bánh đỏ vậy đó. Và lưng của nó lưng vàng và hoa nó là hoa thơm. Bỏ đây để đựng. Hoa nở ba cây à. Cho chị áo cưới Hoàng Vy ba cây nè. Về mấy chị ghép vô chậu lớn mấy chị. Cái này mà ra chậu lớn giá cao lắm á. Chị áo cưới Hồng Vy 3 cây, chị áo cưới Hồng Vy 2 cây nè.
ba cây, có cây nhú vòn, có cây thắt ngọn nha mấy chị ơi. Nó em báo nói rất là rõ cho mấy chị nha. Áo cưới Hồng Quy, đây là Nguyễn Thị Linh Thảo ba cây. 105. Ý à? Nguyễn Thị Linh Thảo là Hiền Trân ba cây á, Hiền Trân nè. Có cây nhú vòn, có cây chưa, có cây thắt ngọn, mà cam kết mấy chị là hàng Tết hết nha. Em bán cho mấy chị 60.000 cây rồi. Nguyễn Thị Linh Thảo là Hiền Trân ba cây gộp đơn. Cho chị Mỹ Hạnh ba cây. Nè đẹp lắm. Đa phần là nó nhú hết rồi mấy chị. Màu đẹp quá trời. Đa phần em thấy nó nhú vòi luôn rồi chứ không phải là thắt ngọn không đâu. Đa phần là nó nhú hết rồi. Có 60.000 à. Có sao? Cái đây của ai nhỉ? À cái đây 113. Mệt quá. Không ăn nữa. Trời ơi, múc cho bốn khứa hôm qua. Cho chị Duyên Phạm ba cây. Duyên Phạm nè. Chắc Duyên Phạm có đâu, chị Duyên Phạm trước nay chưa gửi luôn á. Cái gộp với cái này đúng quá chị Duyên Phạm ơi. Mấy chị gộp vô chậu lớn đi. Về mấy chị gộp vô chậu lớn thôi em nha. Cây hắt ngọn hết rồi. 60.000 cây. Về mấy chị gộp vô chậu lớn thôi mấy chị cho nó đẹp. Cho Châu Hoàng Phí một cây gộp đơn. 60.000 nha. Châu Hoàng Phí một cây, cho chị Hoàng Cúc hai cây. Về gộp vô chậu lớn đi mấy chị đẹp. Chị Thí Võ em hết cây có bông rồi chị Thí Võ. Cũng hai một cây không? Cây hắt ngọn em, mấy chị lấy giùm em cây hắt ngọn nha. Chứ em hết rồi. Giá này là em hợp với mấy chị là em lựa cây nào ạ. Em nói chung là chỉ bán cho mấy chị đồng một giá thôi, không có phân ấy cho mấy chị. Này mật bông nó như thế này nè, đẹp lắm luôn á. Màu của nó là màu cam mà bông to mà thơm nữa đó mấy chị. Mật bông này nó đắt giống như đỏ lưng vàng của mình vậy đó. Cây này cho chị Hoàng Cúc hai cây nè. Hoàng Cúc hai cây, Trần Yến Nhi hai chậu ạ. Đây cái này cho chị Trần Yến Nhi hai cây nha, 60.000 một cây ạ. Thu Tâm Nguyễn hai cây cho mình ạ. Thu Tâm Nguyễn cho mình hai cây nha. Đưa thọt đi. Cái này là của chị Trần Yến Nhi. Thu Tâm Nguyễn hai cây. Dạ có bán chậu lớn nha chị. À, cho chị Nguyễn Bích hai cây. Nguyễn Bích hai cây, về hai cây chị ghép vô chậu cho nó đẹp chị Bích ơi. Nguyễn Bích hai cây gặp đơn. Cái này của chị Nguyễn Bích hai cây. Hồ Bác ba cây chưa? Hồ Bác ba cây chị Hồ Bác ạ. Hồ Bác ba cây chị Hồ Bác nha. Có 60.000 hả mấy chị ơi? 60.000 cây à. Hồ Bác ba cây. À, Nguyễn Thục 4 cây. Nguyễn Thục 4 cây. Còn cái đây của ai? 46. 46 là à 11 ký. Nè Nguyễn Thục nè, có cây nhú màu bông cho chị luôn, 4 cây chị Nguyễn Thục ạ. À. Nguyễn Thục 4 cây chị Nguyễn Thục nha. Cái đây 46 hả? Hồ Bác. Nguyễn Thục 4 cây. Hai cây kia có Trần Yến Nhi, Thu Tâm Nguyễn chưa? Tranh Phan Thành hai cây ạ. À. Có 60.000 cây hả? Phan Thành hai cây nè. Cái này của chị Nguyễn Thục, Phan Thành hai cây. Thí Võ hai cây. Em có em để được cái cây này có mật bông cho chị Thí Võ coi đấy nha. Chứ em bán nè. Thí Võ hai cây ạ. À. Cây này đang nó nhú bắp luôn cho chị luôn nè. Thí Võ hai cây nha. Em chỉ ưu tiên cho chị được như vậy thế này thôi. Đây ạ. À. Cho chị Lý Thị Kim Hoàng một cây gộp đơn. 60.000 một cây nha. Lý Thị Kim Hoàng một cây ạ. À. Cho chị Hằng Long Nguyễn ba cây đẹp lắm nè. Chị Hằng Long Nguyễn ơi, có ba cây ghép chung chậu bông quá trời to luôn mà. Hằng Long Nguyễn ba cây, chị Hằng Long Nguyễn ạ. À. Ba cây cho mình nha. Hằng Long Nguyễn, Lý Thị Kim Hoàng. À, chị Võ Hồng Mai hai cây ạ. À. Võ Hồng Mai hai cây, chị Võ Hồng Mai nha. 60.000 một cây ạ. À. Phan Bỉ Ngạn ba cây. Phan Bỉ Ngạn ba cây nha, em còn có chục cây nữa là hết ạ. À. Phan Bỉ Ngạn ba cây nha. 1-23. Cho Nhật Nam Huy hai cây ạ. À. Cái này là của Phan Bỉ Ngạn, cái này là của Nhật Nam Huy hai cây. Phan Bỉ Ngạn ba cây, Nhật Nam Huy hai cây rồi comment tới ai nữa vậy mất tiêu luôn rồi. Ba cây Nhật Nam Huy ạ. Phan Bỉ Ngạn. Nhật Nam Huy hai cây gặp đơn. Hay lắm. Rồi tới ai nữa? Ẩn mất tiêu comment rồi. Kim Long Hoàng hai cây. Kim Long Hoàng hai cây, nhớ chốt thêm đơn giùm em nha. Kim Long Hoàng. Em đi đơn từ 3 cây nha. Kim Long Hoàng 3 cây, em lấy mật bông cho chị nhà Nguyễn Hồng coi nè.
Cái này là màu cam mấy chị ơi, màu cam lưu vàng nè. Nè, nó đẹp dữ lắm luôn, có 60.000 cây à. Em bán cho mấy chị cây thắt ngọn, cây có nhú vòi tùy cây nha mấy chị ơi. Coi cho chị Phương Ngọc 3 cây nè, 60.000 cây, 3 cây có 180 à. Phương Ngọc. Thế ai nữa? Phương Ngọc 3 cây. Nguyễn Hoàng Ngọc 2 cây. Nguyễn Hoàng Ngọc 2 cây. Nhớ là mấy chị chốt hàng lên thông tin số điện thoại. Và nhớ chốt vũ đơn đi đơn từ 180 cho lên nha khách ơi. 60.000 cây. Hà Lam một cây, nhớ chốt thêm đơn giùm em một cây nha. Hà Lam ạ. Nguyễn Dung 3 cây. Nguyễn Dung. Nguyễn Dung 3 cây chị Nguyễn Dung ạ. Nguyễn Dung 3 cây chị Nguyễn Dung nha. Nguyễn Dung 3 cây cho mình ạ. 3 cây giá 180 chị Nguyễn Dung nè. Cho chị Thí Trần 4 cây, chị Thí Trần nha. Thí Trần 4 cây ạ. 2 cây ạ. 3 cây chị Thí Trần nha. 4 cây chị Thí Trần ạ. 4 cây chị Thí Trần nha. Đây. Trọng Nguyễn 3 cây. Anh Trọng Nguyễn ơi, em còn được 2 cây cho anh thôi nha. Quá trời đẹp luôn nè. Còn được 2 cây cho anh Trọng Nguyễn thôi ạ. Rồi em hết rồi nha. Hết rồi nha mấy chị ơi. Tới chị Yến. Thư Phùng chưa có. Thư Phùng ơi, thôi em để cho chị Thư Phùng với cây đỏ lưng vàng cho chị Thư Phùng luôn nha. Em để chị 60 ngàn luôn. Mới hết luôn rồi. Cây là cây đỏ lưng vàng chứ không phải là cái cây cam nha. Cho anh Trọng Nguyễn được 2 cây thôi ạ. Em chúc dư cho đi, chúc dư Kim Long Hoàng ơi. Mấy chị chốt thêm, em chúc dư cho mấy chị vài cây nha. Chúc dư cho khách vài cây đi. Chứ thôi nhiều khi mai mấy chị không có thông tin nữa. Chúc dư chị Hoàng Cúc một cây. Cái này chị Thư Phùng nè. Thư Phùng cây đỏ lưng vàng 60 ngàn gặp đơn. Em nói em bán cái đỏ lưng vàng 60 ngàn là bán sao đâu mấy chị. Bán rẻ thôi gì. Ôi Thảo Nguyễn, sao không thấy Thảo Nguyễn trời. Thảo Nguyễn lấy mấy cây chúc dư chị Thảo Nguyễn. Không thấy Thảo Nguyễn có 2 cây hả? Hàn Cúc có 2 cây thêm 1 cây nữa tự chọn chị. Hàn Cúc thêm 1 cây, Thảo Nguyễn lấy mấy cây em chút dư vô nè. Rồi em lên cho mấy chị cái giống này nha. Cái này em bán rẻ cho mấy chị luôn. Em lên cái tay dòi nè, bán mấy chị 50 ngàn cây luôn nè, chịu nổi không? Tay dòi này hoa thơm. Thảo Nguyễn chút dư cho Thảo Nguyễn 2 cây. Tay dòi này hoa thơm mà nó đẹp dữ lắm luôn mà cây nó mướt. Em bán cho 50 ngàn cây luôn nè. Em bao giá cạnh tranh giá thị trường luôn mấy chị. Hàng này hồi sáng em mới vừa coi like người ta bán cho 90.000 một cây. Em không có điều mấy chị mà. Họ bán combo 4 cây là như 2 cây là 180, 4 cây là họ bán 4 cây là 360.000 bao ship nếu mà lấy 4 cây. Còn lấy 2 cây là 180.000 là 90.000 một cây. 90.000 cây. Cái này thằng tay dôi đỏ lưng vàng hoa thơm. Em bán cho mấy chị. Hàng này là em bán tại vì nhiều buồn nó nhích lên 5.000 rồi nên là bữa em bán mấy chị là 55.000 cây á. Thôi giờ em bán cho 50.000 nha, lấy combo giùm em đi. Em cây này em chụp ra nó mướt từng một cái, nó mướt đẹp mà cây thắt ngọn bông tết luôn cho mấy chị luôn. Nha, em bán 50.000. Anh chồng Nguyễn qua mới mua 55.000 hả? Trời ơi, trời em thiệt luôn á chị, em nhích lên 5.000 cũng không được chứ mấy chị luôn á. Thiệt sự em nói thật, em nói điêu mấy chị là em không bán lan ở đâu. Hồi sáng em mới coi livestream nè, là người ta bán là một cặp là 180.000 tức là 90.000 cây, 4 cây là 360.000, họ bao ship cho mấy chị đó. Đây nè, mặt bông của nó nha, cái này là vàng thơm. Cái này là ngày xưa em hay kêu nó là vàng lai ben đó mấy chị, tại cái vàng của nó là lai, cái lưỡi nâu hoa rất là thơm cho mấy chị và rất là bền bông, cực kỳ thơm nha. Thằng này mà nếu không thơm là em hoàn tiền lại cho mấy chị luôn. Em bán cho 50.000 cây luôn nha. Mấy chị lấy chồng vũ nữ. Còn chị Kim ơi, em có chừa chị Kim 2 chậu. Chị Kim hoa thơm bền bông cánh cứng dày. Mấy chị sẽ thấy lưỡi nâu không? Lưỡi nâu nữa nó lai của thằng Pesuda của mình đó mấy chị. Hoa rất là thơm nha. Cây nữa nó mập ú ì hà, có 50.000 cây. À, cho chị hoa nở một cây tay dôi chị hoa nở nè. Nè. Nè mấy chị coi nè, cây nó đẹp như thế này luôn á mấy chị, có 50.000 à. Em nói chung em chỉ nhích lên 5.000 mấy chị mà cũng không nhích nổi nữa, thôi cứ bán với chị 200.000. Nhiều khi khách lại không quen em, không quen em bán với giá 55.000 cây. Mà thật sự với mấy chị là nhà vườn nó lên mấy chị ơi. Nhà vườn nó lên em á, nó lên chứ không phải em muốn lên đâu. Đó, cho chị Nguyễn Bích 4 cây luôn nè. Mấy chị cố gắng lấy giùm em một combo mà em đi mấy chị. Nè cây nó đẹp lắm, em lựa cho. Trời ơi nè. Chị Bích ơi, coi nó đẹp vừa vậy chị Bích. Có ra nè. Nha, 4 cây 200.000, lấy combo 4 cây giùm em đi mấy tình yêu ơi. Nè, cây đẹp không? Nè, cây thắt ngọn hết 100% là cây thắt ngọn hết rồi. Mấy chị coi cây thắt ngọn hết nha, 100% là cây thắt ngọn hết rồi. 4 cây 200.000 luôn nha. Cho Phương Ngọc 2 cây ạ. Phương Ngọc 2 cây, chị Phương Ngọc nè. Phương Ngọc 2 cây quá trời đẹp luôn. Phương Ngọc 2 cây nha. À, cho chị Thí Võ 1 cây gặp đơn chị Thí Võ.
mấy chị coi nè, nó đẹp không? Tại cái này em hàng lựa hết rồi, lựa cho mấy chị đẹp hết rồi nên là mấy chị cứ yên tâm, cây thắt gọn hết là mông tết mấy chị nè. Tí vỏ một cây, ngọc mai đào hai cây ạ. À. 23. 1 2 3 rồi. 23. Ngọc mai đào hai cây nha. Ngọc mai đào hai cây, ngọc mai đào ạ. 129. Ngọc mai đào hai cây, dây cần hai cây. Đẹp quá trời, có năm em bán cho 50.000 mấy chị lấy một combo mà mấy chị ghét nó đẹp thật sự mấy chị. Nhưng khi muốn nhích lên 5.000 mấy chị không cho em nhích nữa nè. Đó, đây nè, cái này cho dây trần nha. Dây trần hai cây. Em lên cho chị Kim, anh Kim Long Hàng một cây gặp đơn. Dây trần hai cây. Mà em cho chị Nguyễn Thục hai cây tay do gặp đơn à. Nguyễn Thục hai cây cho mình là cây mập đẹp ghê không mấy chị, thắt ngọn hết rồi. Nguyễn Thục hai cây. Cho chị Mai Linh Phan hai cây gặp đơn hôm qua. Mai Linh Phan. Mai Linh Phan lên số mới ghi chú là gặp đơn cũ. Mai Linh Phan. Cho chị Tiên Hồ hai cây. Bốn cây hôm qua chưa thấy shop inbox lấy lại bốn cây hôm nay nha. Trời ơi Minh Trọng ơi. Ok em chưa có ra bill anh tại vì anh nói hôm nay anh gặp đơn á. Đây, cái này cho chị Tiên Hồ hai cây nha. Tiên Hồ. Vinh Huỳnh 4 cây cho Vinh Huỳnh, là cây nó thắt ngọn hết mấy chị ơi, có những cây nó nhú vòi luôn. 4 cây có 200.000 mà cây nó mập như thế này cho mấy chị mà ngại giống mua mấy chị. Em bán nó thật sự rẻ lắm. Thật sự em nói thật cái mấy chị cái giá này nó mềm như lắm rồi đó mấy chị, mà lựa hết à. Hàng này em lựa hết từng cây cho mấy chị luôn á. Vinh Huỳnh 4 cây à. 4 cây có 200.000 à. Cho Hải Đăng một cây, Hải Đăng có đơn chưa? Hải Đăng một cây gập đơn nha, cây thắt ngọn nha chị Hà Lam ơi. Hà Lam hai cây nha, cây thắt ngọn giùm em chị Hà Lam. Đó, đó bởi vì em nói chị Thu Phồn ơi, nhà vườn nó nâng lên chứ em cũng muốn nâng giá đâu. Mà dạ chị Hà Lam ơi, chị chốt với chị là cây thắt ngọn nha, không có lựa cây có vòi nha. Trần Khánh Văn hai cây nhớ chốt thêm đơn giùm em chị Trần Khánh Văn ơi, 50.000 cây lấy combo giùm em, 4 cây 200.000 giùm em nha mấy chị. Trần Khánh Văn hai cây ạ. À. Trần Khánh Văn. Cho anh Trí Nguyễn hai cây nha, tay dôi nè, mấy chị coi nè, cây nó đẹp vô gì. Đây. Trần Khánh Văn cái này cho Trí Nguyễn hai cây. Trần Khánh Văn. Trí Nguyễn. Cho Lê Thắm hai cây tay vôi nhớ chốt thêm đơn giùm em nha. Lê Thắm hai cây tay vôi. Lê Thắm cho mình ạ. À. Lê Thắm nhớ chốt thêm đơn giùm em nha. Cho chị Lê Vi hai cây ạ. À. Có trời đẹp lắm mấy chị, màu hoa này thơm, không thơm lại muốn lấy tiền mấy chị đâu. Cho cái này em lên cho chị Nguyễn Vi ạ. À. Nguyễn Vi hai cây chị Nguyễn Vi nha. Có 50.000 cây à. Quá rẻ rồi. Chí Nguyễn có rồi, Kim Long Hoàng có rồi, Thí Võ rồi. Chị, em bán cũng có 50.000 hả chị Tri Hằng Cúc ơi. Phạm Hiếu hai cây nhớ chốt thêm đơn giùm em Phạm Hiếu ơi. Phạm Hiếu hai cây nè. Đây, ok chị Thư Phùng. Phạm Hiếu hai cây, Tiền Hình hai cây gặp đơn ạ. À. Tiền Hình hai cây gặp đơn nha. Nó mấy chị anh Phạm Hiếu nhớ lên địa chỉ giùm em chốt thêm đơn giùm em nha. Ngọc Thủy Bùi ba cây đẹp thì Ngọc Thủy Bùi nè. Cây này thật sự mới lựa từng cây nó mướt lắm mấy chị ơi. Ngọc Thủy Bùi ba cây gì Ngọc Thủy Bùi nè. Cây đẹp chưa? Có 50.000 cây hà. Cái này là cây vàng tay vôi hoa thơm. Hai kia em kêu nó là dòng nắng tay vôi, nó là màu vàng lưỡi nâu, nó là vàng lai ten hoa thơm nha. Cái này chị Ngọc Thủy Bùi ba cây, Ngọc Thủy Bùi ba cây. Tiên Hồ, Tiên Hồ thêm hai cây nữa là 4 cây Tiên Hồ. Để cho mấy chị coi mặt bông của nó nè. Em bán mấy chị có 50.000 cây à, combo 4 cây 200.000. Hoa rất là thơm nha. Cực kỳ bền bông luôn. Mấy chị coi nè, nó vàng rực như thế này không phải là vàng nhạt nhạt cho mấy chị đâu nha. Nó màu nó thơm lắm. Cái này là em bán với thật sự mấy chị là 4 cây 220. Em bán cho mấy chị khách mua đông đông bán rẻ cho mấy chị chứ chuẩn giá nhà vườn nó nâng giá lên nhiều mà. Giá truyền thống trước đây là giá đã là 4 cây 200 rồi. Giá lan này mấy chị biết là giá lan này nó lên rồi mà. Tiên Hồ thêm 2 cây nó là 4 cây. Mưa đêm 4 cây cho mưa đêm mà. Này cây nó đẹp ghê không mấy chị? 4 cây có 200.000 hả? Mưa đêm nè. Nhớ chưa có đơn lấy giùm em, lấy đủ giùm em một combo giùm em. Bắp cải lấy giùm em một combo mà em đi đơn từ 4 trên đường 200 á. 51 cây mà ghi cơ. À 2 cây. Bắp cải cái này là cho mưa đêm 4 cây ạ. À. Mưa đêm lên địa chỉ giùm em nha. Bắp cải cho Chí Nguyễn có rồi, cho chị Như Nguyễn 2 cây ạ. À. Cây đẹp quá mấy chị ơi, cây nào như cây đó. Lựa lên cho mấy chị rất là đẹp luôn nè. Đó. Như Nguyễn nha. Như Nguyễn nhớ chốt thêm đơn giùm em chị Như Nguyễn ơi. Như Nguyễn hai cây ạ, à. Thí Võ có rồi, Nguyễn Thục có rồi ạ. À. Tiền Hình có rồi. Mời cái mít. À, cho Bình Hoàng ba cây. Bình Hoàng ạ. À. Bình Hoàng 4 cây cho Bình Hoàng nha. Bình Hoàng lấy 4 cây giùm em tại vì em đi đơn từ 4 cây mấy chị. Chứ hơn 3 cây em cũng không đủ đơn để đi hàng. Em bán rẻ lắm mấy chị ơi.
Bình Hoàng 4 cây cho Bình Hoàng nha. Bình Hoàng 4 cây cho mình ạ. Trần Khánh Phân có rồi. À, Nguyễn Tùng 1 cây gặp đơn giùm chú nè. Nguyễn Tùng 1 cây ạ. Nguyễn Tùng 1 cây. Ngọc Thủy Bùi nãy 4 cây hay là 3 cây ta? Dạ từ từ em lên cho mấy chị, 4 cây có 200 ngàn, hàng đẹp, thơm nữa, bền bông. Cây nãy cho chị Ngọc Thủy Bùi thêm 1 cây nữa là 4 cây nè. Ngọc Thủy Bùi thêm 1 cây nữa là 4 cây nha. À, cho chị Phương Ngọc thêm 2 cây gặp đơn nữa. Phương Ngọc thêm 2 cây gặp đơn. Chị Phương Ngọc này, cây nào như cây đó nó rất là mướt cho mấy chị nha. Cây của nó là thắt ngọn hết rồi mấy chị ơi. Cây này em dơ sát màn hình để mấy chị thấy cái cây của nó nha. Đó, chị Phương Ngọc thêm 2 cây gặp đơn. À, mưa đêm rồi, bắp cải lấy giùm em 4 cây đi rồi lên số điện thoại em chốt đơn cho bắp cải nha. Cho chị Trần Yến Nhi 1 cây gặp đơn. Chị Trần Yến Nhi à, quá đẹp luôn nè. Trần Yến Nhi 1 cây gặp đơn. À, em lên cho chị Hồ anh Hồ Anh Duy Huy 4 cây à. Hồ Anh Huy 4 cây cho mình nè. À, quá đẹp luôn Hồ Anh Huy ơi. Hồ Anh Huy 4 cây cho mình nha. Nó nè, cây nó đẹp như thế này luôn mấy chị. Em bán có 50 ngàn cây à, quá rẻ rồi. Hồ Anh Huy 4 cây nha. Nó đẹp 4 phải không? Hồ Anh Huy 4 cây. Cho chị áo cưới Hoàng Vy 1 cây gặp đơn à. Áo cưới Hoàng Vy 1 cây gặp đơn. Chị áo cưới Hoàng Vy nè. Cây nó mướt từng cây luôn mấy chị. Bình Trăng Lê chốt 2 cây, nhớ chốt thêm đơn giùm em nha. Nhớ giùm em mấy chị, em đi đơn từ 200 ngàn. Mấy chị chốt đủ đơn mới gửi hàng, mới bắt đầu chốt đơn mấy chị nha. Tại vì nếu mà không có đủ đơn là em bên em sẽ tự động xả nha mấy chị. Lưu ý giúp em nha. Bình Trăng Lê 2 cây à. Cho Trường An 1 cây gặp đơn cho Trường An nè. Trường An 1 cây gặp đơn cho mình ạ. Nhớ là mấy chị chốt đủ đơn mới đi hàng được nha. Lưu ý nha. Này cây nó đẹp quá đẹp mấy chị. Dạ phụ nữ còn chị thì Linh đi. À, sang chậu hả? Không có động chất thể nhiều thì cây ok lắm anh Hoàng Thúy ơi. À, phụ nữ còn giá là 230 ngàn một cây nha chị yêu ơi. Trường An có rồi, nhớ thêm thông tin giùm em chị Trường An ơi. 143 3 cây. 27 1 cây. 143 2 cây. 143 2 cây. Mặt bông của nó nha. Đây là mặt bông của cái thằng vàng tay voi, nó là vàng lưỡi nâu vàng mật hoa thơm nha mấy chị. Cánh bông của nó là màu nâu, lưỡi của nó là lưỡi nâu và cái cánh của nó là cánh vàng hoa thơm, cánh cứng dày và rất là bền bông cho mấy chị ạ. À. À đợt trước chị thấy em bán shop Trần Thị Phượng, à đúng rồi chị, đó là chi nhánh á. Chi nhánh đó chị Nguyễn Mai ơi. Chi nhánh đó, bây giờ em tắt ra em bán trên shop Hoa Lan Vĩnh Kim rồi. Còn chi nhánh Trần Thị Phượng thì em để dưới cho mấy anh mấy chị ở dưới bán. Còn em qua bên đây em bán rồi. Dạ Trường An em có lên đơn cho mình rồi nha Trường An ơi. Châu Hoàng Thúy thì bột lọ 10-55-10. Cây này là cây tay voi vàng tay voi, nắng vàng tay voi hoa thơm, nó là vàng nửa nâu hoa thơm nha. 50 ngàn một cây, combo 4 cây giá là 200 ngàn, cây đẹp quá trời nè mấy chị ơi. Nó mặc ú quỳ như thế này và bắt đầu cây nó thắt ngọn là như thế nào? Cây thắt ngọn là cây những cây như thế này cho mấy chị ạ. À. Cây thắt ngọn hết là chị Hoàng Nga Nguyễn ơi. Là hàng này là hàng bông Tết cho mấy chị á, chứ không phải là còn cây còn đọt lá cho mình đâu nha. Cây thắt ngọn hết rồi, cây nó mập như thế này. 4 cây giá 200 ngàn nha mấy chị. Chốt combo 4 cây chốt cho em 200 ngàn nha. Sau sẽ lên một cái giống mới nữa cho mấy chị. Bắp cải là tổng cộng 4 cây cho bắp cải à. Bắp cải nè, 2 cây cho bắp cải nè, 3 cây cho bắp cải nha. 4 cây cho mình à, 4 cây cho mình nha, 4 cây có 200 ngàn à. Cho chị Hồng Nga Nguyễn 2 cây à. Hồng Nga Nguyễn 2 cây vàng tay voi cho chị Hồng Nga Nguyễn nè. Đó, Hồng Nga Nguyễn lấy đúng không ta? Đúng rồi. Hơn 50 ngàn cây, combo 4 cây giá là 200 ngàn nha. Anh chị nào còn lấy nữa, lấy em còn được mấy cây nữa nè. Trời ơi, mấy chị ơi, nó đẹp quá nè mấy chị ơi. 4 cây này có 200 ngàn à. Mấy chị gì nổi không? Cây bán mấy chị có 50 ngàn cây, nhìn những cây quá trời đẹp luôn. Đưa cô ít chi thọt vàng. 2 cây này nha, còn được 4 cây nữa mấy chị ơi. 2 cây nè, 3 cây nè, 4 cây nè mấy chị.
4 cây này là 200.000 nha, chốt combo 4 cây này chốt 200.000 giùm em, quá đẹp luôn, mặt nó quầy mà thắt ngọn hàng còn hết 100% hết cho mấy chị nha. À, kiếm hoa thì mấy chị hàng này về mấy chị xài hũ 10 55 10 giùm em đi, là nó kích ra mắt u và ra mầm mà mắt u cho mấy chị và nó nứt vòi cho mấy chị, thì sau đó mấy chị hãy xịt 6 30 30 nha, 6 30 30 giùm em nha, combo 4 thì nó mới bây giờ đừng có thể xịt hũ 501 nha khách, xịt 10 55 10 là nó mạnh nhất, 10 55 10 thì nó mắc u to cho mấy chị và chuẩn bị nứt nứt hoặc là nó nhú hay nhú cho mấy chị, thì bắt đầu mấy chị xịt 6 30 30. Cây lùm không mà, mấy cây này cây lùm, nói chung là cây nó ngang ngửa nhau thế này nè mấy chị. 4 cây là 200.000 nha, chị nào chốt combo 4 cây này thì 200.000 giùm em. À, cho chị Hồng Nga Nguyễn một phủ 10 55 10. Nè 4 cây thế này giá là 200.000 cho 4 cây đẹp như thế này. Nhận hàng không chơi vào đâu được nha. Chị Mai Linh Phan một phủ 10 55 10 luôn. 15 10 có 30.000 một phủ rồi mấy chị. Xài rất là lâu nha. Cái đó xài rất là lâu mấy chị. Em lên ít thằng sale cho mấy chị đây. Ủa bên kia không có chỗ để hả? Đúng rồi. Mấy cái vụ nữ kiếm diện tích rồi hồi chất kia sạch hết. Ủa hồi chất kia khay hết. Mười năm mươi lăm mười và hai cái giao thông cao thì kim nhớ chốt thêm đơn giùm em nha, cao thì kim ơi em mới đi hàng ạ. Chứ còn đi liên riêng này em không có đi hàng được nha. Katiki một củ 10 55 10 với 2 kg chở thông là 100.000 rồi đó. Lấy thêm đơn giùm em nha, chứ còn gửi thuốc không, phân thuốc không thì em không gửi được nha. Vỏ thông thì nó là 25.000 kg nha mấy chị, em là chở thông lớn nó qua xử lý cho mấy chị rồi. Cho chị Kim Hiền. Kim Hiền lấy mấy cây. Thằng đẹp này chị Hiền ơi. Cây này đẹp quá này, có 50.000 rồi chị Hiền ơi. Cây quá trời đẹp luôn, cây nó lá mít như thế này nè. Chị Kim Hiền lấy mấy cây. Rồi em sẽ lên cho mấy chị cái giống này đây. 1 ký vỏ thông thì à chị ghé lấy hả? Ok. À, xin tối em mới lên hàng được á chị Kim Hiền. À, xin lấy cho con ít hũ 10 55 10 em lại coi với lại ấy con lại đang quấy khách à. Đúng rồi, tùy chậu lớn nhỏ. Đúng rồi đó, tại vì không biết, em không biết mình trồng trong cái chậu bao nhiêu để vừa tới tay của mình. Tại vì 1 ký vỏ thông á thì nó cũng nhiều mấy chị. Tại về mấy chị ra chậu lớn hay nhỏ thì em không biết được, nên là không biết được bao nhiêu chậu cho khách nha. Không biết được bao nhiêu chậu. Nè mấy chị về đừng, hiện tại thời điểm bây giờ thì mấy chị đừng có xịt hũ 501. Thì nó không có mạnh bằng. Giờ nếu mà mấy chị bắt đầu mấy chị đã thấy cái thắt ngọn hết rồi á thì mấy chị ngưng nước nó tầm khoảng 3 bữa hoặc là 4 bữa. Nếu mà mấy chị nắng gắt quá thì mấy chị là xịt ngưng nước tầm 3 4 bữa, còn nếu mà mấy chị thấy sương sương thương thì tầm 4 5 bữa. Cái cây này là có hũ 10 55 10. Nó có phân hóa mầm hoa với lại ra rễ mạnh. Đối với những anh chị nào mà vừa ra chậu với lại muốn kích bông của nó luôn nhanh luôn á thì mấy chị xịt hũ 10 55 10 như thế này, nó của thằng rau mo. Nó rất là tốt cho mấy chị luôn. Có 30.000 hũ à, khi nào mà nó nứt ra nó nhú vòi á thì mấy chị mới xịt hỗ trợ cái hũ 6 30 30, hoặc là mấy chị thấy mắt u to á thì mấy chị mới xịt 6 30 30. Nó có tác dụng á là cho mấy chị dưỡng cái màu bông của mấy chị vừa dài đậu bông với lại lên màu hoa rất là đẹp đối với hũ 6 30 30. Nhưng mà trước tiên thì mấy chị sẽ xịt 6 10 55 10 thế này. Mấy chị lựa chọn những cây như thắt ngọn, những cây thắt ngọn, cái cây trưởng thành, cây già cây thì bắt đầu mấy chị xịt được bình thường rồi. Ok chị Kim Hiền. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị một ít chậu hàng sale cho chờ đợi cho mấy chị nha. Em lên em sale cho cái mấy thằng Ngọc Điểm Lai đây. Ngọc Điểm Lai hoa thơm. Cây của nó, chuẩn giá của nó là Ngọc Điểm Lai hoa thơm, như em còn được khoảng tầm chục cây nữa. Một chục cây nữa cho mấy chị Ngọc Điểm Lai hoa thơm. Cái cây này á đang có một bông cho mấy chị sale luôn, nó là 200.000, em sale cho mấy chị 170 là sale giá vốn cho mấy chị luôn nha.
cây này đó là dòng rễ gió của hoa thơm. Hoa của nó là quanh năm. Bé soda, để từ từ em lên cho đúng rồi cô Sung. Đây là ngọc điểm lai nha mấy chị ơi. Nó là ngọc điểm lai với Bangkok Sunset của hoa rất là thơm và cực kỳ thơm nồng cho mấy chị luôn. Bông nó khá là bền bông cho mấy chị. Cái giống này khi mấy chị cắt nước, khi mà mấy chị cắt nước là khoảng mấy chị cho nó ăn nắng trực tiếp một khoảng tầm 70-80%, khoảng tầm tuần đến 10 ngày sau bắt đầu có nhú vào bông nè mấy chị chơi. Hàng này chuẩn giá của nó là 200.000 một cây. Em sale cho mấy chị giá là 170.000 một cây luôn nha. Mà nó là hàng đẹp. Ok chị Tiên Hụ, Tiên Hồng khủng 10-50. Mai Liên Phan 2 kg dở thông. Hồng Ngao Nguyễn lấy 630-30, không lấy 10-50-10. Nè em xeo cho này, không phải cái đó cô Xuân. Cái này nè. Nó cây này đẹp lắm mấy chị ơi. Cây nó không bị lỗi gì nha, mà tại em xeo cho mấy chị. Thơm lắm thơm. Rất là bền bông luôn. Hoa thơm giả mang thơm lắm mấy chị ơi. Đây chị Mỹ Hạnh một cây 170 ạ. Em xeo rẻ rồi mấy chị ơi. Quá trời thơm. Cây này nó thật sự với mấy chị 170 chỉ bán cho mấy chị là cây hàng lá thôi chứ không phải là bán hàng bông đâu. Này giá rất là cao, hiện tại giá thị trường nó bán ra từ 220-250 cây hết cho mình rồi. Những cái hàng này nha. 170 một cây, ngọc điểm lai với Bangkok Sunset hoa thơm. Cánh bông nó vừa vàng vừa trắng và vừa hồng cho mấy chị luôn, nó pha màu cho mình nha. Anh chị thích nụ lấy nụ, 170 một cây nha. Cho chị Nguyễn Thục một cây nè, hoa thơm đó mấy chị ơi. Nguyễn Thục một cây ạ. Có hoa luôn nha mấy chị ơi. Cho chị Trà My một cây nha, cây đẹp nha mấy chị ơi. 170 cây em sale luôn ạ. À, cho chị Ngọc Thủy Bồi một củ 10-50-10-60-60. Cho anh Phan Thành một cây nè. Đây nè, cây đẹp quá trời luôn nè, anh Phan Thành ơi. Không có phải bái nó xeo xeo mà cây rất là đẹp cho mấy chị nha. Phan Thành một cây ạ. Cho chị Cẩm Châu Mai một cây 170. Chị Cẩm Châu Mai nè. Cẩm Châu Mai nha. Phan Thành, Cẩm Châu Mai. À, cho Mưa Đêm một cây ạ. Ở trong đó mấy cây nữa kìa. Em sale rẻ cho mấy chị luôn, cái giống này nó đắt lắm mấy chị ơi. Mưa Đêm một cây với là một củ 10-50-10 cho Mưa Đêm ạ. À. Mưa Đêm một cây nha. Mưa Đêm một cây. À, cho Duyên Phạm hai cây ạ. À. Cho chị Duyên Phạm hai cây nè. Cho chị Duyên Phạm hai cây. Chị Duyên Phạm thơm lắm chị Duyên Phạm ơi. Duyên Phạm hai cây nha, 170.000 một cây. Duyên Phạm hai cây. Cho Bích Trăng Lê một cây gập đơn ạ. À. Bích Trăng Lê một cây gập đơn nè. 100-200 ngàn em xeo mấy chị, 170 em xeo dưới gốc luôn đó mấy chị. Duyên Phạm hai cây. Một một tám hay là 188? Bình Trăng Lê một cây. À, cho chị Linh Lan một cây ạ. À. Linh Lan một cây cho mình nè. Linh Lan một cây 170 chị Linh Lan ạ. À. À, cho chị Như Nguyễn một cây 170 chị Như Nguyễn ạ. À. Như Nguyễn một cây 170 chị Như Nguyễn nha. Như Nguyễn một cây 170. Cho chị Thí Võ một cây 170 chị Thí Võ ạ. À. Thí Võ một cây 170 chị Thí Võ nè, hoa thơm nè. À, Hồ Điệp chị mua nay nó nở hoa rồi em hả? Ok, cảm ơn chị. Cho chị Lâm Hằng một cây lụng to chị Lâm Hằng ạ. À. Lâm Hằng một cây chị Lâm Hằng nè. Lâm Hằng một cây chị Lâm Hằng nha, 170. Lâm Hằng một cây 170 chị Lâm Hằng ạ. À. Đây nè, em còn được cây hai vòi này cho mấy chị nè. Em để cho mấy chị giá 190 luôn, chốt cái này chốt 190 quá rẻ mấy chị luôn. 190. Hay còn đó cây 170 cơ. Cô Xuân mới treo lên mà. Đây. Em lấy cái mặt bông nở cho mấy chị coi, cái mặt bông nở thực tế cho mấy chị, thơm lắm thơm luôn. Đó. Này nó nở bung ra như thế này nè mấy chị ơi. 190 cho giăng vỏ. Này là em nở nó nở trong bát rồi mấy chị, chứ mà nở có nắng là đẹp lắm luôn. Đây, cái này cho giăng vỏ nha. Đổi cho chị Thí Vỏ, cây có bông cho chị Thí Vỏ nha, chị Thí Vỏ ơi. Đó. Nè em lấy cái mặt bông cho mấy chị coi nó nở nó đẹp cỡ nào. 170 cây sale mấy chị 170 một cây nha. Giăng vỏ là cây 190. Trời ơi nè mấy chị ơi. Hoa rất là thơm, cực kỳ thơm luôn. Em nói thật mấy chị hửi nó nha, khi mà mấy chị cái bông này nó mấy chị, khi mà mấy chị ngửi nó nha, mấy chị hít nhẹ nhàng thôi. Hửi là mình hửi cảm giác là mình hửi một cách nhẹ nhàng, đừng có hít mạnh nha mấy chị, tại vì cái mùi nó nồng. Mấy chị mà hít mạnh là nó thơm quá là nó sẽ sặc, nó sặc lên tới não mình luôn á, nó thơm lắm luôn. Nè mấy chị coi nè, có 200.000 một cây. Em sale cho mấy chị
còn cái cây 57 nha, Lâm Hằng cũng 10, 55, 10 hết 190 được nha chị ơi, 170 một cây nha. Anh chị thích lấy nở lấy nụ lấy, hàng đẹp quá trời đẹp luôn nè. Cây này khi mà mấy chị tàn bông á, mấy chị cho nó ăn nắng trực tiếp giùm em tầm 90% nắng hoặc là 80% nắng thì cây của mấy chị tầm tuần đến 10 ngày sau sẽ nhú vòi cho mấy chị nha. 190 một cây nha mấy chị ơi. Cây hai vòi hết rồi chị Thí Võ ơi. Đây ạ. Đây nở đang vào bông cho mấy chị như thế này nha. Cây này giá là 200.000, em sale cho mấy chị giá là 170. Hàng này mấy chị có thể thích trồng chậu cũng được. À, chốt cây đang cầm cho chị Nguyên Nhung Nguyễn à. Đây thông tin giùm em nha. Đây là mặt bông của nó nha mấy chị ơi. Rất là thơm nha, thằng này thơm dữ lắm, thơm luôn. Bữa mấy chị mua 200.000 đúng rồi đó, em sale cho mấy chị đó. Mấy chị giờ mấy chị mua thị trường hiện tại giá này đang từ 220 đến 250 một cây đó mấy chị. Mà em không biết họ có bán hàng bông cho mấy chị không thôi à. Mà giá thị trường hiện tại giờ đó. Toàn Nguyễn cây nở hả? Còn cây nở không? Lấy cái nụ giúp em nha. Em sale. Rồi lấy cây nở này cho Toàn Nguyễn nha. Đây là Tàu Nguyễn, cái cây này cho mình nha. Trời nó đẹp quá, nó thơm quá, nó thơm luôn nè. Tàu Nguyễn cây này cho mình nha, lấy thông tin giùm em ạ. 170.000 một cây nha mấy chị ơi. Cây nó đang nụ lớn cho mấy chị nè. 170 em sale, 200.000 em sale, còn 170 cho mấy chị nha. Cái này nó có nở có nụ luôn. Cây nó đẹp như thế này nha mấy chị. Hàng sale là hàng đẹp nha. Chứ không phải là cây mà bán cho mấy chị mà ấy đâu. Tại giờ sale mấy chị thôi. Cây có nở này em lên cho chị Trương Thị thì lên cây nở này cho chị Trương Thị. Thơm giả mang. Thơm một cách thơm một cách giả mang cho mình luôn nha. Trương Thị thì lên với cái cây chậu này nè. 170 chị Trương Thị thì lên nha. Bền bông lắm. 170.000 em còn được vài cây nữa là hết cho mấy chị ơi. Cây nó đang nụ rất là đẹp cho mấy chị luôn. Anh chị nào mà muốn trồng chậu á dễ lắm. Cứ quắn cái bộ rễ nó lại cho nó gọn rồi mấy chị bỏ vô cái chậu phi này mà mấy chị trồng trong chậu phi 20 là vừa. Thêm than, đập thêm than hoặc là bỏ thông vô cho nó giữ ẩm cái gốc của nó. À, đổi chị cây có nở có nụ đi. Lâm Hằng hả? Lâm Hằng lấy cây này nha chị Lâm Hằng ơi. Đổi cây này chị Lâm Hằng nè. Lâm Hằng nè. Bắp cải xả một cây lấy hũ 10, 55, 10, 6, 30, 30. Đây là chỉ giùm em luôn nha chị bắp cải ơi. Hoa thơm lắm mấy chị ơi, bền bông lắm. Cây hiện tại đang nụ như thế này nha, 170 cây. Còn được 4, 5 cây nữa là em hết rồi. Chá này em bán sale cho mấy chị luôn á. Cái này nhớ giùm em cái tên của nó nha. Nó là chính xác của nó, nhiều anh chị kêu nó băng cốc xinh xét thì nó không giống. Tại băng cốc xinh xét có mùi thơm nó nhẹ lắm. Cái giống này là ngọc điểm lai với băng cốc xinh xét. Ngọc điểm lai băng cốc xinh xét nên là cái mùi thơm của nó rất là nồng luôn. 170.000, giá của nó là 200.000 một cây, em sale mấy chị giá 170 à. Nè cây nó nở bông đẹp lắm. Cái này do nó nở bông mà nở trong mát á mấy chị. Chứ còn mà để ngoài nắng nó lên màu đẹp cho mấy chị và thơm nồng lắm. Này là do tụi em để trong mát nha. Đổi cây đang cầm tay trái đi. Tay trái là bên đây nha. Tay trái là bên đây nè anh Tâm Nguyễn ơi. Anh Toàn Nguyễn nè. Toàn Nguyễn cây này nha. Còn cây bên đây của em là cái tay là tay phải. Một 170, 170. Mưa đêm 2 kg giỏ thông một hũ 6, 30, 30. Nụ hả? Còn cây có nở có nụ thôi, có đưa có cung sung. 170.000. Cái này cho Linh Lan nha. Linh Lan cái cây có nở có nụ rồi cho Linh Lan nha. 170 quá rẻ rồi đó mấy chị ơi. À, cho chị Trường An một cây ngồng ngắn hả? Trường An một cây ngồng ngắn. Ngồng ngắn. Cỡ này giùm em đi chị Trường An ơi. Cho chị Trường An cây cỡ này nha, hết luôn hả? Cái này hết hả? Rồi còn được có 4 cây nữa nha mấy chị ơi là hết rồi đó. Mấy chị mua ngoài thị trường mấy chị biết mấy chị mua 170 mấy chị chưa mua được cây hàng lá của họ đâu. Đây nè mặt bông của nó nha, thơm lắm thơm. Do cái này là nó còn hơi nhạt đó mấy chị. Chứ mà nếu mà chuẩn nó phải mấy chị phải lên nắng kìa. Có nắng nó lên có màu bông rất là đậm cho mấy chị nha. Hoa rất là thơm cho mình. 170 một cây nha. Em còn được vài cây nữa nha mấy chị. Chốt một điểm like mà có xin xét thì chốt giùm em. Hoa rất là thơm cho mấy chị luôn. 170 một cây ạ. Còn được 5 cây nữa nha. Em còn được 5 cây nữa nè. Này mà anh chị nào muốn ghép chậu á thì dễ lắm, cũng đơn giản à. Ghép chậu thì mấy chị cứ ốp nó hai cây như thế này với nhau rồi quấn cái bộ rễ nó lại. Không thích trồng chậu thì ấy.
hết cây nở 1 phần 2 bông rồi anh ơi. Không có cây nở 1 phần 2 bông nữa. Một là nụ như thế này hoặc là nở một bông thôi. Cho Nguyễn Loan à, Nguyễn Loan một cây 170 cho Nguyễn Loan nha. Em thông tin luôn à, 170.000 một cây à. Cảm ơn chị Trường An nhiều nha. 170 một cây. Anh chị nào muốn trồng chậu thì đơn giản lắm nha. Quấn cái bộ rễ nó lại, đừng có sợ là rễ gãy gì mấy chị. Tại vì rễ gió nó không quan tâm bộ rễ nhiều đâu. Đó. Cây như thế này nha. Anh Toàn Nguyễn em đã đổi cho anh cái cây khác rồi nha anh Toàn Nguyễn ơi. Cây này giá là 170. Nó quấn bộ rễ này mấy chị bỏ vô cái chậu phi 20, phủ thêm than ở trên hoặc là vỏ thông. Còn nếu mà anh chị nào muốn ghép gỗ thì cứ ốp trực tiếp lên ghép gỗ thôi. Còn không có trồng giới thể cứ để nguyên vậy thì về mấy chị cứ việc treo lên thôi. Treo lên và tưới nước thường xuyên cho nó là ok cho nó mình nha mấy chị. Mấy chị sẽ thấy đặc tính của nó là khi mấy chị cắt vào bông nè. Cắt vào bông nó sẽ nhảy tiếp vào bông khác lên cho mấy chị ở nách lá như thế này. Cắt rồi nó sẽ nhảy tiếp lên cho mấy chị nha. Đặc tính của thằng này là như vậy. Nhưng mấy chị sẽ thấy là cây nó đang nhảy vào bông lên nè. Mấy chị mà cắt thì nó sẽ nhảy lên tầng tược bông tiếp theo cho mấy chị nha. 170 một cây. Phan Thành này có nở đi. Chị em đổi cái cây này cho anh Phan Thành nha. Phan Thành nè. Đổi. Năm mấy đổi? Hỏi bên đó con đâu biết số đâu. Một trăm năm, 170.000, 170, 170, 170.000. Em có được một cây ngọc điểm hồng gấm nha mấy chị. Ngọc điểm hồng gấm hoa thơm. Cho Phạm Hiếu một cây có nụ gập đơn. Phạm Hiếu à. Phạm Hiếu một cây có nụ gập đơn. Bình Trăng Lê có thông tin gì vậy? Bình Trăng Lê lên số điện thoại giùm em anh Bình Trăng Lê ơi. Cái này là ngọc điểm lai với bài Bangkok Sunset hoa thơm nha. Còn được hai cây nữa nè mấy chị ơi. Ngọc điểm lai Bangkok Sunset hoa thơm bằng bông của nó nha. Khách mới mà không cho số điện thoại làm xã đơn trực tiếp lên lai nha mấy chị. Đây là mặt bông của ngọc điểm Sunset lai với cái ngọc điểm lai với Bangkok Sunset hoa thơm. Giá chuẩn của nó là 200.000 một cây, em sale cho mấy chị là 170.000 một cây ạ. Nè em cho mấy chị coi cánh bông của nó nè, cái thằng này xuyên bông vô lắm nha. Hoa cực kỳ thơm nồng. Nhớ giùm em khi mà mấy chị ngửi hoa thì mấy chị đừng có mà hít mạnh nha, hít một cái nhẹ nhàng thôi, không là nó sặc tới não đó. Bình Trăng Lê thông tin giùm em nha. 170 một cây ạ. Ok Bình Trăng Lê ạ. 170 một cây nha. Anh chị nào chốt thì chốt 170 giùm em nha. Còn được 3 cây hả? 3 cây, 3 cây. Em còn được 3 cây cho mấy chị nha. Cây đó đang vào bông như thế này. Cho cánh đồng hoang 2 cây ạ. Cánh đồng hoang 2 cây nè. Cho Bình Hoàng 1 cây ạ. Bình Hoàng 1 cây 170 ạ. Hình như còn đây 2 cây nữa cô Xuân. Còn 1 cây là của... Ok Bình Hoàng cho thông tin. Nhiều khi nó vàng, vàng sinh lý là bình thường nha chị. Nhiều khi cây của mình vàng thì nó có hai loại vàng, vàng sinh lý và cái ghép được. Anh Toàn Nguyễn ơi, ghép được thoải mái, ghép được thoải mái. Chị chụp cái cây của chị đi, em chỉ cho coi. Vàng nhiều khi nó không có ảnh hưởng gì tới cây nhiều đâu mấy chị ơi. Nhiều khi nó là vàng sinh lý hoặc là khi mà mấy chị đóng vận chuyển lâu ngày, đóng trong thùng thì nhiều khi nó cây nó sốc nhiệt, nó vàng một hai lá là bình thường. Nhiều khi mấy chị về trồng mấy chị sẽ thấy lan của mấy chị sẽ thấy là lan của mấy chị nhiều khi nó xuống lá, nhiều khi nó thay đổi thời tiết nó cũng xuống lá nữa. Cho chị Hồ Văn mây trắng một cây 170, chị Hồ Văn mây trắng ạ. Không phải chồm nha. Cái cây này là ngọc điểm lai và gốc xinh xét, em còn được một cây cho mấy chị nha. Chốt mày chốt 170 giùm em ạ. Còn được một cây, sau sẽ lên cho cái cây một kiểu đứng theo để không cắm rồi còn cây. Bán lên hết luôn đi cô Xuân. Cái này mình à, Damori vàng lá là bình thường tại vì nó đang mùa cho bông. Nhiều khi anh chị lại hỏi em cái Damori mà tại sao mà nó không vàng ở dưới lá chân mà nó vàng ở trên ngọn và trên thân. Nó bình thường mấy chị, khi Damori mà nó cho bông á, mấy chị sẽ thấy khi mà Damori hàng lá không á nha thì lá nó rất là mướt. Một khi nó làm bông hoặc bắt đầu nó nhú nụ hoặc nó nứt nụ cho mấy chị hoặc nó nhú bông lên cho mấy chị, bắt đầu nó sẽ có lá vàng. Mà nó vàng một cái nó không vàng ở dưới gốc mà nó lại là vàng trên thân cho mấy chị, nó là bình thường. Đặc tính của Damori đó là vàng sinh lý nha, vàng sinh lý mấy chị. Đây, cái cây mà mấy chị thấy nó càng làm bông lâu hoặc là làm bông nhiều thì nó càng xuống lá, nó càng vàng lá Damori của mấy chị thôi. Em có được một cây ngọc điểm hồng gấm hoa thơm. Cây này rất là đắt tiền. Ngọc điểm hồng gấm hoa thơm nha. Cây này em sale cho mấy chị còn 180, chỉ có được một cây thôi mấy chị nha. Cây này là ngọc điểm hồng gấm hoa thơm. Cây này
Cây này em sale cho mấy chị giá là 180 ngàn. Hoa rất là thơm mấy chị nha. Ngọc điểm hồng gấm. Anh chị nào nhớ biết đến ngọc điểm hồng gấm thì mấy chị biết là biết gì. Đặc tính của nó, cánh nó rất là cứng, dày và rất là thơm. Ngọc điểm hồng gấm hoa thơm 180 cho Tâm Nguyễn. Không sale được chị Thư Phùng ơi. Giá nó cao lắm. Thằng quỷ này giá nó cao lắm chị. Để cái hàng lá nó cũng cao nữa. Còn được có một cây à. Liêu là có lấy giùm em nha. Cây này 170 ngàn. 170 ngàn nha. Đây. Rồi em sẽ lên cho mấy chị một cái dòng này đây. Treo mấy cái này, cái đó treo lên hết đi. Có bờ sọt thì các cô thế nào? Một chồng sọt nó phải bỏ nó. Bẻ vào khỏi đi, khỏi nó cuốn mà để bông. Cho mời thêm mắm cô. Cho mời thêm thịt này này đi. Ăn thịt rồi nó để khỏi đi. Để em lên cái giống này. Dạ chị Mai Linh Phan sao? Mai Linh Phan sao nha? Em lên cho mấy chị mấy cái giống phụ nữ này đây. Em còn được một ít phụ nữ, em lên phụ nữ cho mấy chị. Đây là cái mặt bông của phụ nữ năm mới. Hàng đẹp lắm, hoa nó thơm lắm nha. Nó là dạng màu, em lên cái mặt bông một cái. Còn mặt bông luôn mấy chị nha. Em lên một ít phụ nữ đài trước cho mấy chị nha. Đây. Đây là vũ nữ năm mới màu cam đỏ. Giống này là chuẩn hàng đài cho mấy chị nha. Năm trồng vào tháng 8 2018 cho mấy chị. Nó khác với cam lửa nhiều nha. Thằng này rất là thơm nha mấy chị ơi. Mặt bông của nó màu đậm. Đây là vũ nữ năm mới cam đỏ nha mấy chị. Tại cái lưỡi của nó là cái lưỡi đỏ và cánh của nó là cánh cam như thế này cho mình. Còn nếu mà vũ nữ cam lửa của mình là cái lưỡi của nó cam hết nha mấy chị. Bông to và bền bông cho mình. Đây. Cây này nha, giá của nó là 180 ngàn. 180 một cây vũ nữ nha mấy chị ơi. 180 này em còn được 4-5 cây à. Vũ nữ năm mới cam đỏ nha. Vũ nữ năm mới cam đỏ. Chúng có lãi ngược nữa. Dứt 180 ngàn. Dạ chị Cánh Đồng Hoang ơi, cái hồng gấm có được một cây là đã chốt cho khách rồi nha Cánh Đồng Hoang ơi. Nên là mình chỉ có hai cây ngọc điểm lai với lại băng gót xinh xét thôi nha. Còn hồng gấm đã chốt cho khách rồi, chỉ có một cây thôi chứ em không có đổi được nha chị. Cây này giá là 180 ngàn cho Mỹ Thuật một cây nè. Chuẩn hàng đài nha mấy chị ơi. Có thể trồng bằng phổ thông. Có ngày trồng luôn, thường hàng đài nó có tem hết cho mấy chị. Về hàng này tụi em có tem hết nè. 180 ngàn nha. Ủa cái này là cái gì ta? Cái này là... Đây. Cái này vũ nữ cam mới cam đỏ cho chị Phạm Thị Thu Thảo nha. Nè. Vũ nữ cam mới nó không đỏ. Nguyễn Thị Thu Thảo một chậu à. 180 ngàn. 180 ngàn nha. Đây vũ nữ năm mới cam đỏ luôn. 180. Anh chị nào chốt cái chậu vũ nữ này chốt 180 giùm em nha. 180 à. 180 ngàn, hàng đẹp cho mấy chị nha. Về chịu khó là mấy chị cắt cái chậu nhựa đen ra chậu mấy chị trồng thôi nha. Chịu khó chút giùm em. Rồi em lên cái này giống này cho mấy chị. Hôm qua em xin được một cái review của khách. Cái review của khách chăm cái hạt đỉnh cho bông. Đẹp, rất là đẹp luôn. Nở ra rất là đẹp cho mấy chị. Cây này giá 180 ngàn, chốt này chốt 180 giùm em. Em còn được một cái cây này là cái cây vũ nữ kẹo. Cây vũ nữ kẹo này là cái cây hàng lá cho mấy chị nha. Giá 180 ngàn. Đây là mặt bông của vũ nữ kẹo nha. Cái cây vũ nữ kẹo. Và cho mấy chị coi mặt bông của nó. Em còn được một cây. Đây là mặt bông của vũ nữ kẹo nha. Hàng đẹp. Cái giống này rất là bền bông. Bông nó rất là to. Và cái cánh bông của nó ngoằn. Nó hoa văn rất là đẹp nha. Ok Kim Long Hoàng ạ. Đây là mặt bông của vũ nữ kẹo nha. Hoa thơm cho mấy chị và rất là bền bông. Cây này giá 180 ngàn, chỉ có được một cây thôi. Cây này cây hàng lá nha mấy chị. Cây hàng bông đó là 200 ngàn rồi. Và cây này cây hàng lá và nó cũ là cũ lớn. Hàng đẹp cho mấy chị nha. 180 ngàn. Rồi em sẽ lên cho mấy chị cái cây này là cái cây hạt đỉnh thôi. Phụ nữ kẹo chị Nguyễn Thục 180. Đây là mặt bông hạt đỉnh của khách chị Nguyễn Trúc. Chị ra bông chị chụp cho em nè mấy chị ơi. Đây nè hạt đỉnh đỏ. Hạt đỉnh lai với bầu rượu nha, 150.
phụ nữ ngàn sai em hết anh Lê Hòa ơi. Phụ nữ kẹo như số 12 của cái chị gì chứ xả ra còn nằm dưới không ta? Đâu bút ráp á. Số 12. Số 12 á. Đây là mặt bông của cái hạt đỉnh đỏ lai màu rượu nha mấy chị ơi. Cái này khách em chăm luôn. À, có mặt bông rồi cũng hàng tem luôn nè. Có tem về mấy chị dán vô luôn á. Dán vô chậu luôn. Em đây cho. Nhưng em còn được cây phụ nữ kẹo á. Chị lát lên thì Ngọc đếm xíu nha. Hạt đỉnh đỏ lai màu rượu. Khi nó cho bông thì nó sẽ xuống một ít lá. Nó là 150.000 một cây. Có tem hết cho mấy chị nha. Cây này giá là 150 nha. Hạt đỉnh đỏ lai với bầu rượu giùm em. 150.000 cái chậu này. Chốt hạt đỉnh thì chốt giùm em. Thằng này đẹp lắm, nó thấy gì chứ. Nó không có giống như những cái dòng đại trà kia. Cái thằng này là tách kỳ. Khi nó cho bông mấy chị rất là đẹp luôn. Mà nó xuyên bông lắm. Mùa bông của nó là quanh năm nha. Hạt đỉnh đỏ lai với bầu rượu giùm em. Mặt bông nó đỏ rực như thế này nha mấy chị. Đây 150 cây, 150, 150 chứ không phải 250 thì nhiều. Đây, cho chị Duyên Phạm 2 cây nha, có 150 cây à chứ không phải là 250. 150 nha. 2 cây. 150 ạ. Đây em lên tiếp cho cái cây hạt đỉnh đỏ lai bầu rượu cho mấy chị nữa nha. Chị cái cây vũ nữ kẹo ơi. Cây vũ nữ này năm mới. Cây vũ nữ kẹo này em chốt chị Tâm La Thị Ngọc 180 nha. 180 chị Tâm La Thị Ngọc ạ. À, Lan Lê Thị Ngọc chú quên em nhầm. À, bán hết chiêu hoa hồng nha cô Yến. Cảm ơn chị Trúc Nguyễn. Xin hình đó, xin hình chị Trúc Nguyễn đó. Cái này em để cho chị Mai Linh Phan một cái cây hạt đỉnh đỏ lai bầu rượu nha, 150. 150 một cây đi xin hình với chị không đó. 150 một cây nha. 150 một cây, lấy giùm cái bầu rượu đi. Em còn được cây vũ nữ kẹo đang có bầu bông cho mấy chị. Cây kẹo này là 200.000 nha. Kẹo có vòi, 200.000 giùm em. Kẹo hoa thơm. Trồng vào tháng 9 2019, kẹo này hoa thơm có vòi, cây này là 200.000 nha. 200 ạ. À. Đây cái này là hạt đỉnh đỏ lai bầu rượu ạ. Cây nó đang vòi nha. Nhớ đặc tính của nó giùm em mấy chị, khi cho bông nó xuống lá nha. Nó giống như cái thằng toàn câu phát cái 200.000. À, cái cây giống như là lan thiên nga của mình gì đó mấy chị, lan thiên nga của mình đó nha. Kẹo chốt cho toàn câu phát ạ. À. Cây nó đang vào bông như thế này nha. Nè. Đó, cái cây nó đang vào bông như thế này giùm em nha. 150.000 một cây hạt đỉnh đỏ lai bầu rượu giùm em ạ. À. Hạt đỉnh đỏ lai bầu rượu nha, 150. Anh chị nào có chốt hạt đỉnh đỏ chốt giùm em nha. Còn được vài cây hạt đỉnh đỏ giùm em. Hạt đỉnh đỏ nha. Cái giống này có phụ nữ cacao hả? Không có phụ nữ cacao ạ. À. Em chỉ có phụ nữ đà, phụ nữ hồng đông mộng mới về kìa, 230, nó là hàng đẹp cho mấy chị. Đây là cái mặt bông của phụ nữ, em cho mấy chị coi mặt bông phụ nữ này là. Đây là phụ nữ bơ ngọt. Mình còn bơ ngọt không ta? Còn hay gì á? Đây là mặt bông của phụ nữ bơ ngọt hoa thơm. Cái này là giá 180 nha mấy chị ơi. Trồng vào tháng 1 2019 nha. Phụ nữ bơ ngọt nha. Em có còn cây nụ cho mấy chị nữa. Đây là mặt bông nở cho mấy chị nha. Thích lấy nụ lấy. Phụ nữ bơ ngọt này giá là 180. 180 cây phụ nữ bơ ngọt nha. Cái đó là phụ nữ gì vậy? Mặt bông. Cây này 180 cho chị Duyên Phạm ạ. 180. Thạch Bảo Ngọc còn mật bông không? Đây là mặt, cái cây là cây vũ nữ Thạch Bảo Ngọc, bông màu vàng bông to. Cây này giá là 170.000. Em lấy cái mặt bông Thạch Bảo Ngọc kìa em. Bơ ngọt cây nụ còn không vậy? Kiếm cái đó đi. Cái này là cái gì ạ? Điệt mai. Điệt mai. Tôi xin đề chị nhé. Đó. Không, hết bơ ngọt rồi. Em lại cho một cái mặt bông lạ này cho mấy chị nè. Đây là cái cây vũ nữ sau tim. Mặt bông này đẹp lắm nè mấy chị. Mặt bông này hiếm bông nè. Hết bơ ngọt rồi chị Lan Lê Hiện Ngọc ơi. Còn bơ ngọt hết.
Đây nè, cái mặt bông của phụ nữ sau tim nha. Phụ nữ sau tim màu tím này cho mấy chị nè. Có được cây một, em còn được cây nhất cho 100 mấy chị. Phụ nữ sau tim này giá là 200 ngàn. Có một cây một thôi nha, hàng tầm mấy chị. Đây, cây phụ nữ sau tim này trồng vào tháng 12/2019 cho mấy chị có được một cây một nha. Cây này giá 200 ngàn, hàng tầm nha, 200 ngàn. Dạ chị không có, chị Ngọc Mai Đào ơi, không có à. Sau tim cho chị Nguyễn Thục gặp đơn à. Sau tim cho Nguyễn Thục gặp đơn. Em cứ còn phụ nữ năm mới màu cam đỏ cho mấy chị nha. Năm mới cam đỏ 180 ngàn. Em có mấy cây phụ nữ này nè. Đây là cái phụ nữ này nè mấy chị. Thạch anh cái phụ nữ. Đây. Phụ nữ này là bạch thiên xanh. Bạch thiên xanh nha. Em lên cho mấy cây còn được mấy cây phụ nữ bạch thiên xanh cho mấy chị đây. 4 cây. Phụ nữ bạch thiên xanh bông rất là to cho mình nha. 180 một cây bạch thiên xanh ạ. Em lấy một bông cho coi. Đây, phụ nữ bạch thiên xanh nha. 180 ngàn một chậu, chuẩn hàng đài. Ngày trồng là ngày tháng 3/2018 cho mấy chị nha. Là cách đây cũng gần 2 năm rồi mấy chị ơi. 2 năm rồi. 180 một cây bạch thiên xanh nha. Có được 4 chậu thôi. Hàng này về mấy chị ra chậu là nó đẹp hơn. Cái này cho chị Duyên Thảo một cây 180 nè, có 4 chậu thôi à. Cây nó đang nụ như thế này hết nha mấy chị. Em còn được 3 cây nữa nha. Phụ nữ bạch thiên xanh. Bạch thiên xanh đốm á mấy chị. Mình nói bạch thiên xanh đốm á. Cái bông của nó màu trắng xanh mà nó đốm và bông rất là to. Đường kính bông của nó khoảng 3-4 ngón tay nha. Nguyễn Thục một cây 180 à. 180 nha. Em còn được 2 cây nữa nha mấy chị nha. 2 cây nữa à. Phụ nữ bạch thiên xanh đốm cho cái bông nó to lắm mấy chị. Hôm bữa trước có một bông nở về mà em bán thì có một bông nở rồi. Bông nó như thế này nè, bự lắm. Bông nó bự cho bá lửa luôn á. Cho thì thanh giang trần một cây. Hoa nó thơm mấy chị, cánh bông to lắm, nó to dữ lắm nha, không phải là bông nhỏ đâu. Đây, thanh giang trần ạ. À. Một cây 180 cho mình. Còn được 2 cây nè mấy chị, còn được 2 cây, cây này nữa. Trồng vào tháng 12/2019. Còn được 2 cây nữa cho mấy chị nha. Bạch thiên xanh. Bạch thiên xanh hay còn kêu bạch thiên xanh đớm. Nói chung là nó có tên ở trong cái tem luôn nha mấy chị. Có tên trong cái tem luôn về mấy chị. Em không có cần ghi. Anh chị nào chốt này chốt giùm em nha. 180 còn được 2 cây cho mấy chị thôi. 180 à. 180 nha. Cây đó còn đâu gửi mật bông. Cây gửi mật bông là cây vũ nữ sau tim. Cây đó không phải là cái cây sau tim. Cây đó là cây vũ nữ, cái nhìn cái bông là biết cái vũ nữ Thạch Bảo Ngọc đó. Cái nụ của Thạch Anh Hồng là màu hồng, màu đỏ hồng luôn. Bao váy hôm nay chưa có hàng chị Hoài Hương ơi. Để chắc phải đợi tầm khoảng nửa tháng hơn á nha. Nửa tháng hơn thì mới có hàng cái đó được cho mấy chị. Nửa tháng hơn. Có còn em còn phụ nữ phụ nữ hồng lông mộng màu vàng xanh xanh nè mấy chị. Hồi đầu la em bán quá chợ mấy chị còn được mấy cây nè. Phụ nữ vàng xanh xanh hoa thơm. Vào bông nó nhiều khủng khiếp luôn. 230 ngàn một chậu phụ nữ vàng xanh xanh. Cây vào bông ô giả mang vào bông lắm. Cho mấy chị coi nè. Em còn được, em lên cho mấy chị coi nè. Phụ nữ này là phụ nữ hồng lông mộng vàng xanh xanh, hoa thơm. Này là chuẩn hàng Tết cho mấy chị luôn. Em chỉ về đúng một lô cho mấy chị. Bộ bông nó dài, nó khác với phụ nữ hồng lông mộng trước đây cho mấy chị nè. Bộ bông nó nhiều như thế này nè mấy chị. Khác phụ nữ hồng lông mộng trước đây nó là màu trắng hồng. Còn cái này là vàng đậm cho mấy chị. Và cái của nó là cam đậm luôn. Hoa thơm nha. 230 ngàn một chậu phụ nữ. Phụ nữ hồng lông mộng vàng xanh xanh nha. Em lấy cho mấy chị coi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái cây của nó rất rất là nhiều mồi nha mấy chị. Đẹp qua đây. Vô chầu. Đây nè, trời ơi, mấy chị coi cái cây của nó nè mấy chị, vò bông nó rất là nhiều. Mà vò bông nó phân nhánh hoa rất là thơm, độ bền bông của nó. Cái độ bền bông của nó trung bình từ 1 tháng rưỡi cho đến là 2 tháng nha. Cái giống này mà nó là dạng lùn nó không có cao, nên là khi mà mấy chị khi mà cho bông á, mấy chị để trên cái phòng làm việc, bàn làm việc hoặc là phòng khách của mấy chị cực kỳ đẹp. Bông của nó khi cho bông nó dạng hũ. Từ cái vò bông như thế này cho đến lúc Tết tược nụ cho mấy chị, đến lúc tược nụ cho mấy chị thì nó khoảng tầm 1 tháng, tháng rưỡi. Cây này là chuẩn hàng Tết nha. 230 ngàn một cây vũ nữ vàng xanh xanh thế này. Anh chị nào chốt phụ nữ chốt giùm em 230. Cây nó như nhau như thế này nha mấy chị. Cho chị Thanh Văn Trần một cây 230 à. Cây có nó nhiều vào bông như thế này nè mấy chị. Phân nhánh rất là dữ dội nha. Nó là dạng như là phân nhánh dạng xương cá của mình á. Bông nó dài và rủ. Thấy mấy chị thấy cái cánh nó cứng gì trước khi cho bông là nó rủ xuống cho mình. Hoa thơm nha. Cho chị Liên Nguyễn ba cây, chị Liên Nguyễn nè. Mẹ em bán đầu lai á. Liên Nguyễn ba cây, chị Liên Nguyễn là nhiều vào bông lắm luôn á chị Liên Nguyễn ơi. À, Tào Nguyễn bỏ một cây vũ cây một cái cây ngọc ngọc điểm lai lấy cây vũ nữ này nè. Tào Nguyễn. Cho chị Nhung Nguyễn một cây, chị Nhung Nguyễn nè. Nhung Nguyễn một cây nè, rất là nhiều vào bông nha, đẹp lắm nha mấy chị ơi, có 230.000 một chậu à. Nhung Nguyễn à. Em lên chị Lan Lê Thị Ngọc một cây nè, 230.000, chuẩn hàng đài 100%, hàng này không có bọc bông thái nha mấy chị, không có bọc bông thái. Thái không có. Còn hồng lông mộng trước đây nè, em sẽ cho mấy chị coi cái này cho chị Lan Lê Thị Ngọc. À, hồng lông mộng trước đây á thì là cái màu này nha mấy chị. Hồng lông mộng trước đây là cái màu này. Hồng lông mộng trước đây em hay bán mấy chị là cái màu này. Màu này là cái màu cũ. Màu này là cái màu cũ nha mấy chị. Đây nè. Và cái giống này nó không có dài bông và nó cũng không có to giống như cái vụ cái màu mới em like cho mấy chị là cái màu này. Màu này nó vàng rực cho mấy chị và hoa thơm, bền bông vô cùng cho mình nha. Đây nè. Cây nó đẹp lắm nha mấy chị, nó là màu vàng căm lửa như thế này. Chỗ bông đây là mấy chị là cái chậu em lai bán cho mấy chị luôn, bung ra cho mấy chị. Cây này có nở có nụ nha, còn nụ cho mấy chị, bung đẹp lắm á. À, chốt tới ai vậy Vy? Lan Lê Thị Ngọc. Cây đây nữa đây. Cho chị Duyên Phạm một cây ạ. À. Cho chị Duyên Phạm một cây 230, chị Duyên Phạm nè. Duyên Phạm 230 ạ. À. Em lên cho anh. Em lên cho Hồ Văn Hạnh một cây 230 cho Hồ Văn Hạnh nha. Quá trời vào bông luôn nha anh ơi. Hồ Văn Hạnh một cây ạ. À. Cho chị Huỳnh Thùy một cây ạ. À. Lên địa chỉ giùm em luôn nha chị Huỳnh Thùy ơi. 230.000 Huỳnh Thùy một cây. Huỳnh Thùy một cây nha. Cho chị Mai Linh Phan một cây 230, chị Mai Linh Phan là đẹp lắm. Thằng này là chuẩn. Nhà vườn nó cam kết với em là chuẩn bông Tết nha mấy chị. Em cam kết với mấy chị là chuẩn bông Tết nha. 230. Mai Linh Phan. Cho Bình Hoàng một cây 230 cho Bình Hoàng ạ. À. Nè. Cây rất là nhiều vò bông nha. Cây của chị Thanh Văn Trần nhiều vò lắm chị Thanh Văn Trần ơi. Em vô lại cho chị coi nha, chứ cây của mình rất là đẹp nha, đỏ như ủng đó. Bình Hoàng 230. Đây nè mấy chị coi nè, vò bông nó mọc như thế này lên cho mấy chị nha. Vòi đang lên, vòi bông của nó, vò bông tách ra tại vì em không có điếm vòi mấy chị. Bán cái này không có điếm vòi. Chứ cái giống này nó rất là nhiều vò bông đây. Vò bông của nó nha mấy chị đây nè. Em vô sát cho mấy chị coi nha. Vòi này nhớ giùm em. Từ đây nó là chuẩn Tết cho mấy chị nha. Nhiều khi mấy chị nói vò cao thế này sao chuẩn Tết được. Tại vì lúc mà vò bông của nó phát rất là lâu. Nên là những cái dòng này là chuẩn Tết cho mấy chị nha. 230 một cây ạ. À. Bao váy hơi bị lâu nó mới về đó chị. Chắc trung bình khoảng tầm nửa tháng nữa. Nửa tháng nữa nha. Trung bình khoảng tầm nửa tháng nữa mới có về được chứ. Còn bây giờ thì không biết khi nào nó về. Cái chậu này giá 230 à. Nhiều vòi lắm nha mấy chị ơi. Nè. Vò bông của nó em không có điếm vòi nhưng mà em dạch như thế này để cho mấy chị thấy thôi. 230.000 nha, vò bông của nó nè. Vũ nữ, cái này chính xác tên của nó là vũ nữ hồng lâu mộng xích san, hoa thơm nha, 230. Vò bông. Đợi em xíu nha mấy chị. Bình Hoàng ạ. À. À, Đen Lê Thanh Lý thì em không có hàng nha. Hôm nay không có về Đen Thanh Lý, cũng không có hàng Thanh Lý luôn anh Quốc Trung ơi. Tại giá lan gần Tết thì nó cao lắm mấy chị. Giá lan gần Tết nó cao lắm. Đây là cây vũ nữ vàng xanh 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 nha. Cho chị Phương Kim cái cây này 230, chị Phương Kim lên thông tin giùm em nha. Quá trời vồn này chị Phương Kim ơi. Đang vào bông lên nữa cho chị nè, 230 ạ. À.
đây nè, mấy chị thấy không, bò bông nó rất là dữ. Cái giống này em nói thật chứ mấy chị, không dưới một chục bòi khi mà nó cho bông, khi tại cái giống này nó sẽ bò bông nó bọc liên tục thôi đất lá. Khi mà mấy chị cho bông không dưới chục bò bông đâu, cái đặc tính của thằng này nó nhiều bò bông đó, nó cho liên tục, kể cả khi nó phát bông nó vẫn có nhú bò lên cho mấy chị. Đặc tính này không ớt bông. 230 nha. Chốt cái chậu này vũ nữ vàng xanh xanh thì chốt giùm em là cái vũ nữ hồng lông mỏng xanh xanh. À, chậu này giá là 230.000, vò nó đăng lên nè. Nhớ giùm em nó vò bông nó còn phân nhánh giống như cái xương cá của mình nữa nha mấy chị. Cứ mổ một nắp lá của nó là mấy chị sẽ thấy có một cái vò bông nhảy lên. Cứ mổ một nắp lá của nó là sẽ có một vò bông nhảy lên cho mình nha. Chậu này là 230.000. Chốt này chốt 230 giùm em cái chậu này nha. Về mấy chị chịu khó, mấy chị cắt cái chậu nhựa đen này nó chị ra chậu lớn hơn giùm em nha. Thích trồng chậu gì cũng được, mà cái đừng có để cho nó rớt cái thể ra nhiều nha. Cái này giá thể của nó trồng bằng vỏ thông. Cái thể nó trồng bằng vỏ thông nhuyễn nha mấy chị, xịn sò lắm. Hoa thơm nha chị Trà My ơi, cái giống này là hoa thơm. Mùi thơm nó không có gắt, mùi thơm nó rất là nhẹ nhàng, dễ chịu cho mình. Nó phụ nữ là đa phần những cái mùi thơm rất là dễ chịu cho mình chứ không có gắt. Nói là giống hoa thơm nha. Chậu này chị đâu có chốt, chỗ này chốt 230. Thích lấy vỏ cao cao hơn cũng có xíu có cho mấy chị, nhưng mà những cái này là vừa tầm cho mấy chị luôn. Đó. Cây nó nhiều vò như thế này không rồi mấy chị. 230.000 một chậu vũ nữ vàng cho mình nha. Anh chị nào lấy vũ nữ vàng lấy. Vò bông nó ngang nhau thôi mấy chị ơi. Chỉ là cái cây nó mọc mọc cao, cái cây mọc thấp thôi là mấy chị thấy nhiều ít vòi thôi, chứ cái giống này nó ngang nhau. Ngang nhau cho mình nha. Có lấy vũ nữ nó lấy. Cây nó lùm như thế này cho mấy chị ạ. 230.000 nha. Dạ anh ơi, anh Toàn Nguyễn, em chỉ có những cái chậu như thế này thôi, chứ còn không có chậu mà vòi súp nụ súp bung đâu được, thêm chốt thôi. Chứ còn không có cây em dơ lên cho mấy chị, nãy giờ em đâu có dơ cái cây nào nụ lớn đâu. Đã nó về cùng một lúc như thế này thôi, không có cây nụ lớn. Hôm nay chưa có về vũ nữ kịp cho chị Anh Hoàng ơi, chưa về kịp nha. Út chị Tết này nó cũng không có bông đẹp với chị ơi. Phụ nữ chỉ có khi mà lúc nó nắng lên đó thì nó mới có mặt bông đẹp cho mình thôi. Còn nếu mà tại vì hôm bữa giờ mùa mưa dập nên là phụ nữ út chị với thằng phụ nữ cái thằng phụ nữ cái berry á thì không có bông đẹp để lên hàng cho mấy gì được. Mưa bông hư hết à. Cát cũng vậy. Em offline nha, để tối em lên like hàng cho mấy chị. Bye bye mấy chị nha.